Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 21, tôi muốn ông quỳ xuống. Tấm bài vị màu đen cùng với phông chữ bên trên được mạ vàng khiến toàn bộ khách mời tại sảnh tiệc đều phải kinh sợ. Bài vị của Tiêu Thị Tu Hà, tiên phụ Tiêu An Vũ, tiên mẫu Tô Văn Hạ. Ánh mắt của họ đều đặt trên tấm bài vị đó, không khỏi cảm thấy bàng hoàng, hoảng sợ. Quá ngang ngược. Tiêu Chính Văn này định một mất, một còn với nhà họ Ninh sao? Trong bữa tiệc đính hôn của Ninh Kỳ Nhi, trước mặt rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Tu Hà, trước mặt đại thiếu gia họ Tần, mà Tiêu Chính Văn dám đặt bài vị của bố mẹ mình lên bàn. Hành động này khác nào tát thẳng vào mặt nhà họ Ninh. Chuyện này, e là bữa tiệc đính hôn tối nay của Ninh Kỳ Nhi không thể cử hành được rồi. Rốt cuộc tên Tiêu Chính Văn đó có ý gì chứ? Cậu ta ngang ngược quá đấy. Nhà họ Tiêu đã bị diệt vong từ lâu, nhà họ Ninh nay đã là một gia tộc đứng đầu Tu Hà. Cậu ta làm thế này, không phải là muốn chết sao? Thằng chó hoang đã biến mất 5 năm này, chẳng lẽ còn muốn làm mưa làm gió ở Tu Hà sao? Mọi người xì xào bàn tán, phần lớn đều tỏ ra khinh thường, coi rẻ Tiêu Chính Văn, thậm chí còn xen lẫn ý oán trách. Mà lúc bấy giờ, Tô Khởi Minh đang ngồi tại bàn chính, vẻ mặt thờ ơ nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Ông ta nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Mấy ngày trước, ông ta đã biết thân phận thật sự của Tiêu Chính Văn. Không ngờ vua Bắc Lương, người chỉ huy 300.000 quân Bắc Lương, thực ra lại là thiếu gia của nhà họ Tiêu 5 năm trước. Hôm đó, khi Tô Khởi Minh biết được thân phận của Tiêu Chính Văn từ chỗ thủ trưởng, ông ta cũng hết sức kinh hãi, hồi lâu sau mới bình tĩnh được. Vụ thảm sát nhà họ Tiêu năm đó, Tô Khởi Minh cũng biết. Nhưng ông ta không thể nhúng tay vào những sự việc thuộc giới thế gia ở Tu Hà đó được. Bây giờ, Tiêu Chính Văn, người chạy trốn khỏi Tu Hà như một con chó hoang của 5 năm trước, đã sớm công thành danh toại, đứng sừng sững ở đỉnh cao mà không ai có thể ngước nhìn. Một người như vậy đem theo lòng thù hận cuồn cuộn ngất trời đến dự tiệc đính hôn của Ninh Kỳ Nhi, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Lý Trường Thắng đứng ở một bên nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt mơ hồ. Sau đó lại liếc nhìn Tô Khởi Minh, ông ta phát hiện vẻ mặt của Chủ tịch Tô này rất bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm đến cảnh tượng trước mắt. Điều này khiến Lý Trường Thắng bắt đầu nghi ngờ, ông ta nhỏ giọng hỏi, anh Tô, tại sao anh không quan tâm chuyện này chút nào vậy? Lẽ nào anh Tô có quen biết cậu Tiêu Chính Văn này? Tô Khởi Minh bật cười, nói, ai mà không biết nhà họ Tiêu 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ là Tiêu Chính Văn bây giờ đã khác xưa rồi, lần này nhà họ Ninh e là gặp phải khó khăn lớn rồi. Nghe vậy, vẻ mặt của Lý Trường Thắng trở nên trầm mặc, ông ta hỏi, lời này của anh Tô là có ý gì? Tô Khởi Minh nở cười đầy thâm sâu, nói, anh còn nhớ ba vị thần y cùng lúc xuất hiện ở sân bay Tu Hà mấy ngày trước không? Nói tới đây, Tô Khởi Minh dừng lại, không nói gì thêm. Nhưng Lý Trường Thắng nào có phải người bình thường? Ông ta trong nháy mắt liền nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt lập tức thay đổi, đồng tử giãn ra. Ông ta hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng nói, anh Tô, anh nói ba vị thần y đến Tu Hà là vì cậu ta sao? Tô Khởi Minh lắc đầu ra hiệu Lý Trường Thắng đừng nói ra những điều mà mình đã suy đoán được, đồng thời nhắc nhở, anh Lý, anh là người giàu nhất Tu Hà, qua lại với rất nhiều người, có những chuyện bản thân biết là được, đừng bao giờ kể cho người khác. Bằng không. E là sự việc nhà họ Kim sẽ lặp lại một lần nữa. Vốn dĩ Lý Trường Thắng đã rất chấn động, lúc này lại nghe thấy Tô Khởi Minh nhắc đến nhà họ Kim, ông ta lập tức nhớ đến vụ việc nhà họ Kim bị diệt vong vào đêm qua. Đột nhiên, trong lòng Lý Trường Thắng càng thêm kinh hãi, đồng thời suy đoán về thân phận của Tiêu Chính Văn cũng tựa như đột phá lên một tầm cao mới. Nhà họ Kim thế mà bị diệt vong do cậu ta. Quá đáng sợ, quá kinh khủng. Lúc này, Ninh Kỳ Nhi nhìn thấy bài vị được đặt trên bàn, sắc mặt u ám đến cực điểm, tựa như bị sét đánh trúng. Trong lòng cô ta hận không thể bóp chết Tiêu Chính Văn. Đây là sỉ nhục, là một sự sỉ nhục và khiêu khích đối với Ninh Kỳ Nhi. Tiêu Chính Văn, ý anh là gì? Tối nay là tiệc đính hôn của Tần Hạo và Ninh Kỳ Nhi tôi. Anh đem tấm bài vị của người chết đó ra để làm gì? Anh muốn khiêu khích nhà họ Ninh tôi hay là nhà họ Tần ở tỉnh thành? Gương mặt xinh đẹp của Ninh Kỳ Nhi lúc này lạnh như băng, trong mắt hiện lên một tia hận ý nồng đậm. Cô ta hét lớn, anh, một con chó hoang của nhà họ Tiêu,
có tư cách gì mà xuất hiện ở đây. Nể phần tình cảm giữa tôi và anh ngày xưa, bây giờ, tôi yêu cầu anh quỳ xuống xin lỗi Tần Hạo, rồi cầm lấy tấm bài vị của người chết đó, cút ra khỏi chỗ này. Khách khứa tại bữa tiệc lại liếc mắt nhìn hành động tiếp theo của Tiêu Chính Văn. Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn thờ ơ, từ giữa hai lông mày tựa như tỏa ra ý lạnh thấu xương, anh nói, Ninh Kỳ Nhi, cô đúng là trước sau như một, vẫn nhẫn tâm và kiên quyết như vậy. Tình yêu giữa cô và tôi đã sớm bị cô xé ra thành từng mảnh tại buổi hôn lễ 5 năm trước. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cảnh bố mẹ tôi quỳ xuống, van xin nhà họ Ninh và tứ đại gia tộc. Nhưng lúc ấy cô có từng nghĩ đến tình cảm của tôi với cô không? Họ bị cô, bị tứ đại gia tộc ép chết khi vẫn còn sống sờ sờ. Nói tới đây, cảm xúc Tiêu Chính Văn lập tức bị kích động, hai mắt đỏ sựng, đầy lạnh lùng, anh siết chặt nắm đấm, một luồng sát khí nồng đậm thấu trời tuôn ra từ trong cơ thể. Luồng sát khí này khiến tất cả mọi người trong sảnh chính run lên bần bật. Nhà họ Ninh, và cả tứ đại gia tộc, đều đã nằm trong danh sách tử thần của tôi từ lâu. Tôi, Tiêu Chính Văn, nhất định sẽ đòi lại món nợ máu từ các người. Mà ngày hôm nay, tôi sẽ khai đao từ nhà họ Ninh cô trước, dứt lời, Tiêu Chính Văn tiến lên một bước, đối mặt với Ninh Kỳ Nhi. Ninh Kỳ Nhi lập tức sợ hãi lùi lại sau vài bước, cô ta không thể nào tin được, một tên rác rưởi như chó hoang năm xưa, nay lại có khí thế mạnh mẽ như vậy. Cứ như thể, bây giờ cô ta đang đối mặt với vực sâu dãy Thương Sơn, không cách nào vượt qua được. Quá khủng khiếp. Tiêu Chính Văn, mày láo sự thật đấy. Tối nay là tiệc đính hôn của con gái tao. Mày làm như vậy là đối đầu với nhà họ Ninh tao. Ninh Học Dân lúc này mới đứng ra, vẻ mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Quát, một con chó hoang như mày cũng chỉ là đồ rác rưởi mà thôi. Bây giờ trở về Tu Hà còn muốn chống lại nhà họ Ninh tao, e là mày đang tìm đường chết đấy. Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Ninh Học Dân, lạnh giọng, nói, Ninh Học Dân, ngày đó ông bắt bố mẹ tôi quỳ xuống. Hôm nay, bài vị bố mẹ đang ở đây, tôi muốn ông quỳ xuống, dập đầu nhận tội với bọn họ. Nghe vậy, Ninh Học Dân lập tức lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm vào bài vị, lớn tiếng nói đầy chế nhạo, quỳ xuống. Bọn chúng xứng sao, nhà họ Tiêu không còn nữa rồi, Tiêu Chính Văn mày cũng chỉ là một con chó hoang, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Bắt tao quỳ xuống trước mặt bài vị bố mẹ đã chết của mày. E là mày điên rồi. Nhưng vừa dứt lời, Ninh Học Dân đột nhiên nhìn thấy tà khí và sự lạnh lẽo lạnh thấu xương phản chiếu trong mắt Tiêu Chính Văn. Ánh mắt đó khiến Ninh Học Dân thở không ra hơi, cứ như bị dã thú nhìn chằm chằm, ngay giây sau sẽ phải bỏ mạng ở đây. Rất xin lỗi, tôi hy vọng ông quỳ xuống. Lông mày Tiêu Chính Văn rũ xuống, khóe mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Anh tiến lên một bước, tay anh nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn, gần như ngay lập tức, anh cầm một đôi đũa bạc ở trên bàn lên. Phịch! Một âm thanh xé trời vang lên. Một đôi đũa bạc rung chuyển trong hư không, đem theo sát khí cùng ánh sáng bạc mạnh mẽ bức người, xuyên thẳng qua hai đầu gối của Ninh Học Dân, máu chảy ròng ròng. A! À, Ninh Học Dân đau đớn kêu lên, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống ngay tại chỗ, trước tấm bài vị. Trong nháy mắt, trên trán Ninh Học Dân túa ra đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau đớn vô cùng. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, đương nhiên cũng khiến toàn bộ khách mời, bao gồm cả Ninh Kỳ Nhi chấn động. Bọn họ không ngờ tên Tiêu Chính Văn rác rưởi này lại dám ra tay tàn độc như vậy trước mặt mọi người. Ahhh, chân của tao, tao phải giết mày, Ninh Học Dân kêu lên một tiếng, âm thanh vang vọng khắp sảnh chính. Cùng lúc đó, vệ sĩ của nhà họ Ninh cũng nhanh chóng lao đến, bao vây Tiêu Chính Văn và Long Nhất. Chương 22, chuyển lời tới tứ đại gia tộc. Đối mặt với đám vệ sĩ của nhà họ Ninh vừa xông vào này, Long Nhất nhanh chóng bước tới, đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, sau đó hung hăng ra tay. Chỉ nghe rầm rầm vài tiếng, những vệ sĩ kia đồng loạt bay ra ngoài, húc đổ rất nhiều bàn ăn. Cả sảnh chính trở nên hỗn loạn, rất nhiều người ngã xuống đất không ngừng kêu rên. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, nhất thời không nói nên lời, phải một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Thằng cha này là ai vậy? Có phải là tàn dư của nhà họ Tiêu năm đó không? Một lúc lâu sau, một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên trong sảnh lớn. Rất nhẹ, rất nhỏ.
Chủ nhân của giọng nói đó như sợ rằng sẽ xúc phạm đến người không biết từ đâu tới là Tiêu Chính Văn kia, đối với mọi người ở đây thì anh giống như một kẻ giết người. Tuy nhiên, vù, ngay khi người đó vừa dứt lời, Long Nhất nhanh chóng ra tay, con dao bay ra khỏi tay anh ta, xé tan bầu không khí lao tới cắt ngang cổ người đó. Dám xúc phạm chủ soái, đáng chết, Long Nhất lạnh lùng nói, ánh mắt như chim ưng quét qua tất cả mọi người có mặt ở sảnh. Mọi người liếc nhìn người đàn ông đang ngồi đó, anh ta đang cầm chén trà trong tay, lúc này cổ anh ta bắn ra máu và anh ta lập tức ngã xuống đất. À, những tiếng la hét liên tiếp vang lên, lúc này những vị khách đó đã không còn quan tâm được gì khác, liều mạng chạy trốn khỏi sảnh chính. Cả sảnh lớn đã trở nên nhốn nháo như vỡ chợ. Trong đám đông lộn xộn, Ninh Kỳ Nhi nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang đứng sừng sững ở đó, anh thật sự rất bình tĩnh và mang một khí thế kinh người. Trong phút chốc, Ninh Kỳ Nhi đột nhiên cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm 5 năm trước, lẽ nào bản thân cô ta đã lựa chọn sai rồi sao? Tuy nhiên, mọi thứ đã xảy ra rồi. Bàn tay ngọc ngà của Ninh Kỳ Nhi siết chặt váy cưới trên người, từng giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, đó không phải là vì cô ta cảm thấy hổ thẹn với Tiêu Chính Văn, mà là cô ta cảm thấy tức giận. Cô ta vô cùng tức giận khi Tiêu Chính Văn đã phá hoại lễ đính hôn của mình. Anh đã phá hỏng mọi thứ mà cô ta đã chuẩn bị trong mấy năm qua. Tiêu Chính Văn, đủ rồi đó. Ninh Kỳ Nhi không nhịn được nữa, cô ta hầm hực lao về phía Tiêu Chính Văn rồi quát ầm lên. Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi, chuyện này rất quan trọng đối với tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai phá hủy nó, bao gồm cả anh, Tiêu Chính Văn. Anh không nên xuất hiện ở đây, sự xuất hiện của anh chính là sự sỉ nhục, sự thất bại đối với tôi. Vừa giống lên, Ninh Kỳ Nhi vừa cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, xông về phía Tiêu Chính Văn, hung hăng đâm về phía ngực trái của anh. Ngay lúc đó, đôi mắt sáng như sao của Tiêu Chính Văn phản chiếu những vị khách đang chạy tán loạn khắp nơi, và phản chiếu hình ảnh Ninh Kỳ Nhi đang lạnh lùng cầm dao gọt hoa quả và đâm về phía anh. Con dao gọt hoa quả lóe lên tia sáng kia đột nhiên dừng lại ở vị trí chỉ cách trái tim của Tiêu Chính Văn 10 cm. Tiêu Chính Văn đưa tay lên, siết chặt cổ tay Ninh Kỳ Nhi, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, hỏi, hôm nay, cô có cảm thấy hối hận về việc mình đã làm 5 năm trước không? Ninh Kỳ Nhi đang nắm chặt con dao gọt hoa quả và cố gắng đâm xuống, nhưng dù cô ta có cố gắng hết sức thì cũng không có cách nào đâm xuống được. Cô ta lạnh lùng cười một tiếng rồi giống lên, hối hận sao? Không bao giờ, nếu có thì điều tôi hối hận chính là ngay từ đầu đã không giết chết anh. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Chính Văn càng trở nên rét lạnh. Anh lắc đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, trở tay đoạt lấy con dao gọt hoa quả trên tay cô ta rồi ném nó đi. Xoẹt! Con dao gọt hoa quả bắn ra, cắt đứt vài sợi tóc ở bên tai của Ninh Kỳ Nhi, cắm vào cây cột vàng sau lưng cô ta. Chuôi dao không ngừng rung lên trong không khí. Vào lúc đó, khí thế của Tiêu Chính Văn đã khiến Ninh Kỳ Nhi sững sờ tại chỗ, cả người cô ta run lên bần bật. Cô ta đang vô cùng kinh hãi. Người đàn ông này khác một trời một vực so với người đàn ông 5 năm trước. Tiêu Chính Văn xoay người đóng hộp gấm trên bàn ăn lại rồi dùng tấm lụa đen bọc quanh hộp, sau đó anh chỉ để lại một câu, mối hận của tôi và nhà họ Ninh còn chưa kết thúc đâu. Thay tôi chuyển lời đến tứ đại gia tộc, Tiêu Chính Văn tôi, ngày nào đó sẽ thăm hỏi từng người một, bảo bọn họ chuẩn bị đủ quan tài đi. Nói xong Tiêu Chính Văn rời đi. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại trở về? Ninh Kỳ Nhi nhìn theo bóng lưng anh đang xa dần mà miệng không ngừng gào thét, cả người cũng mềm nhũn ra, sau đó cô ta ngã khuỵu xuống đất, trong lòng kinh hãi, vẻ mặt đờ đẫn. Những lời cuối cùng mà Tiêu Chính Văn nói vô cùng ngang ngược và lạnh lùng. Một lúc sau, Ninh Kỳ Nhi nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy tới trước mặt Tần Hạo còn đang nằm trên mặt đất, quan tâm hỏi Tần Hạo, anh không sao chứ? Xin lỗi, là em không tốt, em. Bốp! Tần Hạo thẳng tay tát vào mặt Ninh Kỳ Nhi, hung hăng chửi bới, con khốn kiếp. Nhà họ Tần sẽ không buông tha chuyện này. Tần Hạo bỏ lại câu nói này, nắm chặt cổ tay bị thương của mình rồi đưa người rời đi. Tiêu Chính Văn, đồ chết tiệt, anh phá hỏng mọi thứ của tôi. Tôi hận anh. Ninh Kỳ Nhi ngồi bệt trên mặt đất, vừa đấm tay xuống đất vừa hét lớn,
sau đó ngửa mặt lên trời khóc giống lên. Đêm đó, tin tức tiệc đính hôn của Ninh Kỳ Nhi bị tàn dư của nhà họ Tiêu phá hủy lan truyền nhanh đến chóng mặt, lan ra khắp giới thượng lưu ở Tu Hà. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán về thân phận của Tiêu Chính Văn. Cuối cùng, không biết là ai tiết lộ, Tiêu Chính Văn xuất ngũ trở về, cả người tràn đầy nhiệt huyết và tài năng nhưng vẫn chỉ là đồ bỏ đi. Loáng một cái, tầng lớp thượng lưu ở Tu Hà càng thêm khinh bỉ Tiêu Chính Văn. Đồng thời họ cũng coi thường nhà họ Ninh, không đối phó được với một tên vô dụng đã biến mất 5 năm nay, thật quá mất mặt tầng lớp thượng lưu ở Tu Hà. Hơn nữa, vào đêm đó, nhà họ Tần ở tỉnh chính thức tuyên bố hủy bỏ hôn ước với nhà họ Ninh. Vụ việc này đã gây lên một làn sóng dư luận không hề nhỏ. Cả gia tộc nhà họ Ninh rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, rất nhiều công ty đối tác thậm chí đã ngừng hợp tác với nhà họ Ninh chỉ sau một đêm. Tiêu Chính Văn, nhân vật chính của sự việc này lại không quan tâm chút nào, lúc này anh đang ở Sơn Trang Lãnh Nguyệt chăm sóc Khương Vi Nhan, cô đã tỉnh dậy, anh cẩn thận bưng bát canh bổ sức khỏe do Hoa Thần Y nấu và nhẹ nhàng bón cho Khương Vi Nhan ăn. Khương Vi Nhan hạnh phúc nhìn Tiêu Chính Văn, người đàn ông trước mặt cho cô cảm giác vô cùng an toàn. Phải rồi, Tiêu Chính Văn, mắt của Nana thật sự có thể chữa khỏi sao? Khương Vi Nhan nhỏ giọng hỏi, viền mắt cô đỏ bừng, vẻ mặt đầy mong đợi và căng thẳng. Chỉ cần nghĩ tới việc có thể cả đời này Nana sẽ không thể nhìn thấy mọi thứ, là một người mẹ, đương nhiên Khương Vi Nhan cảm thấy rất đau khổ. Tiêu Chính Văn đặt bát canh sang một bên, mỉm cười, đắp chăn lên cho Khương Vi Nhan và nói, ba vị thần y đã tìm ra phương án chữa trị, cần chờ thêm một thời gian nữa, em đừng lo lắng, Nana là con gái của anh nhất định không để con bé bị mù cả đời đâu, dù có phải tìm tới tất cả các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới thì anh cũng phải chữa khỏi cho con bé. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, nhìn cô bằng ánh mặt cương triều, điều này khiến Khương Vi Nhan có chút ngại ngùng. Vội vàng kéo chăn lên che mặt và nói, vâng, em tin anh. Cũng vào lúc này, Tiêu Chính Văn lặng lẽ lấy một tấm thiệp mời ở bên cạnh ra, đưa cho Khương Vi Nhan, nói, tặng em. Khương Vi Nhan nghi ngờ thò cái đầu nhỏ của mình ra, Tiêu Chính Văn đỡ cô ngồi dậy, cô mở thiệp mời ra, khi đọc được nội dung bên trong, sắc mặt của cô đột nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn, không kìm được mà rơi nước mắt, hỏi Tiêu Chính Văn, đây là sự thật sao? Đây là thiệp mời tới bữa tiệc mừng thọ của ông nội sao? Ông nội bảo em về dự tiệc mừng thọ của ông ư? Hu hu hu, ông nội vẫn yêu thương em, ông vẫn yêu Vi Nhan. Khương Vi Nhan vừa khóc vừa nói, nóng lòng muốn vén chăn ra khỏi giường, nhưng bị Tiêu Chính Văn ngăn lại, anh nói, em cẩn thận chút, ngày mai mới là lễ mừng thọ, mau nằm xuống đi, nếu ảnh hưởng tới vết thương thì làm sao em đi được. Lúc này Khương Vi Nhan mới bình tĩnh lại. Cầm thiệp mời không muốn buông ra, như một đứa bé vậy. Tiêu Chính Văn thấy bộ dạng đó của cô thì trong lòng thầm thở dài. Khương Vi Nhan đã bị đuổi khỏi nhà họ Khương 5 năm rồi, cô phải nhớ nhà họ Khương bao nhiêu thì mới có phản ứng như vậy. Người phụ nữ ngốc nghếch này trước nay luôn tốt bụng như vậy sao? Cảm ơn anh, Tiêu Chính Văn. Đột nhiên, Khương Vi Nhan nhào tới ôm lấy Tiêu Chính Văn. Ngay lập tức khiến cho Tiêu Chính Văn hơi đỏ mặt. Cả người cứng đờ ngồi yên ở đó, hai tay không biết nên đặt tay ở đâu. Hai người ôm nhau vài giây, Khương Vi Nhan cũng có phản ứng, cô đỏ mặt buông Tiêu Chính Văn ra, cầm trong tay thiệp mời, cảm thấy hơi xấu hổ. Bầu không khí có chút mập mờ. Phải rồi, anh lấy thiệp mời ở đâu vậy? Ông nội cho người mang đến sao? Khương Vi Nhan hỏi. Theo lý mà nói, nhà họ Khương chắc chắn không thể gửi thiệp mừng thọ ông nội cho cô được. Hơn nữa, thái độ lạnh lùng và quyết liệt của ông nội ở nhà họ Khương vài ngày trước đã khiến Khương Vi Nhan tuyệt vọng từ lâu. Bây giờ, đột nhiên có thiệp mời này khiến Khương Vi Nhan cảm thấy khó hiểu, và nó cũng khiến Khương Vi Nhan phải nghi ngờ và suy đoán về thân phận của Tiêu Chính Văn. Ngay từ khi người đàn ông này xuất hiện thì anh đã tạo cho cô rất nhiều bất ngờ. Chuyện gì đã xảy ra với anh trong 5 năm đó? Tiêu Chính Văn khẽ mỉm cười, sờ đầu Khương Vi Nhan. Nói, em muốn biết sao? Chương 23, tiệc mừng thọ ở nhà họ Khương. Khương Vi Nhan nắm lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, làm nũng nói, anh mau nói đi, làm sao chúng ta lại nhận được thiệp mời này chứ? Là ai gửi tới đây, có phải ông nội hay không?
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn cười dịu dàng và nói, là Khương Mỹ Nghiên cho người gửi tới. Chị họ em ư, làm sao có thể, nghe vậy Khương Vi Nhan cảm thấy hơi thất vọng và có chút nghi ngờ. Khương Mỹ Nghiên vẫn luôn căm hận cô, tại sao cô ta lại phái người gửi thiệp mời cho cô? Tiêu Chính Văn cười nói, có lẽ do ông nội không thể quên được em, cho nên mới nhờ chị họ em gửi thiệp mời. Em đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao họ cũng gửi thiệp mời tới rồi, ngày mai anh sẽ đi cùng em, vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói với nhà họ Khương. Hả, anh đi với em à? Thật không, nhưng như vậy liệu có ổn không? Ban đầu ông nội vì việc đó mà nổi trận lôi đình và đuổi em ra khỏi nhà họ Khương. Nếu anh xuất hiện ở tiệc mừng thọ của ông nội liệu có khiến ông nội tức giận không? Khương Vi Nhan lo lắng nói, giọng nói của cô dần dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ giống như tiếng muỗi kêu. Tiêu Chính Văn xoa đầu cô, cười nói, không sao, anh đi cùng em, tiện chăm sóc cho em, dù sao em vẫn đang bị thương. Khương Vi Nhan suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vâng. Thật ra trong lòng Khương Vi Nhan vẫn có chút sợ hãi và do dự. Dù sao thì cô cũng chưa từng đưa một người đàn ông nào về nhà họ Khương, huống chi là đưa đến tiệc mừng thọ của ông nội. Hơn nữa, người lần này cô đưa tới lại chính là Tiêu Chính Văn. Hồi đó vì anh mà cô trở thành trò cười của cả Tu Hà, khiến địa vị và danh tiếng của nhà họ Khương tụt dốc thảm hại, thậm chí còn khiến nhà họ Khương mất đi cơ hội được thăng cấp lên gia tộc hạng nhất. Hơn nữa, vì Tiêu Chính Văn, 5 năm qua Khương Vi Nhan hoàn toàn sống trong bóng tối. Cô phải sống trong sự chỉ trích và giễu cợt của người khác. Vì vậy, trong lòng Khương Vi Nhan đã từng hận Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, vào đêm Tiêu Chính Văn xuất hiện, tất cả những thù hận đó đã biến mất. Khương Vi Nhan bây giờ hoàn toàn tin tưởng vào Tiêu Chính Văn. Ở với Khương Vi Nhan một lúc thì Tiêu Chính Văn đến phòng của Nana, Nana đang ngồi bên cửa sổ, hai tay chống lên bệ cửa, cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu trắng. Cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt mình. Đôi mắt của Nana vẫn bị một lớp lụa đen che phủ, giống như một bông hồng đen dưới ánh sáng mặt trời, ai nhìn thấy cũng cảm thấy thật xót xa. Nana, bố đến thăm con này, Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Nana và ngồi xổm xuống. Bố đến rồi, Nana nhớ bố lắm, Nana xoay người, choàng tay qua cổ Tiêu Chính Văn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xinh đẹp. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, khẽ sờ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của Nana, chọc cô bé cười, Nana, ngày mai mẹ con sẽ về nhà họ Khương dự tiệc mừng thọ của ông nội, con có muốn đi cùng không? Nana bĩu môi, hờn dỗi nói, con không đi. Mẹ cũng không được đi, ông già đó là người xấu, còn có bác Khương Mỹ Nghiên cũng là kẻ xấu. Bác ấy lúc nào cũng gây rắc rối cho mẹ, còn đánh mẹ, mắng mẹ nữa. Nana không thích bác, cũng không thích ông già kia. Nana không thèm đi. Vừa nói xong, Nana tức giận quay đầu sang một bên, khoanh tay trước ngực. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì có chút lạnh lùng thoáng qua trên khuôn mặt anh. Khương Mỹ Nghiên. Được lắm, tôi nhớ kỹ tên cô rồi. Nana, nếu mẹ con rất muốn quay về thì sao? Tiêu Chính Văn hỏi. Nana bĩu môi. Suy nghĩ một lát rồi yếu ớt nói, vậy thì Nana cũng đi. Nana phải bảo vệ mẹ, không để những người xấu kia bắt nạt mẹ. Bố, chúng ta cùng nhau bảo vệ mẹ, được không ạ? Tất nhiên rồi, bố không chỉ bảo vệ mẹ mà còn bảo vệ Nana nữa, Tiêu Chính Văn vuốt ve cái đầu nhỏ của Nana và mỉm cười. Nana cười ngây ngô, ôm chặt lấy cổ Tiêu Chính Văn và hôn lên má anh, hành động này của cô bé làm cho Tiêu Chính Văn sửng sốt. Ngây ngẩn cả người. Sau đó, anh ôm Nana và hôn liên tiếp lên mặt cô bé, mãi cho đến khi Nana chán ghét đẩy Tiêu Chính Văn ra và nói, được rồi, bố. Tiêu Chính Văn cười ngây ngô, cho đến khi anh rời khỏi phòng thì trên khuôn mặt anh vẫn tràn ngập sự vui vẻ. Ngay lúc đó, Long Nhất đang đứng ở cửa nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt Tiêu Chính Văn, liền nhếch mép cười theo. Anh cười cái gì vậy? Tiêu Chính Văn hỏi. Long Nhất lập tức ngừng cười, cung kính đáp, thuộc hạ chưa từng thấy chủ soái cười tươi như vậy. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cười hỏi, vậy sao? Phải rồi, anh giúp tôi chuẩn bị một món quà, ngày mai là tiệc mừng thọ ông nội của Khương Vi Nhan, không được để người khác coi thường cô ấy. Tiêu Chính Văn nói xong,
Long Nhất nhanh chóng gật đầu hỏi, chủ soái, cần phải chuẩn bị món quà lớn đến mức nào ạ? Anh tự quyết định, làm sao đủ để khiến tất cả mọi người phải nhìn Khương Vi Nhan bằng con mắt khác là được. Tôi muốn cô ấy trở thành nhân vật chính của bữa tiệc ngày mai. Tôi muốn nhà họ Khương phải hối hận khi đuổi cô ấy ra ngoài. Tôi muốn khiến nhà họ Khương phải cầu xin cô ấy quay về. Tiêu Chính Văn vừa nói, nụ cười trên mặt dần dần bị thay thế bởi sự lạnh lùng. Nhà họ Khương. Khách sạn Hoàng Triều. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ Khương Thái Sương của nhà họ Khương. Nhà họ Khương đã bao trọn cả sảnh lớn đắt nhất của khách sạn Hoàng Triều và mời nhiều nhân vật nổi tiếng ở Tu Hà tới. Toàn bộ hội trường chật cứng người, những người đến chúc mừng đều mang theo những hộp quà lớn nhỏ. Khi Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn xuất hiện tại khách sạn Hoàng Triều đã khơi dậy sự dị nghị và bàn tán của rất nhiều người nhà họ Khương cũng như rất nhiều ánh mắt kỳ quái hướng về phía hai người. Khương Vi Nhan chính là tội đồ của nhà họ Khương, bị ông cụ nhà họ Khương đuổi ra khỏi nhà. Một tội đồ của gia tộc như vậy, hôm nay lại dám đưa một người đàn ông xa lạ đến dự tiệc mừng thọ sao? Ôi chao, kia có phải là Khương Vi Nhan không? Tại sao cô ta lại ở đây? Người đàn ông bên cạnh cô ta là ai? Tôi chưa gặp anh ta bao giờ. Tôi không biết, chuyện này có nghĩa là ông cụ Khương đã hồi tâm chuyển ý rồi sao? Sao lại cho cô ta quay về rồi? Ha ha, cô ta cũng chỉ là đồ khốn nạn bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương mà thôi, chắc là ông cụ Khương thương hại cô ta mới cho cô ta tới đây. Tôi cảm thấy người đàn ông kia hơi quen, hình như là Tiêu Chính Văn 5 năm trước. Không thể nào. Chẳng phải 5 năm trước anh ta đã chết rồi sao? Đối mặt với bao nhiêu ánh mắt không mấy thiện cảm, Khương Vi Nhan nắm chặt cánh tay của Tiêu Chính Văn, bước chân cũng dừng lại, cô nói, Tiêu Chính Văn, hay là chúng ta quay về đi, em hơi sợ. 5 năm rồi, đám người này chưa bao giờ bớt sỉ nhục Khương Vi Nhan. Tiêu Chính Văn ôm Nana trên tay, cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, hôm nay trông cô bé rất đáng yêu. Hai mắt cô bé vẫn được một lớp lụa đen che phủ, tấm lụa đen còn được thắt thành một chiếc nơ trông rất xinh xắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu đã tới rồi thì chúng ta vào đi, có anh ở đây, không sao đâu. Thấy Khương Vi Nhan căng thẳng và lo lắng, Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng an ủi. Khương Vi Nhan hít một hơi thật sâu rồi bước vào hội trường trong ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người. Sau đó... Dưới ánh mắt kỳ quái của khách khứa, Khương Vi Nhan đưa Tiêu Chính Văn và Nana tới ngồi yên lặng ở một góc. Tuy nhiên, ngay khi họ định ngồi xuống, một giọng nói đầy khó chịu vang lên, chị. Sao chị lại ở đây? Còn mang theo đứa con hoang này nữa? Chị có biết là ông nội không thích nhất là nó không? Chị mau đi đi kẻo làm ông nội khó chịu. Nếu ông nội khó chịu, trách tội cả gia đình chúng tôi rồi hủy chức phó giám đốc phòng marketing mà tôi mới được đảm nhận thì chỉ có chịu trách nhiệm nổi không? Người vừa nói chính là em trai cùng cha khác mẹ của Khương Vi Nhan, Khương Thần. Cậu ta mặc một bộ vest đen, hai tay đút túi quần, nhìn chằm chằm vào ba người Khương Vi Nhan với vẻ chán ghét và căm hận. Chương 24, tôi là chồng của cô ấy. Khương Thần vừa nói chuyện, ánh mắt còn tràn ngập vẻ tức giận. Liếc nhìn Nana trong vòng tay của Tiêu Chính Văn, sau đó liếc nhìn Tiêu Chính Văn, bất mãn hỏi, anh ta là ai? Chị tìm cho đứa con hoang này một ông bố dượng rồi à? Nhìn người thì thô kệch, chắc anh ta làm ở công trường đúng không? Tôi nói cho chị biết, chị không còn là người nhà họ Khương nữa, giờ chị lại đưa đứa con hoang đó và tên đàn ông vô dụng này tới đây làm gì? Trước khi ông nội phát hiện ra các người thì mau chóng cút đi. Đừng ở đây chướng mắt tôi. Nếu chị đến đây để đòi tiền thì xin lỗi, một đồng cũng không có đâu. Ông nội nói rồi, nhà họ Khương không ai được giúp chị. Khương Thần nói liên tiếp mấy câu, trong lòng tràn đầy thù hận và căm ghét Khương Vi Nhan. Ánh mắt của Khương Vi Nhan tràn ngập sự buồn bã và mất mát, cô cảm thấy xấu hổ, vội vàng nói, Khương Thần, chỉ có thiệp mời, ông nội kêu chị đến. Nói xong. Khương Vi Nhan nóng lòng lấy tấm thiệp mời từ chiếc túi mà cô mua vài chục tệ trên phố ra và đưa cho Khương Thần. Tuy nhiên, khuôn mặt Khương Thần đầy vẻ kinh tởm, cậu ta cướp lấy tấm thiệp mời trong tay Khương Vi Nhan rồi xé ra từng mảnh, sau đó trợn mắt nhìn cô đầy căm hận và hét lên, đủ rồi. Đồ đê tiện như chị không xứng ở đây. Nếu không nể tình chị là chị tôi đã cho vệ sĩ lôi các người ra ngoài lâu rồi.
Bây giờ chỉ mau đưa hai người họ biến khỏi đây. Khương Vi Nhan bật khóc, cô ngồi xổm xuống, vội nhặt nhặt thiệp mời đã bị xé rách trên mặt đất lên, hốc mắt đỏ ửng. Cô nói, đây là thiệp mời ông nội đưa cho chị, là ông nội gửi cho chị mà, hu hu hu. Tấm thiệp mời này rất quan trọng đối với Khương Vi Nhan. 5 năm rồi, cô đã phải chịu đựng bao tủi nhục và khinh thường, bây giờ cuối cùng cô cũng có thể trở lại nhà họ Khương và tham dự bữa tiệc mừng thọ của Khương Thái Sương. Thế nhưng, Khương Thần đã xé tan nát tấm thiệp mời trước mặt cô. Điều này tương đương với việc xé tan hy vọng mà Khương Vi Nhan đã đau khổ ôm ấp bấy lâu nay, xé nát cả tổ ấm trong trái tim cô. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, anh cúi người túm lấy Khương Vi Nhan đang nhặt tấm thiệp dưới đất, kéo cô lên. Nhưng Khương Vi Nhan giãy giụa cố gắng thoát khỏi Tiêu Chính Văn, vừa khóc vừa nói, Tiêu Chính Văn, anh buông em ra, đó là thiệp mời của ông nội cho em, hu hu hu. Tiêu Chính Văn nói, anh biết. Sau đó, Tiêu Chính Văn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần vẫn đang rất kiêu ngạo kia, lạnh giọng quát cậu, lập tức nhặt thiệp mời trên mặt đất lên, xin lỗi cô ấy. Nghe vậy, Khương Thần nhướng mày, khó chịu nhìn Tiêu Chính Văn, chỉ vào mũi mình hỏi, mẹ kiếp. Anh đang nói cái gì vậy? Bảo tôi nhặt nó lên sao? Anh là cái thá gì? Anh là cái thá gì mà dám ở đây ra lệnh cho tôi? À, anh là người đàn ông quê mùa của chị tôi à? Chị tôi thích anh ở điểm nào? Nhìn bộ dạng này của anh thì cũng chỉ là một người bình thường thôi. Anh dựa vào đâu mà đứng đây gào vào mặt tôi như thế hả? Sắc sắc! Tiêu Chính Văn thẳng tay nắm chặt cánh tay đang giơ lên của Khương Thần, chỉ hơi dùng sức một chút là có thể bẻ cong cánh tay của cậu ta 90 độ. Anh tức giận nói chỉ dựa vào việc Khương Vi Nhan là người phụ nữ của tôi. Chỉ dựa vào việc vừa rồi cậu không tôn trọng cô ấy và con gái của tôi là tôi có thể giết chết cậu. Đột nhiên sát khí nổi lên. À, tay tôi, đau quá. Khương Thần lúc này phải khom lưng, sắc mặt đau đớn, cánh tay đau nhức làm trên trán cậu ta ướt đẫm mồ hôi. Khương Vi Nhan, mau bảo anh ta buông ra. Nếu không, tôi sẽ không buông tha cho chị đâu, Khương Thần uy hiếp. Còn dám uy hiếp? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, anh đá vào đầu gối Khương Thần một cái, khiến Khương Thần lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan cũng bị hành vi đột ngột của Tiêu Chính Văn làm cho hoảng sợ, sắc mặt tái mét, khi phản ứng lại, cô lập tức chạy tới nắm lấy cánh tay Tiêu Chính Văn, sốt ruột nói, Tiêu Chính Văn, đừng. Nó là em trai của em, xin anh đừng làm tổn thương nó. Nhưng vừa rồi cậu ta sỉ nhục em vẫn muốn cầu xin cho cậu ta sao, Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Cả khuôn mặt Khương Vi Nhan ướt đẫm nước mắt, cô liếc nhìn Khương Thần đang đau đớn. Gật đầu nói, xin anh buông tha cho nó, dù sao nó cũng là em trai em. Tiêu Chính Văn cau mày, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần, sau đó anh buông tay ra. Khương Thần được thả ra, cậu ta bưng cánh tay bị gãy, sắc mặt tái nhợt, lập tức nhảy dựng lên mắng Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan. Chị được lắm, còn dám đem người đàn ông quê mùa này tới đây gây chuyện. Chị đợi đó, tôi sẽ cho chị biết tay. Sau đó Khương Thần vội vàng rời đi. Cảnh tượng vừa rồi cũng bị một số vị khách nhìn thấy và họ đều đang bàn tán xôn xao. Người đàn ông kia là ai? Thật là quá hung tợn, dám ra tay tàn nhẫn với Khương Thần như vậy. Phải đó, Khương Thần kia là người có thù ắt phải báo, Khương Vi Nhan xui xẻo rồi, dây vào một người đàn ông như vậy. Nghe anh ta vừa nói, Khương Vi Nhan là người phụ nữ của anh ta, Nana là con gái của anh ta sao? Mẹ nó, anh ta chẳng phải là Tiêu Chính Văn của nhà họ Tiêu 5 năm trước, người đã làm nhục Khương Vi Nhan trong tiệc đính hôn của Ninh Kỳ Nhi đó sao? Trong tích tắc, những lời bàn tán về Tiêu Chính Văn và Khương Kỳ Nhan càng lúc càng lớn, càng có nhiều suy đoán về thân phận của Tiêu Chính Văn. Cuối cùng thì mọi người cũng biết thân phận của Tiêu Chính Văn. Nhưng mà, những người ở đây đều không biết tối hôm qua nhà họ Ninh đã xảy ra chuyện gì. Vì dù sao thì nhà họ Ninh vì giữ thể diện đã tiêu tốn không ít tiền để phong tỏa tin tức rồi. Những thế gia hạng 2 hạng 3 và các doanh nghiệp nhỏ này đương nhiên không thể biết được. Khương Vi Nhan liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn, lo lắng hỏi, Tiêu Chính Văn, sẽ không có chuyện gì đúng không anh? Khương Thần tính tình cao ngạo, nó chưa từng bị ai đánh như vậy, vừa rồi anh đã đánh nó, em lo nó sẽ trả thù anh, hay là chúng ta hãy quay về đi.
Tiêu Chính Văn mỉm cười an ủi Khương Vi Nhan, không sao, có anh ở đây. Nói xong, anh đưa Khương Vi Nhan và Nana ngồi vào một góc. Cũng vào lúc này, Khương Thần hung hăng đưa một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trung niên tới. Bố, mẹ, anh ta làm gãy tay con. Khương Vi Nhan chắc là bị tên khốn này xúi giục. Bố mẹ nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Khương Thần bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, chỉ vào Tiêu Chính Văn rồi tức giận giống lên. Người đàn ông trung niên đứng đầu có sắc mặt lạnh lùng, tướng mạo nhìn có phần giống với Khương Vi Nhan, người phụ nữ trung niên bên cạnh ông ta chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng bà ta giữ gìn nhan sắc rất tốt, làn da mịn màng, ngũ quan thanh tú, nhìn thoáng qua ngỡ như chỉ khoảng 30 tuổi, qua cách ăn mặc cũng đoán được bà ta là phu nhân danh viện. Khương Vi Nhan, ai bảo cô trở về, còn dám để một tên khốn nạn như vậy làm con trai tôi bị thương. Cô có ý gây sự với con trai tôi phải không? Hay là cô vẫn hận tôi? Tôi biết rằng hơn 10 năm nay, cô vẫn luôn hận tôi, không ngờ, tâm cơ của cô lại sâu như vậy, vừa mới trở về đã bảo người đánh con trai tôi bị thương. Người phụ nữ trung niên tiến lên chỉ vào Khương Vi Nhan chửi bới, được đà hung hãn, tức giận nói, tôi muốn cô xin lỗi Khương Thần ngay. Người phụ nữ trung niên làm vậy khiến Khương Vi Nhan sợ hãi, cô sợ hãi kéo cánh tay của Tiêu Chính Văn. Hèn mọn lên tiếng, bố, mẹ. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ của cô. Mẹ cô chết lâu lắm rồi, Từ Phân lạnh lùng nói, ánh mắt như muốn giết chết Khương Vi Nhan. Lúc này, Khương Học Bác cũng lạnh lùng nói, Khương Vi Nhan. Ai bảo cô trở về? Còn nữa, anh ta là ai? Sao dám làm Khương Thần bị thương? Cô có gì bất mãn với tôi sao? Vừa nói, ánh mắt lạnh lùng của Khương Học Bác quét qua người Tiêu Chính Văn. Cẩn thận đánh giá anh một lượt. Bố, anh ấy là, Khương Vi Nhan do dự, vừa định nói thì Tiêu Chính Văn đã cướp lời cô, tôi là Tiêu Chính Văn, là chồng của Khương Vi Nhan. Nghe vậy, trái tim của Khương Vi Nhan đột nhiên đập mạnh, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cô nhìn người đàn ông đầy vẻ cương quyết trước mặt. Anh nói anh là chồng của cô, chương 25, đoạn tuyệt quan hệ bố con. Nghe vậy, Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần đều sửng sốt. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tiêu Chính Văn chính là kẻ đầu sỏ của vụ bê bối của nhà họ Khương năm đó. Chính anh là người đã làm nhục Khương Vi Nhan và khiến nhà họ Khương mất đi cơ hội được thăng cấp lên gia tộc hạng nhất. Được lắm Khương Vi Nhan, cô còn dám đưa thằng vô dụng này về đây sao? Cô có biết nhà họ Khương chúng tôi năm đó vì cậu ta mà gặp phải chuyện gì không? Cô cố ý về đây để chọc tức chúng tôi mà, Từ Phân quát lớn. Sắc mặt của Khương Học Bác cũng cực kỳ khó coi, ông ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan rồi lạnh lùng nói, Khương Vi Nhan, đưa cậu ta đi khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta, ông nội cũng không muốn nhìn thấy cậu ta. Sau đó, Khương Học Bác xoay người định rời đi, Khương Vi Nhan vội chạy tới, quỳ xuống trước mặt Khương Học Bác, nắm lấy ống quần của ông ta, khóc lóc bố, xin đừng đuổi con đi, Vi Nhan sai rồi, xin bố tha lỗi cho con. Ngày nào con cũng rất nhớ bố, nhớ ông nội, hu hu hu. Khương Vi Nhan đau đớn khóc, một người vốn đã yếu ớt như cô lúc này trông vô cùng đáng thương. Tiêu Chính Văn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy đau nhói. Khương Học Bác hừ lạnh một tiếng, hất Khương Vi Nhan ra, hét lên, được rồi. Cô bảo cậu ta xin lỗi Khương Thần, tôi sẽ tha thứ cho cô. Câu nói này bùng nổ trong lòng Khương Vi Nhan. Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn rơi, cô không biết phải lựa chọn như thế nào. Thấy Khương Vi Nhan không thể lựa chọn, Khương Học Bác lạnh lùng nói, nếu cô đã không biết lựa chọn như thế nào, vậy thì để tôi giúp cô. Từ hôm nay, cô không được xuất hiện ở bất cứ nơi nào thuộc về nhà họ Khương. Khương Học Bác tôi và Khương Vi Nhan cô đoạn tuyệt quan hệ bố con từ đây. Dứt lời, Khương Học Bác bỏ đi. Từ Phân đắc ý. Kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào Khương Vi Nhan, mở miệng chửi mắng, con khốn. Đáng đời cô. Khương Thần cũng vô cùng đắc chí, nhổ ra một bãi nước bọt, nói, Khương Vi Nhan, tất cả là do chị tự chuốc lấy. Một tiếng sét giữa trời quang. Bố ơi, làm ơn, đừng cắt đứt quan hệ với con, hu hu hu, con đau lòng lắm, con phải làm sao đây? Bố không cần con nữa rồi, Khương Vi Nhan đau đớn gào khóc, cô quỳ dưới đất. Cơ thể không ngừng run rẩy.
Nana giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chính Văn, dựa vào cảm giác chạy đến bên cạnh Khương Vi Nhan, cô bé cũng quỳ xuống rồi khóc lên, mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ vẫn còn Nana mà, hu hu hu. Vừa khóc, Nana vừa lau nước mắt trên mặt Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan ôm Nana trong tay, khóc lóc thảm thiết. Tiêu Chính Văn nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, tim anh đau nhói. Khoan đã, có phải chỉ cần tôi xin lỗi, các người sẽ tha thứ cho Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn đột nhiên hỏi. Khương Học Bác dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn anh, nói, không tồi. Tiêu Chính Văn không chút do dự nhìn Khương Thần nói, xin lỗi. Cảnh này nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ phải khiếp sợ. Anh là vua Bắc Lương, thống trị 300.000 người dân Bắc Lương và 3.000 kẻ mạnh của Điện Thần Long. Giờ phút này, anh lại vì một cô gái mà cúi đầu xin lỗi một cậu ấm thế gia. Chuyện này nếu để cho 3.000 cường giả của Điện Thần Long biết, họ chắc chắn sẽ tiêu diệt nhà họ Khương. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn bằng lòng làm vậy. Trong mắt anh, không gì quan trọng hơn Khương Vi Nhan và Nana. Khương Vi Nhan không dám tin Tiêu Chính Văn thực sự đã xin lỗi Khương Thần vì cô. Cô càng khóc dữ dội hơn và không ngừng lắc đầu, miệng lẩm bẩm, thực sự xin lỗi, Tiêu Chính Văn, xin lỗi anh, đều do em không tốt. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến bên cạnh Khương Vi Nhan, ôm cô và Nana, nói, không cần phải xin lỗi, anh có thể vì em và con mà từ bỏ tất cả mọi thứ, chỉ nói một lời xin lỗi mà thôi, không sao cả. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa dứt lời, Khương Thần đã kiêu ngạo hét lên, chỉ xin lỗi thôi sao? Tôi muốn anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Anh đã đánh gãy một cánh tay của tôi cũng phải bẻ gãy một cánh tay của anh. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ẩn chứa sát khí cao ngút như núi. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, Tiêu Chính Văn gằn từng chữ một, sát khí đầy người. Luồng sát khí này khiến Khương Thần phải sợ hãi lùi lại mấy bước. Ánh mắt anh cực kỳ đáng sợ. Trong tích tắc, cậu ta gần như tưởng rằng mình đã chết. Tiêu Chính Văn rốt cuộc là ai? Làm sao lại có ánh mắt và khí thế đáng sợ như vậy? Khương Học Bác cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được Tiêu Chính Văn không phải người đơn giản, đã 5 năm không gặp anh, lòng thù hận trong lòng anh lớn vô cùng. Vì vậy, ông ta vội vàng nói, Khương Thần, đủ rồi, con đến bệnh viện khám tay trước đi. Nói xong, Khương Học Bác nhìn về phía Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, nhẹ giọng nói, vào đi, nhưng tôi cảnh cáo hai người cứ ngồi trong góc ăn là được, nếu dám gây chuyện, tôi nhất định không tha cho hai người. Sau đó Tiêu Chính Văn mới đỡ Khương Vi Nhan vốn đã khóc cạn nước mắt đứng dậy, hai người đi theo Khương Học Bác vào sảnh chính của bữa tiệc. Toàn bộ sảnh chính nguy nga lộng lẫy, khách khứa tấp nập đi lại. Tất cả mọi người đều đang bận chúc thọ Khương Thái Xương. Ông nội, đây là nhân sâm trăm tuổi do bạn trai Ngô Khoan Nghiệp của cháu lấy từ Yên Kinh về, nó có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Khương Mỹ Nghiên mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, tóc búi sau đầu, khí chất trang nhã. Cô ta đưa một chiếc hộp gấm tinh xảo đựng nhân sâm cho Khương Thái Xương đang ngồi ở vị trí chủ vị. Tốt, tốt, Mỹ Nghiên thật có tâm, xứng đáng là cháu gái ngoan của ông, đêm nay Khương Thái Xương là người được chúc thọ, lão mặc bộ đồ thời Đường màu đỏ thẫm. Trên mặt nở nụ cười rất tươi. Nói xong, lão lấy một bao lì xì từ trong mâm vàng của quản gia bên cạnh ra rồi đưa cho Khương Mỹ Nghiên. Cảm ơn ông nội, Khương Mỹ Nghiên nói. Bên cạnh Khương Mỹ Nghiên là một thanh niên đẹp trai mặc bộ vest màu trắng, trông cậu ta chỉ khoảng 20 tuổi, cậu ta bước tới, khẽ khom lưng, mỉm cười nói, ông cụ Khương, cháu chúc ông sống lâu trăm tuổi. Cháu tên là Ngô Khoan Nghiệp, là chủ tịch tập đoàn Ngô Thị. Nghe vậy, tất cả người nhà họ Khương ở bên cạnh đều chấn động. Qua, thì ra là ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Ngô Thị. Khương Mỹ Nghiên thật là may mắn. Phải đó, tập đoàn Ngô Thị là tập đoàn nổi tiếng ở Tu Hà với số vốn lên đến 1 tỷ nhân dân tệ. Họ cũng là gia tộc trung lưu tiêu biểu ở Tu Hà đó. Khương Mỹ Nghiên có người bạn trai như cậu ấy thì địa vị của cô ấy trong nhà họ Khương sẽ lại tăng lên. Nghe những lời nhận xét này. Gương mặt Ngô Khoan Nghiệp đầy kiêu ngạo. Khương Mỹ Nghiên nhìn thấy những ánh mắt khen tị của mọi người, trong lòng vui sướng muốn chết. Khương Thái Xương cũng vội vàng đứng dậy, cười nói, thì ra là ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Ngô Thị, mời ngồi.
Nói xong, Khương Thái Sương đã sắp xếp cho Ngô Khoan Nghiệp ngồi ở phía bên trái của mình. Ngô Khoan Nghiệp cũng khiêm tốn nói một vài câu lấy lòng lão rồi thản nhiên ngồi xuống. Điều này khiến mọi người trong nhà họ Khương rất ghen tị. Nhưng, người ta có thân phận cao như vậy cơ mà. Về phần bố mẹ của Khương Mỹ Nghiên là Khương Văn Kỳ và Tiết Mai, sắc mặt của cả hai cũng vô cùng rạng rỡ, họ cùng nhau ngồi xuống phía bên tay phải của Khương Thái Sương. Khi mọi người đang khen ngợi Ngô Khoan Nghiệp, Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần trên tay đang phải đeo nẹp cùng nhau bước vào, tiếp theo là gia đình ba người của Khương Vi Nhan. Ồ, đó chẳng phải là Khương Vi Nhan sao? Tại sao cô ta lại đến đây? Người đàn ông bên cạnh cô ta là ai? Trông anh ta rất quen. Con khốn bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương 5 năm trước lại dám đưa theo đứa con hoang kia về đây. Cô ta làm như vậy chẳng phải là cố ý chọc tức ông cụ Khương hay sao? Chương 26, quỳ vẫn chưa đủ. Nghe những lời đàm tiếu và chế giễu của những vị khách xung quanh, Khương Vi Nhan cúi đầu thật thấp, bước đi của cũng trở nên loạng choạng. Cô hoảng loạn và bối rối, không biết phải đối mặt với những lời ác độc từ miệng những người này như thế nào. 5 năm rồi, cô đã phải chịu quá nhiều tủi nhục và khinh thường, 5 năm qua cô vẫn kiên trì, nỗ lực, một mình nuôi nấng Nana, chưa từng nhận được sự giúp đỡ nào từ nhà họ Khương. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ người đàn ông bên cạnh cô. Vì vậy, Khương Vi Nhan lúc này rất buồn bã, trong đầu rối như tơ vò, cô vô thức đứng cách xa Tiêu Chính Văn một chút. Cô sợ rằng, tối nay trong bữa tiệc mừng thọ quan trọng như vậy, vì Tiêu Chính Văn, cô lại một lần nữa phải chịu sự chỉ trích và miệt thị giống như 5 năm trước. Cô sợ rằng vì Tiêu Chính Văn, cô sẽ không được bố mẹ, ông nội và cả nhà họ Khương chào đón. Cô sợ suốt đời mang danh tội đồ của nhà họ Khương. Vì vậy, Khương Vi Nhan rất bối rối. Tuy nhiên, vào lúc này, một bàn tay to và ấm áp đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, vừa lạnh vừa mềm của Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy đôi mắt sáng và cương nghị của Tiêu Chính Văn đang tràn ngập sự cưng chiều dành cho cô. Đừng sợ, có anh đây, Tiêu Chính Văn nhẹ giọng nói. Một câu nói đơn giản khiến trái tim của Khương Vi Nhan lập tức ấm áp lạ thường, cô cảm giác mình đang được bao bọc bởi tình yêu của anh. Cô cảm động đến trào nước mắt, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Tiêu Chính Văn. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bất mãn bất ngờ vang lên, khiến cho không khí của toàn bộ sảnh chính trở nên căng thẳng, khiến mọi người đều cảm thấy khó thở. Khương Vi Nhan, tại sao mày lại tới đây? Lại còn đưa theo cả tàn dư của nhà họ Tiêu tới. Có phải mày cảm thấy mày hại nhà họ Khương chưa đủ, muốn cố ý chọc tức ông nội đúng không? Khi Khương Mỹ Nghiên nhìn thấy Khương Vi Nhan bước vào, khuôn mặt cô ta đầy tức giận, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Vì cuối cùng cô ta cũng đợi được. Cô ta biết rằng một kẻ khốn nạn như Khương Vi Nhan nhất định sẽ đến. Cô ta chờ đợi đến giây phút này để làm nhục Khương Vi Nhan, hung hăng dẫm nát lòng tự tôn của cô. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đều sửng sốt, Khương Vi Nhan nhanh chóng lấy tấm thiệp mời đã bị xé rách ra và nói chị, chẳng phải chị gửi thiệp mời cho em sao? Cộc cộc cộc, Khương Mỹ Nghiên đi giày cao gót màu đỏ, bước thẳng tới chỗ Khương Vi Nhan, cô ta lạnh lùng giơ tay lên, tát vào mặt Khương Vi Nhan, quát lên, nói láo. Làm sao tao lại gửi thiệp mời cho loại tội đồ của gia tộc như mày? Thiệp mời này của mày chắc chắn là giả. Nói xong, Khương Mỹ Nghiên giật lấy tấm thiệp mời từ trong tay Khương Vi Nhan và ném thẳng vào thùng rác. Cảnh tượng này khiến quan khách và tất cả người nhà họ Khương đang có mặt ngây ngẩn cả người. Tiếp theo là đủ loại mỉa mai và chửi bới. Chết tiệt, thật không biết xấu hổ hay sao mà còn làm giả thiệp mời. Đúng vậy, nhà họ Khương chúng ta không có loại người bị ổi như vậy. Cô ta còn dám đưa cả đứa con hoang kia và tàn dư của nhà họ Tiêu tới đây nữa. Khương Vi Nhan này đúng là cảm thấy hại nhà họ Khương như vậy vẫn chưa đủ mà. Còn Tiêu Chính Văn kia, sao anh ta lại quay về? Chẳng phải anh ta đã chết rồi sao? Hai má Khương Vi Nhan đau rát, in hằn dấu tay đỏ tươi, rõ ràng đến chói mắt. Đôi mắt cô giàn giụa nước mắt, trái tim mong manh của cô bị xé nát bởi cái tát của Khương Mỹ Nghiên và tiếng chửi mắng của những người xung quanh. Đồng thời, cái tát này cũng đã đánh thức Khương Vi Nhan. Nhà họ Khương sẽ không thể nào tha thứ cho cô và Nana. Tiêu Chính Văn, chúng ta đi,
Hu hu hu, em sẽ không bao giờ trở lại nữa, chúng ta mau đi thôi, Khương Vi Nhan vừa khóc vừa nói, cô cúi đầu xuống, lấy tóc che đi những giọt nước mắt trên mặt mình, sau đó cố gắng sức kéo cánh tay của Tiêu Chính Văn, giọng nói của cô nhỏ đến mức chỉ có Tiêu Chính Văn mới có thể nghe thấy. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn đã nổi giận. Rồng còn có vảy ngược, ai chạm vào nó là phải chết. Khương Mỹ Nghiên dám ngang nhiên tát Khương Vi Nhan trước mặt anh. Trong phút chốc, cả người Tiêu Chính Văn tỏa ra sát khí tràn ngập cả sảnh lớn. Anh kéo Khương Vi Nhan vốn đang muốn chạy trốn lại, ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng quát Khương Mỹ Nghiên, tôi yêu cầu cô xin lỗi cô ấy ngay lập tức. Câu nói này khiến tất cả mọi người trong sảnh chính đều lộ ra vẻ khinh thường, tất cả chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Anh ta điên rồi sao? Một tên rác rưởi nhà họ Tiêu, dám bắt Khương Mỹ Nghiên xin lỗi. Ha ha, chỉ là một con chó hoang mà dám láo xược trong bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Khương, đúng là chán sống rồi. Khương Mỹ Nghiên khoanh tay trước ngực, nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt kiêu ngạo và coi thường, nói, ha ha, anh bảo tôi xin lỗi cô ta ấy hả? Cô ta xứng sao, còn anh nữa, Tiêu Chính Văn, anh chẳng qua chỉ là một con chó bị nhà họ Tiêu bỏ rơi mà thôi, bây giờ lại quay về Tu Hà làm gì? Sao nào, một con chó hoang, một con khốn làm ô uế dòng họ và một đứa con hoang mà lại định gộp lại thành một gia đình hạnh phúc, cả nhà thương nhau hả? Ha ha ha, bốp, tiếng cười của Khương Mỹ Nghiên đột ngột im bặt. Bởi vì, cái tát của Tiêu Chính Văn chẳng khác nào một nhát búa sấm sét. Giáng mạnh vào khuôn mặt của Khương Mỹ Nghiên, hai mí mắt cô ta vừa mới cắt và chiếc mũi cô ta vừa sửa đã bị lệch hết cả. Nhà họ Khương dạy dỗ con cháu như vậy sao? Miệng đầy phân, nếu đã không có ai giáo dục cô, vậy thì tôi sẽ thay nhà họ Khương dạy dỗ cô, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. À, anh dám đánh tôi, anh dám đánh tôi, Khương Mỹ Nghiên giống lên, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn như muốn xé nát anh. Nhà họ Khương và quan khách xung quanh đều chết lặng. Chết tiệt! Tiêu Chính Văn quá điên rồ. Dám ra tay đánh Khương Mỹ Nghiên. Cái tát này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ông cụ Khương. Ngô Khoan Nghiệp, anh mau tới đây, tên rác rưởi này, dám đánh em. Anh nhìn đi, em vừa làm mũi xong đó. Khương Mỹ Nghiên bùng nổ gào lên, tức giận đến không ngừng dậm chân. Ngô Khoan Nghiệp bỗng nhiên phản ứng lại, chạy tới chỉ vào Tiêu Chính Văn. Tức giận nói, thằng kia, mày điên rồi, dám đánh bạn gái tao, mày có biết tao là ai không, mày có tin chỉ cần tao nói một câu là có thể khiến mày sống không bằng chết hay không? Lập tức quỳ xuống xin lỗi cô ấy ngay cho tao, nếu không tao sẽ khiến cả nhà ba người bọn mày sống không nổi mà chết cũng không xong. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại liếc nhìn Ngô Khoan Nghiệp bằng ánh mắt khinh thường, sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Anh tiến lên đạp Ngô Khoan Nghiệp một cái khiến cậu ta phải quỳ xuống đất, anh lạnh lùng nói tôi không thích nhìn người khác đứng nói chuyện với tôi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải hít sâu một hơi. Quá hung hăng, quá ngông cuồng. Khương Vi Nhan cũng kinh hãi đến mức phải đưa tay che miệng lại, cô ngây người tại chỗ rất lâu không có phản ứng. Na Na thì ngược lại, lúc này cô bé đang ở trong vòng tay của Khương Vi Nhan, cô bé vẫy vẫy nắm tay và hét lên. Bố thật đẹp trai, bố ngầu quá đi. Mặc dù Nana không thể nhìn thấy nhưng cô bé có thể nghe thấy. Khương Vi Nhan sợ tới mức vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn của Nana lại, sau đó kéo lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, lo lắng nói Tiêu Chính Văn, anh làm gì vậy? Sau đó, cô không ngừng xin lỗi Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp, thực xin lỗi, anh ấy không cố ý, anh ấy vừa mới xuất ngũ, có hơi nóng tính và bốc đồng. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi hai người, tôi nhất định sẽ chi trả tiền thuốc thang. Chi trả tiền thuốc sao? Cô lấy cái gì để trả? Dám đạp vào người tôi à? Các người cứ chờ đó, tôi nhất định phải bắt các người quỳ xuống xin lỗi tôi. Ngô Khoan Nghiệp bò dậy khỏi mặt đất, hai mắt như phun ra lửa. Xem ra cậu còn chưa quỳ đủ đâu, Tiêu Chính Văn nhàn nhạt nói một câu. Đủ rồi. Lúc này, Khương Thái Sương nãy giờ vẫn ngồi yên ở vị trí chủ vị. Lão tức giận đập bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, nói, Khương Vi Nhan. Cô cố ý muốn tôi chết sớm đúng không? Không ông ơi, không, Vi Nhan về chúc thọ ông nội. Đây là quà của Vi Nhan tặng cho ông nội, Khương Vi Nhan cuống lên, đôi mắt đỏ hoe, cô đưa món quà mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Khương Thái Sương.
Nhưng Khương Thái Sương thẳng tay đẩy mạnh một cái, hộp quà tinh xảo rơi xuống đất, bình thuốc cao chữa bệnh thấp khớp cho người già cứ thế mà vỡ tan. Ngay sau đó mọi người lập tức khinh thường cười ầm lên. Cái gì thế này, một bình thuốc cao sao? Mẹ nó, làm sao có thể tặng loại quà mừng thọ như thế này được? Đúng là đồ nghèo hèn, thật xấu hổ. Khương Vi Nhan chạy tới, mặc kệ mọi người giễu cợt, cô nhặt bình thuốc cao trên đất lên, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói, chân của ông nội cứ vào hôm trời mưa hay gặp lúc thời tiết trở lạnh là lại đau nhức. Đây là thuốc Vi Nhan đặc biệt mua cho ông nội, đây là tấm lòng của Vi Nhan, đây là hu hu hu. Sự khinh bỉ và những lời mắng nhiếc xung quanh khiến Khương Vi Nhan không chịu được mà ngồi xổm trên mặt đất lau nước mắt. Tấm lòng và tình yêu thương mà cô dành cho Khương Thái Sương đã bị chính tay lão đập nát. Khương Mỹ Nghiên cũng châm chọc, chỉ bằng một bình thuốc cao mà mày muốn trở về nhà họ Khương à. Nằm mơ đi. Ý của cô là, chỉ cần Khương Vi Nhan mang tới một món quà mừng thọ đủ lớn thì cô ấy có thể trở về nhà họ Khương đúng không? Lúc này Tiêu Chính Văn hỏi ngược lại, ánh mắt anh lạnh như băng. Chỉ cần cô ta có được dự án tiếp quản một phần xí nghiệp và tài sản của nhà họ Kim thì cô ta có thể trở về nhà họ Khương. Khương Thái Sương lạnh lùng nói. Tin tức về sự diệt vong của nhà họ Kim đã làm chấn động Tu Hà. Trong những ngày qua, các gia đình quý tộc và các gia đình giàu có ở Tu Hà đã để mắt đến sản nghiệp và dự án mà nhà họ Kim để lại. Nhà họ Khương cũng không ngoại lệ. Nếu có thể có được một phần sản nghiệp và dự án nhỏ thì đã bằng với thu nhập cả một năm của nhà họ Khương rồi. Tuy nhiên, để có được một bộ phận sản nghiệp và dự án của nhà họ Kim là vô cùng khó khăn. Những sản nghiệp và dự án này đã bị giữ ở một đơn vị trú binh ở Tu Hà và được tiếp quản bởi thiếu tá Hàn Lợi Dân. Dù sao các dự án liên quan đến nhà họ Kim đều rất lớn, rất nhiều dự án khá đặc biệt, vì vậy chỉ có Hàn Lợi Dân mới có thể tiếp quản được. Tuy nhiên, mấy ngày nay rộ lên thông tin Hàn Lợi Dân có ý định tìm kiếm những gia tộc và công ty có đủ thực lực ở Tu Hà để phân chia những sản nghiệp và dự án này của nhà họ Kim. Hàn Lợi Dân là một nhân vật lớn, những người nổi tiếng và những gia tộc giàu có ở Tu Hà còn không có cơ hội gặp mặt anh ta chứ đừng nói đến chuyện hợp tác. Vì vậy, yêu cầu này của Khương Thái Sương có thể nói là còn khó hơn lên trời. Thế nhưng, được, Tiêu Chính Văn chỉ đáp một tiếng. Chương 27, một ngày là đủ. Nghe thấy Tiêu Chính Văn đồng ý, vẻ mặt của tất cả mọi người trong nhà họ Khương tràn đầy mỉa mai. Thằng cha này mạnh mồm phết. Làm sao mà có thể dễ dàng lấy được dự án hợp tác này như vậy? Nếu như một con chó hoang như anh còn lấy được, vậy thì nhà họ Khương bề thế như vậy lẽ nào lại không bằng một con chó hoang sao? Khương Thái Sương lạnh lùng hừ một tiếng, nói Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan vừa nói cậu chẳng qua chỉ là một kẻ vừa xuất ngũ trở về, là do không tiếp tục kiên trì ở trong quân đội được nữa nên mới phải xuất ngũ. Người như vậy thì có năng lực và quan hệ gì chứ? Dựa vào đâu mà đồng ý? Dự án này do nhà họ Kim để lại, rất nhiều doanh nghiệp và các thế gia ở Tu Hà đều đang vắt óc suy nghĩ cách để lấy được. Nếu trong 5 ngày cậu có thể lấy được dự án này, tôi không chỉ cho Khương Vi Nhan quay trở về nhà. Mà tôi còn sẽ thừa nhận cậu là cháu rể của tôi. Khương Thái Sương mặc dù già rồi nhưng không hề hồ đồ, chỉ cần lấy được một phần của dự án nhà họ Kim để lại, địa vị của nhà họ Khương sẽ được tăng cao. Hơn nữa, để Tiêu Chính Văn gia nhập nhà họ Khương cũng vì để che đậy vụ bê bối năm nào. Dù sao Khương Vi Nhan vẫn luôn là người nhà họ Khương, một người phụ nữ một mình nuôi con ở bên ngoài sẽ luôn bị cười nhạo, mà cuối cùng chính nhà họ Khương sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì thà để anh trở thành bia đỡ chặn miệng người khác. Tuy nhiên, trong mắt Khương Thái Sương và tất cả mọi người ở đây, yêu cầu này là không thể thực hiện được. Lão muốn khiến cho Tiêu Chính Văn thấy khó nên rút lui. Nhưng Tiêu Chính Văn lại dửng dưng nói, không cần 10 ngày, một ngày là đủ rồi. Mạnh miệng lắm, cậu có biết ai là người sở hữu những dự án do nhà họ Kim để lại không? Muốn lấy được hợp đồng hợp tác từ tay người đó đúng là nằm mơ giữa ban ngày, Khương Mỹ Nghiên cau mày nói. Khương Vi Nhan cũng vội vàng cầu xin, ông nội, Tiêu Chính Văn mới quay về, không quen biết nhiều người, anh ấy làm sao lấy được dự án chứ? Tuy nhiên, Khương Thái Sương không quan tâm, lạnh lùng nói, đó là việc của cậu ta. Nếu như cậu ta đã muốn bảo vệ cô, việc này đối với cậu ta chỉ là một bài kiểm tra tầm thường mà thôi. Khương Vi Nhan lo lắng muốn chết, nước mắt lưng tròng,
muốn nói gì đó nhưng lại bị Tiêu Chính Văn cắt ngang, Vi Nhan, tin anh có thể lấy được dự án hợp tác này. Nhưng mà, Khương Vi Nhan vô cùng lo lắng và bất an. Ha ha, đúng là không biết xấu hổ. Một con chó hoang mà cũng dám mở miệng nói linh tinh, Khương Thần ở bên cạnh chế nhạo. Tay của cậu ta vẫn còn đau, trong lòng vô cùng căm hận Tiêu Chính Văn. Sớm muộn gì, cậu ta cũng phải giết chết anh. Đúng vậy, cũng không tự xem mình là cái thá gì, tự phân thương con trai, lập tức chửi hùa theo. Ở bên này, Ngô Khoan Nghiệp nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt lạnh lùng, nói anh cứ đợi đấy cho tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Nói xong, Ngô Khoan Nghiệp rời đi trước mặt mọi người, Khương Mỹ Nghiên vội vàng đuổi theo sau. Nhưng ngay khi Ngô Khoan Nghiệp và Khương Mỹ Nghiên vừa bước được một bước, có hai người mang theo hai chiếc hòm lớn màu đỏ bước vào ở lối vào của sảnh chính. Bụp! Khi đặt chiếc hòm xuống đất, phát ra một âm thanh nặng nề, sau đó một người tiến lên trước, đưa thẻ quà tặng cho Khương Thái Sương, nói, ông cụ Khương, đây là quà mừng thọ của ông, mời ông ký nhận. Quà mừng thọ của tôi, Khương Thái Sương ngẩn người, lúc này, chiếc hòm cũng được mở ra. Trong phút chốc, mọi người trong nhà họ Khương đều choáng váng trước những món quà trong hòm. Bên trong hòm là những món quà rất giá trị, bên trên có vài thỏi vàng, phát ra ánh sáng lấp lánh. Đồ trang sức bằng ngọc càng thêm chói mắt, còn có một hòm đựng tiền mặt. Cái này ít nhất cũng chỉ giá 10 triệu. Cái này, là ai gửi tặng vậy? Khương Thái Sương vội vàng hỏi người chuẩn bị rời đi, món quà giá trị như vậy, đối phương hẳn là một người rất hào phóng và giàu có. Người như vậy, nhà họ Khương nhất định phải kết thân. Không chỉ riêng lão, những người còn lại của nhà họ Khương đều vô cùng kinh ngạc, tròn mắt nhìn những thỏi vàng và số tiền mặt quý giá. Tuy nhiên, người đó chỉ liếc Tiêu Chính Văn một cái, sau đó vội vàng rời đi, không nói một lời. Đây là tôi thay Vi Nhan tặng. Đột nhiên, lời nói hờ hững của Tiêu Chính Văn ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả người nhà họ Khương. Cậu tặng, Khương Thái Sương có chút không tin, sau đó lạnh lùng khiển trách, đủ rồi. Chúng tôi lẽ nào không biết cậu như thế nào sao? Món quà quý giá như vậy mà cậu cũng dám nói dối là mình tặng được. Ha ha ha, thằng nhãi này, vừa rồi thì hứa là sẽ lấy được dự án mà nhà họ Kim để lại, bây giờ lại nói món quà này là do mình tặng. Đúng là không biết xấu hổ. Khương Vi Nhan cũng thật xui xẻo, gặp phải một tên vô dụng như vậy. Nghe thấy những lời chửi mắng này, Khương Vi Nhan cũng vội vàng kéo cánh tay của Tiêu Chính Văn, nói nhỏ Tiêu Chính Văn, anh đừng nói nữa. Tiêu Chính Văn bất lực thở dài, cũng lười giải thích, sau đó anh ôm Nana, kéo tay Khương Vi Nhan, để lại một câu, ngày mai, bức thư ngỏ ý hợp tác sẽ được gửi đến nhà họ Khương, mong ông cụ Khương đừng nuốt lời. Nói xong, Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan rời đi. Người nhà họ Khương căn bản không thèm quan tâm những lời cuối cùng mà Tiêu Chính Văn nói, mà chỉ chăm chăm vây quanh hai chiếc hòm quà tặng quý giá, không ngừng bàn tán xem nên phân chia chúng như thế nào. Cuối cùng, Khương Thái Sương lạnh lùng hừ vài tiếng, sau đó thu lại hai chiếc hòm quà tặng này, lúc này mọi người mới dừng lại. Sau khi rời khỏi nhà họ Khương, Khương Vi Nhan bật khóc như mưa, Tiêu Chính Văn. Em xin lỗi, bọn họ không phải cố ý nhắm vào anh đâu. Tiêu Chính Văn nắm lấy tay cô, nói, không cần xin lỗi đâu, anh không quan tâm bọn họ nghĩ anh thế nào, đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ cách để em được quay về nhà họ Khương. Nhưng, đó là dự án mà nhà họ Kim để lại, em thậm chí không biết đi tìm ai, làm sao lấy được dự án đó, Khương Vi Nhan rất băn khoăn và lo lắng. Tiêu Chính Văn cười, nói, yên tâm đi, chuyện đâu sẽ có đó. Trước đây anh có một số người bạn ở Tu Hà, có thể hỏi bọn họ. Thật sao, Khương Vi Nhan tràn ngập hy vọng. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó đưa Khương Vi Nhan quay về, nhưng đi được nửa đường, Khương Vi Nhan đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô chớp chớp đôi mắt to, hỏi, đúng rồi. Việc nhà họ Kim bị tiêu diệt có liên quan đến anh không? Khương Vi Nhan vẫn có chút nghi ngờ về thân phận của Tiêu Chính Văn, cô luôn cảm thấy anh rất thần bí. Tiêu Chính Văn cười nhạt, thật ra không có liên quan nhiều đến anh chỉ đến cục thanh tra tố cáo thôi, đúng lúc bọn họ cũng đã nhắm vào nhà họ Kim từ lâu rồi, nhân cơ hội hành động luôn, lật đổ toàn bộ thế lực đen tối của nhà họ Kim trong một lần. Khương Vi Nhan nửa tin nửa ngờ gật đầu, sau đó ba người cùng quay về Sơn Trang Lãng Nguyệt.
Khi Khương Vi Nhan đang ở bên cạnh Nana, Tiêu Chính Văn nói với Long Nhất, bảo Hàn Lợi Dân đến Sơn Trang Lãng Nguyệt một chuyến. Đối với Tiêu Chính Văn, các dự án mà nhà họ Kim để lại, anh muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chuyện này dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Hàn Lợi Dân mặc một bộ quần áo giản dị, tự mình lái xe Jeep đến Sơn Trang Lãng Nguyệt. Nếu như người ngoài biết được việc này nhất định sẽ kinh hồn bạt vía. Đây là vị thiếu tá trấn giữ ở Tu Hà, không ít người muốn kết giao mà không thể gặp mặt được. Không biết vua Bắc Lương gọi thuộc hạ Hàn Lợi Dân đến đây là có việc gì. Việc đầu tiên khi Hàn Lợi Dân làm khi bước vào là đứng nghiêm chào, sau đó cung kính cúi người xuống, đứng trước mặt Tiêu Chính Văn. Người trước mặt là vị vua tối cao cai trị 300.000 binh sĩ Bắc Lương. Là một sát thần uy lực hùng dũng. Trong lòng Hàn Lợi Dân thật ra cũng có chút sợ hãi, trên trán toát mồ hôi lạnh, lo lắng không biết có phải mình xử lý việc nhà họ Kim vẫn chưa ổn thỏa khiến vị vua Bắc Lương này khó chịu hay không. Hàn Lợi Dân, tất cả các dự án mà nhà họ Kim để lại đều đang nằm trong tay anh sao? Tiêu Chính Văn bình thản hỏi. Chương 28, yên tâm, có anh ở đây. Vâng, chủ soái có gì căn dặn ạ? Hàn Lợi Dân vội vàng nói. Cho tới bây giờ, trong lòng anh ta vẫn đang run rẩy. Khí thế của Tiêu Chính Văn quá mạnh, ngay cả khi anh chỉ ngồi yên ở đó, Hàn Lợi Dân cũng cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi. Những dự án hợp tác của nhà họ Kim để lại, chọn ra một số cái để Khương Vi Nhan tiếp quản, nhớ kỹ, chỉ được phép để Khương Vi Nhan tiếp quản, tuyệt đối không được là người khác, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ rồi ạ, Hàn Lợi Dân vội vàng đáp lại. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng anh ta cũng không dám hỏi thêm, cứ làm theo như vậy. Nếu như không có việc gì nữa thì anh đi đi, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Hàn Lợi Dân do dự, nói chủ soái, thuộc hạ vẫn còn việc này. 3 ngày nữa có một buổi tiệc giao lưu những người nổi tiếng ở Tu Hà, là do thuộc hạ tổ chức, mục đích là để chúc mừng các thế gia và doanh nghiệp đã trúng thầu các dự án mà nhà họ Kim để lại. Đây là một vài tấm thiệp mời đặc biệt. Thuộc hạ muốn mời chủ soái và phu nhân cùng đến tham gia. Tiêu Chính Văn liếc qua một cái, nói cứ đặt đó đi, có thời gian tôi sẽ đi. Vâng, Hàn Lợi Dân cung kính chào, sau đó rời khỏi Sơn Trang Lãng Nguyệt. Mãi cho đến khi rời khỏi Sơn Trang Lãng Nguyệt, cảm giác một ngạt trên người Hàn Lợi Dân mới biến mất, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chấm chấm. Ở trong biệt viện nhà họ Khương. Khương Mỹ Nghiên rất tức giận. Đập vỡ rất nhiều thứ, nói với Khương Văn Kỳ, bố. Lẽ nào chúng ta cứ ngồi đó chờ chết sao? Nếu như Khương Vi Nhan quay trở về nhà họ Khương, con làm gì còn cơ hội nào nữa? Khương Văn Kỳ dửng dưng nhấp một ngụm trà, cười nói, Mỹ Nghiên, đừng tức giận. Bố đã cho người điều tra rồi, Tiêu Chính Văn chỉ là một tên lính xuất ngũ thôi, làm gì có thế lực gì. Nhà họ Tiêu 5 năm trước sớm đã bị diệt vong rồi. Một con chó hoang thì có thể tạo ra sóng gió gì? Những dự án mà nhà họ Kim để lại, bọn chúng không thể nào lấy được đâu. Thật sao, Khương Mỹ Nghiên sau khi nghe xong, lông mày cau lại, lạnh lùng nói, hừ. Con biết ngay mà, còn ả Khương Vi Nhan vô dụng đó, cả đời này cũng đừng mong quay về nhà họ Khương. Nhưng mà bố ả, tên Tiêu Chính Văn đó quá ngông cuồng. Đánh con, còn đánh cả Ngô Thiếu Gia đã nói rồi. Anh ấy nhất định sẽ không tha cho Tiêu Chính Văn. Khương Mỹ Nghiên nói tiếp. Khương Văn Kỳ gật đầu nói, điều đó là tất nhiên, chúng ta ngồi trên núi xem hổ đấu nhau là được rồi. Con ấy, nhớ phải quan tâm chăm sóc Ngô Thiếu Gia nhiều vào, xây dựng mối quan hệ tốt với cậu ấy. Nhà họ Ngô của cậu ấy là một trong những ứng cử viên mặc định trong buổi tiệc giao lưu dự án lần này. Nếu cậu ấy có thể lấy được một số dự án mà nhà họ Kim để lại, ông nội nhất định sẽ coi trọng con. Tương lai, gia đình chúng ta sẽ trở thành một phần rất quan trọng trong mắt ông rồi. Chuyện này còn cần bố nói sao, con tự biết phải làm gì, Khương Mỹ Nghiên nói, ngày mai con và Ngô Thiếu Gia sẽ đến thăm hỏi Thiếu tá Hàn Lợi Dân. Đến lúc đó, khi con lấy được thư ngỏ ý hợp tác, Khương Vi Nhan sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Khương vĩnh viễn. Khương Văn Kỳ cũng mỉm cười, tiếng cười gian xảo của hai bố con vang vọng khắp phòng khách. Cùng lúc đó, gia đình 3 người Khương Học Bác sống ở một căn nhà khoảng 100 mét vuông ở một góc phía bắc của biệt viện nhà họ Khương. Khương Thần không ngừng khóc lóc kêu than, làm nũng với mẹ của mình, mẹ, mẹ nhìn xem tay con này, đều là do thằng chó Tiêu Chính Văn đó đánh.
con đau muốn chết. Tử Phân cũng thương con trai vô cùng, ôi trời ơi, thần nhi ngoan của mẹ, đừng lo, mẹ sẽ làm chủ cho con. Nói xong, Tử Phân xông ra hét vào mặt Khương Học Bác, người đang đi đi lại lại ở trong phòng khách, đủ rồi. Đừng có làm tôi chóng mặt nữa. Anh xem, đây là chuyện tốt của cái thằng khốn mà con gái anh đưa về làm ra đấy. Chuyện này, anh nhất định phải giải thích thỏa đáng cho mẹ con tôi, nếu không tôi không tha cho anh đâu. Khương Học Bác cũng rất bất lực, ở bên ngoài, là do Tử Phân cho ông ta mặt mũi, chứ ở nhà ông ta bị vợ quản rất chặt, sợ vợ một phép. Nếu không thì hồi đó ông ta đã không ly hôn với mẹ Khương Vi Nhan để lấy Tử Phân. Vợ à, Vi Nhan đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương rồi, em còn muốn anh làm thế nào nữa? Khương Học Bác buông thả nói, em cũng thấy được người tên Tiêu Chính Văn đó là một kẻ liều lĩnh. Ha ha, ai mà biết được trong lòng anh còn vương vấn cái con nhỏ chết tiệt ấy không? Tôi nói cho anh biết, Khương Vi Nhan tuyệt đối không được bước chân vào nhà họ Khương nửa bước. Cái nhà này không có chỗ cho nó. Chuyện đi thăm Hàn Lợi Dân ngày mai, anh chuẩn bị đến đâu rồi? Không phải anh nói có vài người bạn sao, tình hình bây giờ thế nào rồi? Khương thần nhà chúng ta có được đi không? Tử Phân hỏi. Không ổn lắm, Hàn Lợi Dân không phải là người mà ai cũng có thể gặp được đâu. Trong nhà họ Khương anh chỉ có địa vị thấp bé, bố cũng không coi trọng nhà chúng ta, mấy người bạn bè đó của anh cũng không có cơ hội gặp được thiếu tá Hàn. Chuyện này sợ là không được rồi, Khương Học Bác bất lực, lắc đầu thở dài. Gì cơ, Khương Học Bác à, Khương Học Bác à, anh đúng là một kẻ vô dụng. Anh còn hèn nhát hơn cả cái tên Tiêu Chính Văn đó. Tại sao ngày ấy tôi lại lấy anh cơ chứ? Chuyện này nếu như làm không xong thì Khương thần của chúng ta phải làm sao? Trong mắt ông cụ bây giờ chỉ có mỗi con nhỏ chết tiệt Khương Mỹ Nghiên đó thôi, không coi Khương thần ra gì cả. Sau này, khi ông cụ nhắm mắt xuôi tay, gia đình chúng ta nhất định sẽ bị Khương Văn Kỳ đuổi tống cổ ra khỏi nhà họ Khương, Tử Phân bực bội chỉ vào người Khương Học Bác, chửi bới những từ ngữ rất khó nghe. Khương Học Bác cũng hết cách, cứ đứng như trời trồng ở đấy, nói. Để anh nghĩ cách xem. Ở phía bên Tiêu Chính Văn, sáng sớm hôm sau, Tiêu Chính Văn nói với Khương Vi Nhan, Vi Nhan, anh liên lạc với mấy người bạn cũ, hôm nay chúng ta có thể đến thăm hỏi thiếu tá Hàn Lợi Dân, bàn bạc chuyện tiếp nhận các dự án. Hả, Hàn Lợi Dân, anh nói người phụ trách 30.000 quân đồn trú ở Tu Hà, Khương Vi Nhan tròn mắt ngạc nhiên. Ừ. Mau dậy thôi, anh đưa em đi, Tiêu Chính Văn không cho Khương Vi Nhan thời gian để tiêu hóa số thông tin đó, lập tức kéo Khương Vi Nhan đi đánh răng rửa mặt, sau đó cô mặc một chiếc váy mỏng màu đen, họ đi đến một doanh nghiệp nổi tiếng nơi Hàn Lợi Dân đang làm việc, tập đoàn Lợi Dân để thảo luận về các dự án của nhà họ Kim. Tập đoàn này vừa mới thành lập 3 ngày trước để tiếp quản các dự án của nhà họ Kim. Lúc này, rất nhiều ô tô hãng sang đậu trước tòa nhà của tập đoàn. Hàng chục doanh nhân và các đại diện của các doanh nghiệp và công ty lớn nhỏ của Tu Hà đang đứng đầy ở cửa, tất cả đều mang theo những hộp quà với kích cỡ khác nhau. Bọn họ đều đến đây để chào hỏi Hàn Lợi Dân, tiếng ồn ào tấp nập không ngừng ở trước cửa. Khi Tiêu Chính Văn lái xe chở Khương Vi Nhan đến đây, Khương Vi Nhan vừa xuống xe đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Tiêu Chính Văn, nhiều người quá đi, thật sự có thể sao? Hơn nữa người ta đều mang theo quà, chúng ta tay không đến đây hình như không ổn lắm, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Khương Vi Nhan nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Tiêu Chính Văn, sắc mặt lo lắng và căng thẳng. Đến bây giờ cô mới biết, thì ra Hàn Lợi Dân là người phụ trách các dự án mà nhà họ Kim để lại. Đó là một nhân vật rất lớn ở Tu Hà, người thường không thể nào gặp được. Yên tâm đi, bạn của anh làm ở trong tập đoàn Lợi Dân, mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa rồi. Lát nữa em chỉ cần vào đó là được, Tiêu Chính Văn siết chặt bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan như thay lời động viên cô. Trong mắt Khương Vi Nhan lóe lên chút sợ hãi, cô hít một hơi thật sâu, nặng nề gật đầu, nói, ừm. Vì Nana, vì anh, em sẽ làm bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên, đúng lúc này, hai chiếc xe sang dừng lại ở bên cạnh, người bước xuống xe chính là Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp đang cầm trên tay những hộp quà quý giá và tinh xảo. Chiếc xe đi phía sau là gia đình 3 người nhà Khương Học Bác. Ái chà chà, đây không phải là em họ yêu quý của tôi sao, không ngờ rằng, cô thật sự dám đến đây, Khương Mỹ Nghiên vừa xuống xe đã cười chế giễu.
Chương 29, lại chọn cô. Chị, Khương Vi Nhan có chút sụt rè, bàn tay nhỏ bé vội vàng rút ra khỏi tay của Tiêu Chính Văn. Khương Mỹ Nghiên đi tới, sắc mặt lạnh lùng nhìn Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, nói, hai người có biết đây là nơi nào không? Mau đi đi, đừng khiến nhà họ Khương mất mặt nữa. Nếu như làm ảnh hưởng đến việc hợp tác của tôi và tập đoàn Lợi Dân, hai người có chịu trách nhiệm được không? Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Khương Mỹ Nghiên, Khương Vi Nhan vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, thiếu tự tin, vẻ mặt căng thẳng, cô liếc nhìn Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, hay là chúng ta đi đi. Nhưng Tiêu Chính Văn lại nói, nếu đã đến rồi thì chẳng có lý do gì để đi cả, biết đâu tập đoàn Lợi Dân chọn em thì sao? Nghe xong câu này, trong lòng Khương Vi Nhan hơi sửng sốt. Cô vốn dĩ chẳng hy vọng gì cả. Bây giờ ở Tu Hà có bao nhiêu thế gia quyền quý, còn có các công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ, cô chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu ớt, dựa vào đâu mà tập đoàn Lợi Dân lại chọn cô chứ? Gì cơ, Khương Mỹ Nghiên cười lạnh hai tiếng, cô ta nhíu mày sau đó chế nhạo, Tiêu Chính Văn, không phải anh đang nằm mơ đấy chứ? Tập đoàn Lợi Dân sẽ chọn hợp tác với đám rác rưởi như các người sao? Ha ha, đúng là không biết xấu hổ, Ngô Khoan Nghiệp cũng cười mỉa mai. Cậu ta chỉnh lại bộ vest màu xám, nói, một con chó hoang đến một món quà tử tế cũng không mang đến được mà còn có mặt mũi xuất hiện ở đây sao? Khi cậu ta nói điều này, đám người Khương Mỹ Nghiên mới để ý Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đi tay không tới đây. Ngay lập tức, vẻ mặt Khương Mỹ Nghiên đầy mỉa mai, lắc đầu khinh thường, không thèm lên tiếng. Đại diện của các thế gia và doanh nghiệp xung quanh đương nhiên cũng chú ý đến cuộc cãi vã ở đó. Đám đông cũng hùa theo cười nhạo, nói. Đó không phải là Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn của nhà họ Khương sao? Bọn họ thật sự tới đây rồi, ra mặt dày kinh khủng. Còn đi tay không đến nữa chứ, thật không hiểu đám vô dụng này lấy dũng khí ở đâu ra mà vác mặt tới đây. Ở đây ai mà không mang quà trị giá hàng triệu tệ đến chứ? Trên thế giới này, quà cáp rất quan trọng, nếu như tặng quà cẩn thận thì việc hợp tác mới diễn ra suôn sẻ được. Chuyện ở bữa tiệc mừng thọ nhà họ Khương tối qua đã lan truyền khắp Tu Hà. Chuyện Tiêu Chính Văn trở về, đưa Khương Vi Nhan đến làm ầm ĩ ở bữa tiệc mừng thọ của Khương Thái Sương đã trở thành trò cười của vô số người. Ở phía bên này, đối mặt với cái nhìn mỉa mai và kỳ quái của một đám người, Khương Vi Nhan cảm thấy không thoải mái, trong lòng rối bời, cô nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt khẩn cầu, em không muốn ở lại đây nữa, chúng ta đi về có được không? Em sợ. Tiêu Chính Văn nghiêm túc nhìn Khương Vi Nhan, nói em không muốn quay về nhà họ Khương nữa sao? Chỉ cần giành được sự hợp tác với tập đoàn Lợi Dân, ông nội sẽ đồng ý cho em về nhà. Hơn nữa, có anh ở đây, cứ yên tâm nhé. Nói không chừng, tập đoàn Lợi Dân rất ghét hành động biếu xén quà cáp này thì sao? Tiêu Chính Văn biết rằng bản chất Khương Vi Nhan tốt bụng và yếu đuối, khi đối mặt với những người hung dữ và ác độc này, cô giống như một con cừu nhỏ. Vì vậy, Tiêu Chính Văn phải cố gắng hết sức để giúp cô lấy lại tự tin. Nghe thấy câu này của Tiêu Chính Văn, sắc mặt Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp lập tức trùng xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, thú vị thật đấy, không chuẩn bị được quà tử tế lại còn nói những lời lố bịch khiến người khác cười rụng cả răng như vậy. Đúng là ngu ngốc. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn thờ ơ, không nói gì. Gia đình ba người Khương Học Bác vẫn luôn đứng sau lưng Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp. Lúc này mới châm chọc vài câu. Chị à, không phải em đã nói với chị rồi sao, tìm người đàn ông tốt nào không tìm lại cứ đi tìm thằng chó hoang này. Khương Thần kiêu ngạo, tỏ vẻ quan tâm, cho dù là đến bàn chuyện hợp tác, hai người ít nhất cũng phải mang chút quà tử tế chứ. Tử Phân cũng lạnh lùng phụ họa thêm, được rồi, Khương Thần, đừng nói thêm câu nào với con ả chết tiệt và thằng nhãi vô dụng đó nữa, không đáng đâu con. Khương Học Bác cũng thở dài bất lực. Không nói gì. Hai mắt Khương Vi Nhan đỏ hoe, nhìn Khương Học Bác, cố gắng muốn giải thích bố, con. Được rồi, không cần nói nữa, tôi không quen biết cô, Khương Học Bác lạnh lùng ngắt lời, sau đó đi qua trước mặt cô, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Khương Vi Nhan bất lực bật khóc. Đến bố của mình cũng không muốn nhận mình, chuyện này đau khổ và thương tâm biết nhường nào. Đúng lúc này, cửa trước của tòa nhà tập đoàn Lợi Dân mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc vest đen đeo kính bước ra, phía sau là bốn người lính mặc quân phục trên tay cầm súng. Trong phút chốc,
toàn bộ cửa lớn lập tức im lặng. Tôi là người đại diện cho các dự án hợp tác đã được tập đoàn Lợi Dân tiếp nhận của nhà họ Kim, tôi tên là Tôn Vệ Quốc, bây giờ, tất cả mọi người nghe cho rõ đây, tập đoàn Lợi Dân quyết sẽ không hợp tác với bất kỳ ai mang quà cáp đến. Ai không mang quà đến, xin mời bước lên phía trước, người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, giọng điệu tràn đầy khí thế. Ngay lập tức, toàn bộ đại diện của các thế gia và doanh nghiệp mang quà tới đang đứng đầy ở cửa đều hoảng hốt. Bọn họ không thể ngờ rằng, chưa kịp bước vào cửa bọn họ đã thẳng thừng bị từ chối rồi. Hả, sao lại như vậy, vậy thì chúng ta đến phí công rồi à? Giám đốc Tôn, không được, chúng tôi phải gặp thiếu tá Hàn, chúng tôi là người của tập đoàn Thiếu Dương. Trước đây đã chào hỏi rồi mà. Tôi là thiếu gia của nhà họ Vương. Bố tôi có lẽ đã liên lạc với Tổng Giám Đốc Vương của các ông rồi đúng không? Tôi muốn gặp Thiếu Tá Hàn. Thấy đám đông ồn ào, Ngô Khoan Nghiệp cũng hoảng sợ, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, vào cũng không được mà ra cũng không xong. Đặc biệt là những người hung hăng ồn ào nhất, luôn mồm hét lớn muốn gặp Hàn Lợi Dân bị bốn người lính mặc đồng phục dùng súng đánh gục. Dựa vào các người mà cũng muốn gặp Thiếu Tá Hàn. Việc Thiếu Tá Hàn ghét nhất là những kẻ gian dối và biếu xén quà cáp. Kẻ nào dám gây chuyện thì cứ bắt lại hết, nghiêm túc điều tra cho tôi, người tên Tôn Vệ Quốc đó lạnh lùng nói, trên người đằng đằng sát khí. Lúc này, đám đông ồn ào mới yên tĩnh trở lại. Bây giờ, bọn họ mới phản ứng lại, đối phương là người của chiến khu Tu Hà. Đối đầu với người ta rõ ràng là tự tìm đường chết. Khuôn mặt của Khương Mỹ Nghiên trở nên vô cùng khó coi, cô ta nắm lấy cánh tay của Ngô Khoan Nghiệp, lo lắng dậm chân, Ngô thiếu gia. Bây giờ phải làm sao? Nếu như không lấy được sự hợp tác lần này, chúng ta sẽ tổn thất mấy chục triệu. Ngô Khoan Nghiệp lau mồ hôi lạnh trên trán, cắn chặt răng đi về phía trước, lấy danh thiếp của mình ra, nở nụ cười nịnh bợ, nói, xin chào, Giám đốc Tôn, tôi là thiếu gia của tập đoàn Ngô Thị, Ngô Khoan Nghiệp. Bố của tôi là Ngô Khởi Long, ông ấy có quen biết với thiếu tá Hàn, có thể nể mặt tôi một chút, cho tôi vào gặp thiếu tá Hàn được không? Đúng đúng đúng, bạn trai tôi là thiếu gia của chủ tịch tập đoàn Ngô Thị đó, Khương Mỹ Nghiên vội vàng nói thêm. Tuy nhiên, Tôn Vệ Quốc lạnh lùng liếc nhìn tấm danh thiếp của Ngô Nghiệp Khoan, thẳng tay xé nát nó rồi lạnh lùng hét lên, cậu coi thiếu tá Hàn là người như thế nào? Điều thiếu tá Hàn chú trọng nhất đó là công chính, công bằng, liêm minh. Cậu lại dám đi cửa sau, người đâu, đánh cậu ta cho tôi. Á, không không không, không phải. Tôi không có, Ngô Khoan Nghiệp hoảng sợ, bị một người lính đạp ngã xuống đất, sau đó không ngừng đá mạnh vào người. Tha mạng cho tôi sai rồi, tôi không dám nữa, tôi không biếu xén quả cáp cũng không đi cửa sau nữa. Cầu xin ông, tha cho tôi với, Ngô Khoan Nghiệp khóc cạn cả nước mắt, bò trên đất, tha thiết cầu xin lòng thương xót. Việc này cũng khiến cho Khương Mỹ Nghiên kinh hãi, hai chân run lẩy bẩy đứng ở một bên, không biết nên làm gì. Đúng lúc này, Tôn Vệ Quốc nói tiếp, bây giờ ai không mang quà thì bước lên phía trước. Tiêu Chính Văn vỗ vai Khương Vi Nhan, người đã sững sờ một hồi lâu, nói, em đi đi. Hả, em sao, em có thể thật sao? Em hơi sợ, Khương Vi Nhan đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chương 30, một vài điều kiện. Chị, Khương Vi Nhan có chút sụt rè, bàn tay nhỏ bé vội vàng rút ra khỏi tay của Tiêu Chính Văn. Khương Mỹ Nghiên đi tới, sắc mặt lạnh lùng nhìn Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, nói, hai người có biết đây là nơi nào không? Mau đi đi, đừng khiến nhà họ Khương mất mặt nữa. Nếu như làm ảnh hưởng đến việc hợp tác của tôi và tập đoàn Lợi Dân, hai người có chịu trách nhiệm được không? Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Khương Mỹ Nghiên, Khương Vi Nhan vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, thiếu tự tin, vẻ mặt căng thẳng, cô liếc nhìn Tiêu Chính Văn, nói, Tiêu Chính Văn. Hay là chúng ta đi đi. Nhưng Tiêu Chính Văn lại nói, nếu đã đến rồi thì chẳng có lý do gì để đi cả, biết đâu tập đoàn Lợi Dân chọn em thì sao? Nghe xong câu này, trong lòng Khương Vi Nhan hơi sửng sốt. Cô vốn dĩ chẳng hy vọng gì cả. Bây giờ ở Tu Hà có bao nhiêu thế gia quyền quý, còn có các công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ, cô chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu ớt, dựa vào đâu mà tập đoàn Lợi Dân lại chọn cô chứ? Gì cơ, Khương Mỹ Nghiên cười lạnh hai tiếng, cô ta nhíu mày sau đó chế nhạo, Tiêu Chính Văn, không phải anh đang nằm mơ đấy chứ?
tập đoàn Lợi Dân sẽ chọn hợp tác với đám rác rưởi như các người sao? Ha ha, đúng là không biết xấu hổ, Ngô Khoan Nghiệp cũng cười mỉa mai, cậu ta chỉnh lại bộ vest màu xám, nói, một con chó hoang đến một món quà tử tế cũng không mang đến được mà còn có mặt mũi xuất hiện ở đây sao? Khi cậu ta nói điều này, đám người Khương Mỹ Nghiên mới để ý Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đi tay không tới đây. Ngay lập tức, vẻ mặt Khương Mỹ Nghiên đầy mỉa mai, lắc đầu khinh thường, không thèm lên tiếng. Đại diện của các thế gia và doanh nghiệp xung quanh đương nhiên cũng chú ý đến cuộc cãi vã ở đó, đám đông cũng hùa theo cười nhạo, nói. Đó không phải là Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn của nhà họ Khương sao? Bọn họ thật sự tới đây rồi, ra mặt dày kinh khủng. Còn đi tay không đến nữa chứ, thật không hiểu đám vô dụng này lấy dũng khí ở đâu ra mà vác mặt tới đây. Ở đây ai mà không mang quà trị giá hàng triệu tệ đến chứ? Trên thế giới này, quà cáp rất quan trọng, nếu như tặng quà cẩn thận thì việc hợp tác mới diễn ra suôn sẻ được. Chuyện ở bữa tiệc mừng thọ nhà họ Khương tối qua đã lan truyền khắp Tu Hà. Chuyện Tiêu Chính Văn trở về, đưa Khương Vi Nhan đến làm ầm ĩ ở bữa tiệc mừng thọ của Khương Thái Sương đã trở thành trò cười của vô số người. Ở phía bên này, đối mặt với cái nhìn mỉa mai và kỳ quái của một đám người, Khương Vi Nhan cảm thấy không thoải mái, trong lòng rối bời, cô nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt khẩn cầu, em không muốn ở lại đây nữa, chúng ta đi về có được không? Em sợ. Tiêu Chính Văn nghiêm túc nhìn Khương Vi Nhan, nói em không muốn quay về nhà họ Khương nữa sao? Chỉ cần giành được sự hợp tác với tập đoàn Lợi Dân, ông nội sẽ đồng ý cho em về nhà. Hơn nữa, có anh ở đây, cứ yên tâm nhé. Nói không chừng, tập đoàn Lợi Dân rất ghét hành động biếu xén quà cáp này thì sao? Tiêu Chính Văn biết rằng bản chất Khương Vi Nhan tốt bụng và yếu đuối, khi đối mặt với những người hung dữ và ác độc này, cô giống như một con cừu nhỏ. Vì vậy, Tiêu Chính Văn phải cố gắng hết sức để giúp cô lấy lại tự tin. Nghe thấy câu này của Tiêu Chính Văn, sắc mặt Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp lập tức trùng xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, thú vị thật đấy, không chuẩn bị được quà tử tế lại còn nói những lời lố bịch khiến người khác cười rụng cả răng như vậy. Đúng là ngu ngốc. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn thờ ơ, không nói gì. Gia đình ba người Khương Học Bác vẫn luôn đứng sau lưng Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp, lúc này mới châm chọc vài câu. Chị à, không phải em đã nói với chị rồi sao? Tìm người đàn ông tốt nào không tìm lại cứ đi tìm thằng chó hoang này, Khương Thần kiêu ngạo, tỏ vẻ quan tâm, cho dù là đến bàn chuyện hợp tác, hai người ít nhất cũng phải mang chút quà tử tế chứ. Tử Phân cũng lạnh lùng phụ họa thêm, được rồi, Khương Thần, đừng nói thêm câu nào với con ả chết tiệt và thằng nhãi vô dụng đó nữa, không đáng đâu con. Khương Học Bác cũng thở dài bất lực, không nói gì. Hai mắt Khương Vi Nhan đỏ hoe, nhìn Khương Học Bác. Cố gắng muốn giải thích bố, con. Được rồi, không cần nói nữa, tôi không quen biết cô, Khương Học Bác lạnh lùng ngắt lời, sau đó đi qua trước mặt cô, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Khương Vi Nhan bất lực bật khóc. Đến bố của mình cũng không muốn nhận mình, chuyện này đau khổ và thương tâm biết nhường nào. Đúng lúc này, cửa trước của tòa nhà tập đoàn Lợi Dân mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đen đeo kính bước ra. Phía sau là bốn người lính mặc quân phục trên tay cầm súng. Trong phút chốc, toàn bộ cửa lớn lập tức im lặng. Tôi là người đại diện cho các dự án hợp tác đã được tập đoàn Lợi Dân tiếp nhận của nhà họ Kim. Tôi tên là Tôn Vệ Quốc. Bây giờ, tất cả mọi người nghe cho rõ đây, tập đoàn Lợi Dân quyết sẽ không hợp tác với bất kỳ ai mang quà cáp đến. Ai không mang quà đến, xin mời bước lên phía trước, người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, giọng điệu tràn đầy khí thế. Ngay lập tức, toàn bộ đại diện của các thế gia và doanh nghiệp mang quà tới đang đứng đầy ở cửa đều hoảng hốt. Bọn họ không thể ngờ rằng, chưa kịp bước vào cửa bọn họ đã thẳng thừng bị từ chối rồi. Hả, sao lại như vậy, vậy thì chúng ta đến phí công rồi à? Giám đốc Tôn, không được, chúng tôi phải gặp Thiếu tá Hàn, chúng tôi là người của tập đoàn Thiếu Dương. Trước đây đã chào hỏi rồi mà. Tôi là thiếu gia của nhà họ Vương. Bố tôi có lẽ đã liên lạc với Tổng Giám Đốc Phương của các ông rồi đúng không? Tôi muốn gặp Thiếu tá Hàn. Thấy đám đông ồn ào, Ngô Khoan Nghiệp cũng hoảng sợ, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, vào cũng không được mà ra cũng không xong. Đặc biệt là những người hung hăng ồn ào nhất, luôn mồm hét lớn muốn gặp Hàn Lợi Dân bị bốn người lính mặc đồng phục dùng súng đánh gục.
Dựa vào các người mà cũng muốn gặp thiếu tá Hàn. Việc thiếu tá Hàn ghét nhất là những kẻ gian dối và biếu xén quả cáp. Kẻ nào dám gây chuyện thì cứ bắt lại hết. Nghiêm túc điều tra cho tôi, người tên Tôn Vệ Quốc đó lạnh lùng nói, trên người đằng đằng sát khí. Lúc này, đám đông ồn ào mới yên tĩnh trở lại. Bây giờ, bọn họ mới phản ứng lại, đối phương là người của chiến khu Tu Hà. Đối đầu với người ta rõ ràng là tự tìm đường chết. Khuôn mặt của Khương Mỹ Nghiên trở nên vô cùng khó coi, cô ta nắm lấy cánh tay của Ngô Khoan Nghiệp, lo lắng dậm chân, Ngô thiếu gia, bây giờ phải làm sao? Nếu như không lấy được sự hợp tác lần này, chúng ta sẽ tổn thất mấy chục triệu. Ngô Khoan Nghiệp lau mồ hôi lạnh trên trán, cắn chặt răng đi về phía trước, lấy danh thiếp của mình ra, nở nụ cười nịnh bợ, nói, xin chào, giám đốc Tôn, tôi là thiếu gia của tập đoàn Ngô Thị, Ngô Khoan Nghiệp. Bố của tôi là Ngô Khởi Long, ông ấy có quen biết với thiếu tá Hàn, có thể nể mặt tôi một chút, cho tôi vào gặp thiếu tá Hàn được không? Đúng đúng đúng, bạn trai tôi là thiếu gia của chủ tịch tập đoàn Ngô Thị đó, Khương Mỹ Nghiên vội vàng nói thêm. Tuy nhiên, Tôn Vệ Quốc lạnh lùng liếc nhìn tấm danh thiếp của Ngô Nghiệp Khoan, thẳng tay xé nát nó rồi lạnh lùng hét lên, cậu coi thiếu tá Hàn là người như thế nào? Điều thiếu tá Hàn chú trọng nhất đó là công chính, công bằng, liêm minh. Cậu lại dám đi cửa sau. Người đâu, đánh cậu ta cho tôi. Á, không không không, không phải, tôi không có. Ngô Khoan Nghiệp hoảng sợ, bị một người lính đạp ngã xuống đất, sau đó không ngừng đá mạnh vào người. Tha mạng cho tôi sai rồi, tôi không dám nữa, tôi không biếu xén quả cáp cũng không đi cửa sau nữa. Cầu xin ông, tha cho tôi với. Ngô Khoan Nghiệp khóc cạn cả nước mắt, bò trên đất, tha thiết cầu xin lòng thương xót. Việc này cũng khiến cho Khương Mỹ Nghiên kinh hãi, hai chân run lẩy bẩy đứng ở một bên, không biết nên làm gì. Đúng lúc này, Tôn Vệ Quốc nói tiếp, bây giờ ai không mang quà thì bước lên phía trước. Tiêu Chính Văn vỗ vai Khương Vi Nhan, người đã sững sờ một hồi lâu, nói, em đi đi. Hả, em sao, em có thể thật sao? Em hơi sợ, Khương Vi Nhan đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chương 31, quá quát. Lúc này, Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đã quay về trong xe, trên đường đi, Khương Vi Nhan hoảng hốt, sắc mặt lo lắng, liên tục nói, Tiêu Chính Văn, làm thế nào bây giờ? Bọn họ sẽ không hận chúng ta chứ? Những điều kiện mà anh vừa nói thật quá đáng sợ, em lo rằng ông nội sẽ không bao giờ chịu nhận người cháu gái này nữa. Càng nói, cảm xúc của Khương Vi Nhan càng trở nên bất ổn. Tiêu Chính Văn siết chặt bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, an ủi, em cứ yên tâm, bọn họ nhất định sẽ đến cầu xin em quay về. Bởi vì dự án này đối với nhà họ Khương là cơ hội nghìn năm có một. Nếu như ông nội muốn nhà họ Khương đạt được vị trí cao hơn, muốn nhà họ Khương tiếp tục phát triển, nhất định sẽ đến cầu xin em quay về. Nhưng mà, ông nội lớn tuổi như vậy, bảo ông đến cầu xin em cũng không nỡ, em sợ, Khương Vi Nhan vẫn luôn rất tốt bụng, đến lúc này rồi cô vẫn luôn suy nghĩ cho Khương Thái Sương. Vi Nhan, lẽ nào em muốn cả đời này bị nhà họ Khương coi thường sao? Không phải em nói vẫn luôn muốn quay về nhà họ Khương sao, Tiêu Chính Văn hỏi. Nhưng mà, Khương Vi Nhan do dự, sắc mặt bối rối. Tin anh nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Chính Văn nói. Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, sau đó nặng nề gật đầu, vâng, em nghe lời anh. Vừa nói, bàn tay nhỏ bé của cô vô thức nắm chặt bàn tay to lớn của Tiêu Chính Văn. Đúng rồi, sao anh biết chuyện thiếu tá Hàn không thích việc tặng quà cáp, Khương Vi Nhan chớp đôi mắt to tròn, nghi ngờ hỏi, trong đầu bây giờ chỉ toàn là những chuyện xảy ra ban nãy. Điều này thật quá bất ngờ. Ở đó có rất nhiều thế gia quyền lực và các doanh nghiệp lớn như vậy, nhưng Hàn Lợi Dân lại chọn Khương Vi Nhan cô. Lẽ nào Tiêu Chính Văn có quen biết với người tên Hàn Lợi Dân đó? Đơn giản thôi mà, Hàn Lợi Dân là thủ lĩnh của quân đồn trú Tu Hà, là một quân nhân, là quân nhân thì nhất định phải có kỷ luật sắt đá. Hơn nữa, anh có nghe nói, Hàn Lợi Dân này là người rất uy liêm chính trực, ngay thẳng và công bằng. Đám người đó mang quà cáp đến biếu xén tức là làm nhục Hàn Lợi Dân, nói không chừng vài ngày nữa bọn họ còn bị điều tra đấy, Tiêu Chính Văn giải thích. Khương Vi Nhan vừa nghe vừa gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tiêu Chính Văn thở phào nhẹ nhõm, không phải là anh không muốn nói cho Khương Vi Nhan biết thân phận thật sự của mình,
chỉ là anh lo lắng thân phận hiện tại của mình có thể gây nên những phiền phức không đáng có cho Khương Vi Nhan và Nana. Hơn nữa, anh vẫn chưa báo xong mối thù đẫm máu giữa anh với nhà họ Ninh và tứ đại gia tộc. Trước khi báo thù, Tiêu Chính Văn phải hành động thật cẩn thận. Biệt viện nhà họ Khương. Con cháu nhà họ Khương tụ tập đầy đủ tại phòng khách trong sảnh. Lúc này, sắc mặt Khương Thái Sương u ám lạnh lẽo, nghe Khương Mỹ Nghiên đổ thêm dầu vào lửa. Ông nội, tên Tiêu Chính Văn đó rõ ràng không coi ai ra gì. Anh ta kêu người nhà họ Khương chúng ta rước kiệu đến đón Khương Vi Nhan quay về, còn muốn con dập đầu xin lỗi cô ta, còn nói, Khương Vi Nhan nói đến đây, âm thanh nhỏ dần. Còn gì nữa, nói. Sắc mặt Khương Thái Sương trầm xuống, tức giận đập mạnh chiếc nạng trong tay xuống nền gạch lát đá cẩm thạch màu xanh lục, phát ra tiếng kêu cộp cộp. Anh ta nói, còn muốn ông nội tự mình đi đón, Khương Mỹ Nghiên yếu ớt nói. Khoảnh khắc đó, toàn bộ con cháu nhà họ Khương trong phòng khách như muốn nổ tung. Gì cơ, muốn ông nội đích thân đi đón. Việc này, thật quá đáng mà. Cái thằng nhãi Tiêu Chính Văn này, chẳng qua chỉ là một con chó hoang. Là một kẻ vô dụng đã xuất ngũ lại dám nhúng tay vào chuyện nhà họ Khương chúng ta. Ông à, cháu tuyệt đối không đồng ý. Đúng vậy, đặc biệt là con ả Khương Vi Nhan đó, lại dám ăn cháo đá bát. Đi nghe lời tên Tiêu Chính Văn đó như vậy, uổng công nhà họ Khương chúng ta nuôi nấng cô ta mười mấy năm. Đúng là loại cáo già vô ơn bạc nghĩa. Một đám người phẫn nộ, không ngừng chửi mắng. Vẻ mặt Khương Thái Sương vô cùng u ám. Lạnh lùng nói, được rồi. Đừng ồn ào nữa, học bác, Khương Vi Nhan là con gái con, chuyện này con thay bố đứng ra giải quyết đi. Khương học bác ngồi một bên, có chút do dự, nhưng ông ta chỉ có thể trả lời, vâng. Nhưng Từ Phân vội vàng từ chối, không được đâu, tên Tiêu Chính Văn đó đã nói rồi, muốn bố phải đích thân đi, nhớ bọn con đi không có tác dụng gì thì sao. Khương Văn Kỳ hừ lạnh một tiếng, em dâu. Chẳng lẽ em thật sự muốn bố của chúng ta đích thân đi đón Khương Vi Nhan sao? Nó có tư cách gì mà bảo bố chúng ta ra mặt? Nếu như bố thật sự đi, có khác nào làm mất mặt cả nhà họ Khương chúng ta không? Đúng vậy, Khương Vi Nhan không hiểu chuyện, lẽ nào em cũng không hiểu chuyện sao? Tiết Mai chen vào. Nhưng mà, Từ Phân vẫn muốn nói gì đó, nhưng Khương Thái Sương lạnh lùng nói, đủ rồi. Cứ quyết như vậy đi. Nói xong. Khương Thái Sương đứng dậy, rời khỏi phòng khách. Ba người nhà Khương Văn Kỳ hả hê nói, học bác à, Khương Vi Nhan dù sao cũng là con gái của em, nịnh nọt vài câu là có thể lấy được dự án hợp tác lần này rồi, em sẽ là anh hùng vĩ đại của nhà họ Khương chúng ta. Anh tin em, bố cũng tin em sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu đúng không? Khương học bác cố nặn ra một nụ cười, nói anh, em sẽ cố gắng hết sức. Nói xong. Khương học bác đưa Khương Thần và Từ Phân đi tới Sơn Trang Lãng Nguyệt, nơi ở tạm thời của Khương Vi Nhan. Khi vừa tới cổng Sơn Trang, ba người bị khung cảnh nguy nga lộng lẫy của trang viên này làm cho choáng váng. Đặc biệt là Từ Phân và Khương Thần, khi bước vào Sơn Trang rộng lớn này, bọn họ không ngừng liếc nhìn xung quanh, trong lòng cảm thán không thôi. Học bác, em nói này, sao con nhỏ Khương Vi Nhan lại được ở đây thế? Một Sơn Trang cao cấp như vậy. Ít nhất cũng phải hàng trăm triệu ấy nhỉ, Từ Phân liên tục suýt xoa, ánh mắt của bà ta không thể rời khỏi biệt thự nguy nga tráng lệ này. Khương Thần lấy điện thoại ra, hét lớn, mẹ, đâu chỉ 100 triệu, ở đây có ghi giá, 1 tỷ đấy. Bằng 10 cái biệt viện của nhà họ Khương chúng ta rồi. Gì cơ, 1 tỷ á, mẹ ơi, con nhỏ Khương Vi Nhan này rốt cuộc đã làm gì mà được ở trong sơn trang lớn như vậy, trong lòng Từ Phân kinh ngạc kêu lên. Bà ta và con trai mà được ở trong đây thì sướng biết mấy. Khương học bác không nói gì, ủ rũ đi về phía trước, ba người đi tới trước cửa lớn của biệt thự. Lúc này, Long Nhất bước lên trước, chặn ba người họ lại, lạnh lùng nói các người tới đây làm gì. Khương học bác ngây người, bị khí thế và ánh mắt đáng sợ của Long Nhất dọa mất hồn, lắp bắp nói tôi đến tìm con gái của tôi, con bé tên là Khương Vi Nhan. Long Nhất nghe xong, sắc mặt nghiêm lại, quét mắt nhìn Từ Phân và Khương Thần đang lén lén lút lút, ngó đông nhìn tây ở sau lưng Khương học bác, lại hỏi, người nhà họ Khương. Từ Phân lập tức bước lên trước, cười nói, đúng đúng đúng, tôi là mẹ con bé,
cậu mau bảo con bé ra đây gặp chúng tôi đi. Không ngờ, Long Nhất lạnh lùng hét lớn, xin lỗi. Cô ấy không ở đây. Mấy người đi đi. Không ở đây, sao có thể như vậy được? Con nhỏ chết tiệt ấy cố ý trốn chúng tôi sao? Không được, cậu mau gọi nó ra đây. Một mình lén lút sống ở sơn trang xịn sò như vậy, cũng không biết đường quay về bảo chúng tôi đến ở cùng. Từ Phân lập tức thay đổi sắc mặt, chửi mắng một cách hằn học. Quá quát! Long Nhất gầm lên, sát khí trong mắt tỏa ra khắp nơi. Anh ta giơ tay lên thẳng thừng tát mạnh một cái vào mặt Từ Phân, lạnh lùng nói, dám ở đây la hét ầm ĩ, mấy người muốn chết sao? Chương 32, đi tới sơn trang lãng nguyệt. Anh ta không phải là Tiêu Chính Văn, có thể kìm chế cơn giận. Từ Phân bị cái tát này làm cho choáng váng, ôm chặt lấy gò má đang sưng tấy của mình, sợ hãi trốn sau lưng Khương Học Bác, không dám nói thêm lời nào. Chủ yếu là vì khí tức trên người Long Nhất quá mạnh, anh ta là một sát thủ, chỉ cần một ánh mắt là có thể dọa chết cả một đám người. Lập tức cút ra ngoài, nếu không thì tôi sẽ đích thân ra tay đấy, Long Nhất lạnh lùng nói. Đám người Khương Học Bác sợ đến mức lùi lại vài bước, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Khương Thần bước lên trước khoa tay múa chân, chỉ vào người Long Nhất hét lớn, anh là ai? Chẳng qua chỉ là một con chó canh cổng của Sơn Trang còn dám nói với chúng tôi những lời này. Anh có biết chúng tôi là ai không? Chúng tôi là người nhà họ Khương ở Tu Hà, tôi là Khương Thần, là em trai của Khương Vi Nhan. Anh mau chóng bảo chị ta cút ra đây cho tôi. Long Nhất cười lạnh, sát khí lạnh thấu xương xoẹt qua ánh mắt Long Nhất, anh ta đạp mạnh vào bụng của Khương Thần. Bụp! Cả người Khương Thần cong lại như một con tôm, bay ra ngoài, rơi xuống đất. Cậu ta lăn lộn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. À, đau chết mất, mẹ ơi, thằng chó canh cửa này dám đánh con. Khương Thần cảm giác như mình bị một cái búa đập mạnh vào bụng, bụng đau quằn quại, mặt đỏ như gấc, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Từ Phân hét lên một tiếng, chạy tới đỡ Khương Thần dậy, sau đó mặt đỏ tía tai, tức giận chỉ vào người Long Nhất quát, cậu. Sao cậu lại đánh người chứ? Cậu chỉ là một con chó canh cổng mà thôi. Lại dám to gan lớn mật quát tháo đánh người, bây giờ tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đến bắt cậu. Long Nhất cười lạnh một tiếng, bước lên phía trước, lạnh lùng nói, xem ra, các người không đi đúng không, vậy tôi chỉ có thể đích thân ra tay thôi. Sau đó, những tiếng, binh, bốp, chát, không ngừng vang lên xen lẫn với tiếng la hét của Khương Thần và Từ Phân, hai người này đều bị Long Nhất thẳng tay ném ra ngoài sơn trang như những bao rác. Chỉ riêng Khương Học Bác trầm mặc không nói lời nào đi ra bên ngoài, liếc mắt nhìn Khương Thần và Từ Phân bị ném trên mặt đất, sắc mặt u ám nói thật mất mặt. Mau chóng cùng tôi quay về. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn đang đứng ở tầng 2 của Sơn Trang, nhìn thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra. Phía sau anh, Khương Vi Nhan đang chơi đùa cùng với Nana, hai mẹ con vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Tiêu Chính Văn, anh nói xem. Ông nội và bố mẹ em liệu có đến thật không? Em có hơi lo lắng, dù sao ông nội cũng lớn tuổi như vậy rồi, nếu như bọn họ đến thật, có thể đừng bắt ông nội em xin lỗi được không? Trước đây ông đối xử với em rất tốt, em cũng không muốn ông nội xin lỗi em ở trước mặt nhiều người như thế. Khương Vi Nhan đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, suy nghĩ cho người nhà họ Khương. Người phụ nữ ngốc nghếch này lúc nào cũng nghĩ cho người khác, tại sao lại tốt bụng như vậy? Tiêu Chính Văn xoay người, cười nhạt nói, em yên tâm đi, nhà họ Khương sẽ không bỏ qua cơ hội lấy được dự án hợp tác lần này đâu, chúng ta chỉ cần chờ là được rồi. Vâng, Khương Vi Nhan gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo lắng. Bên trong phòng khách của biệt viện nhà họ Khương, hai mẹ con Từ Phân và Khương Thần đang nước mắt nước mũi giàn giụa kể lại sự đối xử bất công mà bọn họ đã phải chịu ở Sơn Trang Lãng Nguyệt. Hơn nữa, trên người và mặt hai người đều có vết thương, đặc biệt là Khương Thần, giữa đường về còn cố ý đến một phòng khám nhỏ, quấn băng khắp mặt như một cái bánh trưng. Lúc này, bọn họ khóc lóc ầm ĩ, quỳ xuống trước mặt Khương Thái Sương, nói, ông nội, ông nhìn cháu xem, cháu bị người ta đánh thành bộ dạng như thế này rồi. Khương Vi Nhan đó đúng thật là nhẫn tâm, dù sao cháu cũng là em trai của chị ta mà, chị ta lại cho bảo vệ ở cửa đánh đập mẹ con cháu như thế này. Ánh mắt Khương Thái Sương tràn đầy thương xót nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình, tức giận nói, Khương Vi Nhan được lắm. Định làm phản à? Bố,
lần này bố không được mềm lòng đâu đấy. Con bé Khương Vi Nhan này coi thường nhà họ Khương chúng ta, cũng không coi bố ra gì. Chúng con qua đó, không gặp được con bé ấy lại còn bị tên bảo vệ đánh cho thừa sống thiếu chết. Bố nhất định phải làm chủ cho bọn con. Tử Phân khóc nức nở, một người phụ nữ tầm 30-40 tuổi, ăn mặc lộng lẫy, trang điểm tinh tế, lúc khóc khiến cho người ta thật đau xót. Sắc mặt Khương Thái Sương trông rất khó coi, nhìn về phía Khương Học Bác, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Học Bác bất lực thở dài, nói, bố, chúng con chưa gặp được Khương Vi Nhan đã bị người ta đuổi đánh ra ngoài rồi. Sợ rằng, nếu bố không đi thì sẽ không gặp được người. Cộc cộc cộc, chiếc nạng trong tay Khương Thái Sương đập mạnh xuống nền gạch, lão phẫn nộ nói, giỏi, giỏi lắm. Tôi muốn xem, Khương Vi Nhan có phải muốn lão già đầu bạc này đến xin lỗi nó hay không? Nói xong, Khương Thái Sương đứng dậy, dắt người nhà họ Khương xông đến Sơn Trang Lãng Nguyệt. Tin tức này lập tức lan truyền tới toàn bộ biệt viện nhà họ Khương và tập đoàn Khương Thị, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tin tức lớn đây, ông cụ Khương đi gặp Khương Vi Nhan rồi. Nghe nói, ba người nhà Khương Học Bác đến xin lỗi nhưng bị người ta đánh đuổi về. Khương Vi Nhan này lòng dạ độc ác thật sự, đến bố mẹ và em trai của mình mà cũng không chịu gặp. Tôi nghĩ đây nhất định là chủ ý của cái tên Tiêu Chính Văn đó, một con chó hoang còn dám giễu võ dương oai với nhà họ Khương. Đám người nhà họ Khương do Khương Thái Sương dẫn đầu hùng hùng hổ hổ xông đến cửa chính của Sơn Trang Lãng Nguyệt. Khi bọn họ bước xuống xe, nhìn thấy Sơn Trang Lãng Nguyệt nguy nga tráng lệ này, tất cả đều choáng váng. Trời ơi, con ả chết tiệt Khương Vi Nhan sống ở đây ư? Mẹ kiếp, Sơn Trang này bằng 10 cái nhà họ Khương chúng ta, cô ta được đại gia nào bao nuôi rồi? Cái này, không phải là tài sản của tên Tiêu Chính Văn đó đấy chứ? Lẽ nào năm đó nhà họ Tiêu còn để lại một phần tài sản sao? Đám người nhà họ Khương không ngừng bàn tán xôn xao. Khương Thái Sương liếc nhìn Sơn Trang Lãng Nguyệt khổng lồ trước mắt, trong lòng đột nhiên hững mất một nhịp. Khương Mỹ Nghiên đứng bên cạnh Khương Thái Sương, trong ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy sự ghen tị và đố kỵ, cô ta cắn chặt đôi môi đỏ mọng, lớn tiếng chửi bới, Khương Vi Nhan, mày được lắm. Rõ ràng là sống ở một nơi tốt như thế này những lúc nào cũng bày ra bộ dạng tội nghiệp đáng thương. Đúng là con quỷ cái. Trong lòng cô ta vô cùng ghen tị, nếu như mình được sống ở đây thì tốt biết bao. Khương Văn Kỳ và Tiết Mai nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sát khí. Mau đi nói cho Khương Vi Nhan biết, nhà họ Khương chúng tôi tới rồi, bảo cô ta ra đây đón tiếp. Khương Mỹ Nghiên ngạo nghễ chạy tới nói với bảo vệ ở cổng, không có một chút thái độ nào của người đến nhận lỗi. Bảo vệ nhanh chóng thông báo cho phía bên trong Sơn Trang, sau đó trả lời, mấy người đợi một chút, cô Khương không ở đây, cô ấy với anh Tiêu đi dạo phố rồi. Cái gì, bọn họ đi dạo phố rồi, mẹ nó chứ. Khương Mỹ Nghiên tức xì khói đầu, quay sang nói với Khương Thái Sương, ông nội, ông xem, bọn chúng như vậy là có ý gì? Rõ ràng là muốn làm nhục chúng ta mà. Đúng vậy, ông nội, chúng ta quay về đi, hà cớ gì phải ở đây chịu nhục như vậy. Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn này thật sự quá kiêu căng ngạo mạn rồi. Tuy nhiên, sắc mặt Khương Thái Sương trùng xuống, tay cầm nạng, chỉ nói một câu, chúng ta đợi. Bây giờ ông cụ đã lên tiếng rồi, hơn 20 người nhà họ Khương chỉ có thể âm thầm đứng đợi ở cửa. Trong những chiếc xe đi qua đoạn đường này thi thoảng có người lại tò mò thò đầu ra hóng. Thậm chí có người còn nhận ra đám người Khương Thái Sương, trong tích tắc, những bức ảnh chụp bọn họ đã được lan truyền khắp giới thế gia ở Tu Hà, ngay lập tức gây lên một trận sóng to gió lớn. Sau khi đợi nửa tiếng dưới trời nắng chang chang, người nhà họ Khương thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại. Hiện tại là thời tiết tháng 5, trời dần trở nên oi bức. Một số người được cưng chiều từ bé, ví dụ như Khương Thần và Khương Mỹ Nghiên đã sắp không đứng vững được nữa. Cúi người, khuỵu đầu gối xuống, vẻ mặt đầy tức giận. Đến Khương Thái Sương cũng bị phơi nắng đến mức khó thở, cuối cùng nhờ có người hầu tới dìu ngồi xuống bên cạnh bồn hoa tiếp tục chờ đợi. Cũng vào chính lúc này, Tiêu Chính Văn đang ôm Nana, cầm bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, cười nói vui vẻ, từ từ bước đến. À, Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn, chúng mày cuối cùng cũng quay lại rồi. Chúng mày dám để bọn tao chờ lâu như vậy.
có phải muốn cố ý trả đũa không? Mày nhìn đi, ông nội đã kiệt sức như thế này rồi. Mày đúng là loại độc ác. Khương Mỹ Nghiên ngay lập tức trở nên kích động, chỉ vào người Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn chửi bới. Sau đó tất cả mọi người trong nhà họ Khương cũng hùa theo mắng nhiếc. Thật quá quát, ông cụ đã đích thân đến đây mà cô ta còn có tâm trạng đi dạo phố. Nếu như lần này ông cụ xảy ra chuyện gì, cô ta có gánh nổi trách nhiệm không? Dù sao cũng được nhà họ Khương nuôi dưỡng khôn lớn, thế mà bây giờ lại vong ân bội nghĩa như vậy. Khương Vi Nhan không quan tâm người khác nói gì, lúc này nhìn thấy sắc mặt Khương Thái Sương rất tệ, đang ngồi bên bồn hoa thở hổn hển, trong lòng đột nhiên đau nhói, vội vàng chạy tới, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Khương Thái Sương, ông nội, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu không biết là mọi người đến thật. Xoẹt. Khương Mỹ Nghiên thẳng tay xé rách chiếc khăn giấy mà Khương Vi Nhan đưa cho, nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng nói, đừng có ở đây giả vờ giả vịt nữa. Ông nội vì mày mà suýt bị say nắng, con ả chết tiệt này. Nói xong, Khương Mỹ Nghiên hùng hổ định tát cô một cái. Cái tát này dọa Khương Vi Nhan sợ tới mức đứng ngây như phỗng ở đó, căn bản không thể né được, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt theo bản năng. Chương 33, quay về nhà họ Khương. Tuy nhiên, cái tát của Khương Mỹ Nghiên bị Tiêu Chính Văn giữ chặt lại trong không trung. Cô muốn chết sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến người nghe rợn tóc gáy. Tiêu Chính Văn, ở đây không có chuyện của anh cút ra cho tôi, Khương Mỹ Nghiên không phải là người dễ tính, lập tức phẫn nộ chửi bới. Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, một luồng sát khí mạnh mẽ trào dâng trong cơ thể. Anh như vậy khiến cho Khương Mỹ Nghiên sợ hãi đến mức vội vàng lùi về sau, dùng mình nói anh muốn làm gì. Ngay khi Tiêu Chính Văn đang định ra tay dạy cho Khương Mỹ Nghiên không biết trời cao đất dày này một bài học, Khương Vi Nhan vội vàng kéo anh lại, lắc đầu nói, Tiêu Chính Văn, đừng mà, anh đã đồng ý với em rồi, đừng kích động. Tiêu Chính Văn nghe xong, thở dài bất lực, buông hai tay ra. Khương Mỹ Nghiên thoát nạn, vội vàng núp sau lưng Khương Thái Sương, cô ta xoa cổ tay bị bóp chặt đến mức nổi hết gân xanh lên, khóc lóc nói, ông nội, ông nhìn xem. Khương Vi Nhan cô ta càng lúc càng không coi cháu ra gì rồi. Khương Vi Nhan cũng không ngừng cúi người, xin lỗi, ông nội, cháu xin lỗi, để ông đợi lâu rồi. Hừ, Khương Thái Sương hừ lạnh một tiếng, nói, Khương Vi Nhan, tôi đã đích thân đến đây, dự án hợp tác với tập đoàn Lợi Dân, nhà họ Khương tôi nhất định phải lấy bằng được. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt cầu cứu, nói Tiêu Chính Văn, em cũng không hiểu mấy cái này. Hay là đưa ông nội đi được không? Ông nội đã đích thân đến đây rồi. Khương Vi Nhan vẫn luôn suy nghĩ cho Khương Thái Sương, cho nhà họ Khương. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại nói, đưa mấy người cũng được thôi, nhưng điều kiện trao đổi không thể thay đổi. Nghe thấy vậy, sắc mặt Khương Thái Sương trùng xuống, lông mày cau lại. Khương Mỹ Nghiên nghe thấy câu này lập tức nhảy dựng lên, hét lớn, đừng có nằm mơ. Cho bọn mày về nhà đã là giới hạn cuối cùng của nhà họ Khương chúng tao rồi. Những điều kiện khác tuyệt đối không được. Vậy được, Vi Nhan, chúng ta đi thôi. Tiêu Chính Văn lập tức nắm lấy tay Khương Vi Nhan, xoay người rời đi. Việc này khiến Khương Thái Sương lo lắng vô cùng, lập tức hét lên, Khương Mỹ Nghiên, quỳ xuống xin lỗi ngay. Hả, ông nội, cháu không đâu, cháu sẽ không xin lỗi con đàn bà chết tiệt này. Khương Mỹ Nghiên lo lắng dậm chân. Vẻ mặt vô cùng đau khổ. Cháu không xin lỗi thì cút ra khỏi nhà họ Khương, Khương Thái Sương cũng rất phiền não, nhà họ Khương của lão nhất định phải lấy được dự án hợp tác này, dù lớn hay nhỏ thì đây cũng là sự hợp tác với tập đoàn Lợi Dân. Đứng sau tập đoàn Lợi Dân chính là sở trưởng của sở chỉ huy quân đội Thu Hà, Hàn Lợi Dân. Đối với nhà họ Khương đây là cơ hội ngàn năm có một. Khương Mỹ Nghiên không cam lòng, cay đắng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Sau đó trước mặt tất cả mọi người, bất đắc dĩ quỳ gối xuống trước mặt Khương Vi Nhan, lạnh lùng nói, em họ Khương Vi Nhan, chị xin lỗi, trước đây là do chị sai, cầu xin em thứ lỗi cho chị, đưa dự án hợp tác này cho nhà họ Khương đi. Khương Vi Nhan làm sao chịu được, vội vàng bước lên trước đỡ Khương Mỹ Nghiên dậy, nói chị mau đứng lên đi, em đồng ý với chị. Khương Mỹ Nghiên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy hất tay Khương Vi Nhan ra, không nói gì. Lùi sang một bên, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm cô.
Gia đình ba người Khương Thần vẫn luôn trốn trong đám đông vì sợ bị Tiêu Chính Văn nhìn thấy. Bọn họ cứ nghĩ rằng sự việc như vậy là sắp kết thúc rồi, tuy nhiên Tiêu Chính Văn đột nhiên chỉ tay vào người bọn họ, nói còn có ba người bọn họ nữa. Từ Phân suýt nữa thì ngất xỉu. Nếu như phải ở trước mặt tất cả mọi người nhà họ Khương xin lỗi con ả chết tiệt đó thì thật sự quá xấu hổ. Sau này bà ta làm còn mặt mũi nào xuất hiện trong nhà họ Khương nữa. Bố, bố không thể, Từ Phân đang định nói, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Khương Thái Sương quét qua người bà ta khiến bà ta run lên bần bật. Khương Vi Nhan cũng vội vàng kéo cánh tay Tiêu Chính Văn, lo lắng nói, Tiêu Chính Văn, không cần làm ầm ĩ lên nữa, dù sao bọn họ cũng là bố mẹ em. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn nói, nếu như em muốn quay về nhà họ Khương mà không bị bắt nạt thì em phải chấp nhận. Đây là hình phạt thích đáng cho bọn họ. Em đừng quên, trước đây bọn họ đối xử với em và Nana như thế nào. Nghe thấy điều này, Khương Vi Nhan im lặng không nói. Từ Phân bất lực, vội vàng cười nịnh nọt, nói, con gái à, xin lỗi con, mẹ sai rồi, con tha lỗi cho mẹ nhé. Chị, em xin lỗi. Trước đây là do người em trai này mà u muội, em bảo đảm, sau này em sẽ coi chị như chị ruột của mình, Khương Thần vội vàng cười lấp liếm, vẻ mặt như thái giám thời cổ đại. Khương Vi Nhan vội vàng đồng ý, nói, mẹ, Khương Thần, không cần xin lỗi, con không sao, con tha thứ cho hai người. Chỉ còn duy nhất một mình Khương Học Bác, ông ta thở dài một hơi, cắn răng nói, Vi Nhan, bố xin lỗi con. Nghe thấy câu này, Khương Vi Nhan không kìm được cảm xúc, che miệng bật khóc nức nở, lao vào lòng của Khương Học Bác, nói, bố, Vi Nhan xin lỗi bố, Vi Nhan khiến bố thất vọng rồi, hu hu hu, Vi Nhan nhớ bố lắm, nhớ bố lắm. Hai mắt Khương Học Bác đỏ hoe, nước mắt tuôn ra ở khóe mắt, dù sao Vi Nhan cũng là con gái ruột của ông ta, người làm bố này có thể không thương xót được sao? Chỉ là ở nhà họ Khương, ông ta cũng lực bất tòng tâm. Trong gia đình lại có con sư tử Hà Đông như Từ Phân, Khương Học Bác chỉ có thể chôn giấu tất cả cảm xúc vào trong lòng. Lúc này Từ Phân nhìn thấy Khương Học Bác và Khương Vi Nhan đang ôm nhau, khóe miệng bà ta khẽ nhếch lên, trong lòng sớm đã nghĩ ra một kế hoạch độc ác để đối phó với Khương Vi Nhan rồi. Bà ta tuyệt đối sẽ không để Khương Vi Nhan sống yên ổn. Càng không thể để Khương Vi Nhan uy hiếp đến địa vị của con trai mình trong nhà họ Khương được. Sau một hồi xin lỗi, nhà họ Khương cuối cùng cũng chuẩn bị đón Khương Vi Nhan và Nana quay về nhà. Đúng lúc này, Từ Phân bất ngờ hỏi, Vi Nhan, sơn trang này là của ai vậy? Lời này vừa dứt đã lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ người nhà họ Khương, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Khương Vi Nhan cười giải thích, à, Tiêu Chính Văn nói, đây là của bạn anh ấy, bọn con ở tạm vài ngày. Bạn anh ta á? Một thằng chó hoang như anh ta làm gì có bạn chứ, Từ Phân nghi ngờ hỏi. Khi những người khác của nhà họ Khương nghe thấy từ, ở tạm, bọn họ lập tức mất hứng, lần lượt lên xe rời đi. Đồng thời, bọn họ cũng biết, Khương Vi Nhan vẫn là người không có gì trong tay, còn Tiêu Chính Văn chỉ là một kẻ ăn mày vừa xuất ngũ. Một gia đình ba người như vậy, cho dù để bọn họ quay về nhà họ Khương, cũng chẳng thể hô mưa gọi gió được, chẳng có gì đáng sợ cả. Không đợi Khương Vi Nhan giải thích, Từ Phân lập tức xoay người rời đi, giống như chỉ cần ở đây thêm một chút nữa, bầu không khí sẽ bốc mùi tanh tưởi. Khương Thần cụt hứng, lẩm bẩm nói, xí, còn tưởng là đại gia ngầm, ai dè chỉ là cáo mượn oai hùng. Nói xong, cậu ta cũng xoay người rời đi, hoàn toàn không còn thái độ thừa nhận lỗi lầm trước đó. Nhìn thấy người nhà họ Khương loáng cái đã đi hết, Khương Vi Nhan cảm thấy rất thất vọng. Cô bất lực nhìn Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, có phải em dễ mềm lòng quá không? Tiêu Chính Văn cười, vòng tay ôm lấy bờ vai yếu ớt của Khương Vi Nhan, nói chính vì vậy nên anh mới thích em đấy. Đừng nghĩ nhiều nữa, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta cùng nhau trở về nhà họ Khương. Khương Vi Nhan gật đầu lia lịa, cô đã đợi ngày này rất lâu rồi, tâm trạng cô vô cùng phấn khích, khuôn mặt tươi cười cả ngày. Lúc bọn họ lái xe đến trước cửa biệt viện nhà họ Khương, không có ai đứng ở trước cửa chào đón, Khương Vi Nhan có chút thất vọng, nhưng cô vẫn rất vui, kéo Tiêu Chính Văn xuống, cao hứng nói em dắt anh đi tham quan một vòng nhà của em nhé. Sau đó, Khương Vi Nhan giống như một chú chim sơn ca vui vẻ, đưa Tiêu Chính Văn đi dạo quanh toàn bộ biệt viện của nhà họ Khương,
có rất nhiều chỗ Khương Vi Nhan đã quên mất rồi, cách bài trí cũng đã thay đổi rất nhiều. Tiêu Chính Văn bế Nana đi cả đoạn đường, nở nụ cười trên môi nhìn Khương Vi Nhan đang vui vẻ tung tăng dưới ánh nắng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như vậy trên khuôn mặt Khương Vi Nhan suốt những ngày qua. Buổi tối, ở phòng khách nhà họ Khương, bữa tối bắt đầu. Tối nay tất cả con cháu trực hệ của nhà họ Khương đều đến tham gia bữa tiệc này, ngồi chật kín cả cái bàn lớn. Khi họ nhìn thấy Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đang bế Nana bước vào phòng khách, khuôn mặt của bọn họ tràn đầy biểu cảm chán ghét và khinh thường. Bọn họ còn có mặt mũi đến tham gia bữa tiệc tối của dòng tộc cơ đấy. Ha ha, thật sự cho rằng mình bước chân được vào nhà họ Khương thì đã trở thành người nhà họ Khương rồi. Cũng không xem mình là cái thứ gì. Xuyệt, nói bé thôi, Tiêu Chính Văn đó là một kẻ rất liều lĩnh đấy. Khương Mỹ Nghiên và Khương Thần đều bị anh ta đánh rồi đấy. Trước sự giễu cợt của mọi người, Khương Mỹ Nhan và Tiêu Chính Văn chỉ có thể bế Nana đi đến một chiếc bàn nhỏ ở trong góc. Chương 34, sao mình không có ấn tượng gì hết nhỉ? Cái bàn nhỏ này đương nhiên là do Khương Mỹ Nghiên cố ý sắp xếp, để làm nhục bọn họ ở trước mặt tất cả mọi người. Điều này đồng nghĩa với việc dù cho mấy người có bước chân được vào nhà họ Khương nhưng cũng chỉ xứng ngồi trong góc mà thôi. Tiêu Chính Văn không quan tâm, ngược lại Khương Vi Nhan lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy áy náy. Nhỏ giọng nói, Tiêu Chính Văn, xin lỗi anh, hại anh phải ngồi cùng với em, còn phải chịu sự khinh bỉ và mắng mỏ của bọn họ. Tiêu Chính Văn mỉm cười, vỗ vào bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, nói, không sao đâu, có em ở bên cạnh là được rồi. Bố ơi, con muốn ăn cái đó, Nana ngồi bên cạnh Tiêu Chính Văn, ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh chỉ vào món ăn nhẹ trên bàn, lộ ra ánh mắt háo hức. Sau vài ngày được ba thần y liên tục điều trị, đôi mắt của Nana đã hồi phục được 7-8 phần, nhưng trên mắt vẫn được bao phủ bởi một lớp gạc mỏng màu đen. Được, bố lấy cho con, Tiêu Chính Văn vuốt ve cái đầu nhỏ xinh của Nana. Tuy nhiên, Khương Mỹ Nghiên đột nhiên đi tới, hất món bữa ăn nhẹ xuống dưới đất, nói với con chó đang đứng ở cửa Kiki. Mày ăn đi, có một số người, cũng không tự xem lại xem bản thân là cái thá gì, có xứng được ăn điểm tâm ngon như thế này không? Nhà họ Khương chúng ta thả cho chó ăn còn hơn để cho loại con hoang này ăn. Nói xong, Khương Mỹ Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người, bước trên đôi giày cao gót quay trở về vị trí của mình. Ánh mắt đó vô cùng kiêu ngạo. Người nhà họ Khương ở xung quanh đều bày ra bộ dạng xem trò vui, chỉ trò trò, cười mỉa mai. Ha ha, cái đồ con hoang, được ngồi ăn ở đây đã là phúc lắm rồi. Cũng không xem lại mình xem bản thân là cái gì. Thật sự cho rằng quay về nhà họ Khương là trở thành người của nhà họ Khương rồi à? Thằng chó khốn nạn, con đàn bà chết tiệt và một đứa con hoang vừa đúng một gia đình hoàn hảo, ha ha ha. Nghe thấy những lời này, Tiêu Chính Văn bừng lên ngọn lửa tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nếu như không phải vì hứa với Khương Vi Nhan rằng khi quay về nhà họ Khương tuyệt đối sẽ không gây chuyện, Tiêu Chính Văn đã sớm ra tay đánh cho người nhà họ Khương một trận như tử rồi. Anh phải khiến cho tất cả bọn họ phải quỳ rạp trên đất xin lỗi Nana. Nana vẫn ngồi ở đó, đôi môi nhỏ nhắn chu lên, đôi mắt to đầy nước mắt, vùi đầu vào lòng Khương Vi Nhan, òa khóc, mẹ ơi, Nana chỉ muốn ăn bánh kem thôi mà, hu hu hu. Khương Vi Nhan lòng đau như cắt, không ngừng an ủi Nana, Nana đừng khóc nữa, lát nữa mẹ đi mua cho Nana nhé. Tiêu Chính Văn cau mày, rốt cuộc vẫn không thể kìm được lửa giận trong lòng. Anh đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Khương Mỹ Nghiên, hét lớn, cô, lập tức xin lỗi Nana ngay. Khương Mỹ Nghiên nghe thấy vậy, cười lạnh hai tiếng, lông mày khẽ nhíu lại, kiêu ngạo nói, anh bảo tôi xin lỗi đứa con hoàng ấy á. Tiêu Chính Văn, anh đang nằm mơ à? Các người có thể ngồi ở đây ăn cơm cùng với chúng tôi đó đã là sự khoan dung lớn nhất của tôi rồi. Nếu anh ngoan ngoãn ngồi đó ăn uống thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Còn nếu như anh muốn giễu võ dương oai ở đây thì xin lỗi, đây là nhà họ Khương. Không phải là nhà họ Tiêu của anh. Ồ đúng rồi, nhà họ Tiêu của anh đã bị diệt vong cách đây 5 năm rồi, anh chỉ là một con chó hoang đáng thương mà thôi, ha ha ha. Nói xong những lời này, Khương Mỹ Nghiên ngửa mặt cười ha ha không ngừng, người nhà họ Khương ở xung quanh cũng cười hùa theo, tràn đầy khinh bỉ và coi thường. Phẫn nộ,
Những lời này của Khương Mỹ Nghiên đã hoàn toàn chọc giận Tiêu Chính Văn. Bộp! Tiêu Chính Văn tiến lên một bước, luồng sát khí và lửa giận trào dâng trên người Tiêu Chính Văn. Luồng sát khí này khiến tất cả người nhà họ Khương ở trong phòng khách đều ngây ra tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, như có ai vươn tay ra bóp nghẹt cổ họng bọn họ, không cách nào thở được, không thể nào nói được. Càng đáng sợ hơn là lúc Tiêu Chính Văn bước đến, bọn họ dường như đã nhìn thấy khung cảnh đổ máu. Tiêu Chính Văn ở trước mắt bọn họ giống như một sát thần. Khương Mỹ Nghiên hoảng sợ hét lên, toàn thân run rẩy, nhìn Tiêu Chính Văn đang đi về phía mình, cô ta lắp bắp hét lên, anh muốn làm gì? Khương Vi Nhan, cô quản chặt chồng cô vào, anh ta muốn làm gì? Giết người sao? Tiêu Chính Văn, đừng mà. Khương Vi Nhan nghe thấy tiếng hét, cô nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng lạnh lẽo của Tiêu Chính Văn, như thể vừa bước ra từ một biển máu vô tận. Cô vội vàng xông lên, túm lấy Tiêu Chính Văn, nói, anh đã hứa với em rồi mà, đứng tức giận, đừng mà. Tiêu Chính Văn ngây người, cảm nhận được trên cánh tay có lực cản, quay đầu nhìn về phía Khương Vi Nhan, phát hiện hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt đầm đìa. Khoảnh khắc đó, sát khí lạnh lẽo trên người Tiêu Chính Văn cũng tiêu tan hết, sau đó nhíu mày quay lại nhìn Khương Mỹ Nghiên, nói, xin lỗi Nana. Khương Mỹ Nghiên khó khăn lắm mới hoàn hồn lại được, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn, theo bản năng thì thào, xin lỗi. Không phải với tôi, mà là xin lỗi con gái của tôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Khương Mỹ Nghiên tức xì khói đầu, lập tức đứng dậy, nói Tiêu Chính Văn. Anh đừng có được nước lấn tới. Đây là nhà họ Khương, anh còn chẳng phải cháu rể của nhà họ Khương tôi, anh dựa vào đâu mà đòi tôi làm cái này cái kia. Bụp! Ông cụ Khương tức giận, đập mạnh xuống bàn, hét lớn, xin lỗi Nana. Khương Mỹ Nghiên nghe xong, ấm ức nhìn về phía Khương Thái Sương, nói, ông nội, vì sao ông lại giúp thằng chó khốn nạn và đứa con hoang này của Khương Vi Nhan, cháu mới là cháu gái của ông mà, cháu không? Khương Văn Kỳ và Tiết Mai nói, bố, bảo Khương Mỹ Nghiên xin lỗi đứa con hoang đó có phải hơi quá đáng rồi không? Đúng vậy, bố à, Khương Mỹ Nghiên dù sao cũng là con gái của con, bảo nó xin lỗi cái đứa không có thân phận gì như vậy thì mất mặt lắm. Tuy nhiên, sắc mặt Khương Thái Sương u ám, vẫn nói câu đó, lập tức xin lỗi Nana. Không phải cháu là cháu gái của ông thì ông sẽ nhắm mắt cho qua đâu. Chuyện này là do cháu không đúng. Nếu như truyền ra ngoài người ta lại nghĩ rằng nhà chúng ta không có bản lĩnh, đi ăn hiếp một đứa trẻ con. Khương Mỹ Nghiên rậm chân, bĩu môi, vẻ mặt rất không tình nguyện. Khương Văn Kỳ và Tiết Mai cũng không có cách nào khác, chỉ đành khuyên nhủ thêm vài câu, sau đó Khương Mỹ Nghiên mới đứng từ xa xin lỗi Nana đang vùi đầu vào trong lòng mẹ, xin lỗi. Nana quay đầu không thèm quay đầu nhìn cô ta, ngây ngô nói, cháu chẳng thèm bác xin lỗi. Bác là người phụ nữ xấu. Người phụ nữ xấu. Lời nói ngây thơ của trẻ con nhưng khiến Khương Mỹ Nghiên tức giận đùng đùng, mặt mày xanh mét. Sau đó, Khương Thái Sương nhìn về phía Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, trầm giọng hỏi, tôi xử lý như vậy hai người đã hài lòng chưa? Tiêu Chính Văn gật đầu rồi kéo Khương Vi Nhan ngồi xuống. Đúng lúc này, một người đàn ông đẹp trai anh Tuấn đột nhiên bước vào cửa, cậu ta mặc một bộ vest màu xanh nước biển. Trên tay cầm một hộp quà, đó là cậu chủ của tập đoàn Ngô Thị, Ngô Khoan Nghiệp. Ông cụ Khương, các vị, rất xin lỗi, cháu đến muộn mất rồi, bận chút việc nên giờ mới đến được, Ngô Khoan Nghiệp nở nụ cười tươi rói ngồi xuống ghế. Thiếu gia Ngô đến nhà họ Khương dùng bữa đã là vinh hạnh của cả gia đình tôi rồi, Khương Thái Sương cười nói. Những người khác của nhà họ Khương cũng tấm tắc khen ngợi vài câu. Ha ha ha. Con rể tương lai của tôi bận trăm công nghìn việc, nhất định là lại phải đi tiếp vài vị khách quan trọng rồi đúng không? Khương Văn Kỳ cười, ông ta rất hài lòng về chàng rể tương lai này. Ngô Khoan Nghiệp cũng cười khẽ, căn bản không để ý đến sắc mặt của Khương Mỹ Nghiên đang vô cùng khó coi và còn đang không ngừng nháy mắt với cậu ta. Cậu ta cao hứng và tự hào nói, bố vợ tương lai nói rất đúng, hôm nay Tu Hà quả đúng là đã xảy ra một chuyện lớn. Ồ! Chuyện lớn gì vậy? Nói nghe xem nào, rất nhiều người cảm thấy hứng thú, háo hức nhìn Ngô Khoan Nghiệp. Ngô Khoan Nghiệp cố ý nhấp một ngụm trà, sau đó mới lãnh đạm nói, tối mai tại sở chỉ huy quân đội Tu Hà sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng.
bữa tiệc dành cho những thế gia và doanh nghiệp hợp tác với tập đoàn Lợi Dân lần này. Hơn nữa, tôi nghe nói, bữa tiệc lần này, còn có một khách mời nặng ký tham gia. Tin này đang được lan truyền khắp giới thượng lưu ở Tu Hà rồi. Cái gì, bữa tiệc của sở chỉ huy quân đội Tu Hà sao, còn có nhân vật nặng ký tham gia nữa, là ai vậy nhỉ? Đúng vậy, Ngô Thiếu Gia, anh đừng úp mở nữa, rốt cuộc là nhân vật lớn nào vậy? Nghe nói nhân vật tầm cỡ này là vị vua Bắc Lương mới được Thi Sơn phong chức gần đây. Vị chủ soái của Bắc Lương cai trị hơn 300.000 binh sĩ Bắc Lương. Thế nào, có phải một khách mời siêu tầm cỡ không? Ngô Khoan Nghiệp nói xong, hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy tự hào. Như thể cậu ta biết được tin tức đó đã là một vinh dự vô cùng lớn rồi. Những người còn lại của nhà họ Khương sau khi nghe xong câu này đều kinh ngạc trợn trừng hai mắt, hít thở cũng khó khăn. Ngay cả Khương Thái Sương, ông lão đã sống hơn 70 năm cuộc đời rồi nhưng lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Chủ soái Bắc Lương chỉ mới 20 năm tuổi nhưng là nhân vật đỉnh cao của Hoa Quốc, là anh hùng lớn trong tâm trí tất cả mọi người, là một tượng đài, là một sự tồn tại vĩnh viễn không thể nào vượt qua được. Người như vậy, chỉ có thể ngước nhìn. Chủ soái Bắc Lương. Trời ơi, đó là nhân vật thần thông quảng đại đấy. Anh ấy lại đến Tu Hà sao? Trước sự ngạc nhiên của cả đám người, Ngô Khoan Nghiệp cười tự hào, nói, đúng vậy, tình cờ là nhà chúng tôi có chút quan hệ với vị chủ soái Bắc Lương này, trước đây bố tôi dắt tôi đi Long Kinh từng ăn chung bàn với vị vua Bắc Lương này. Trời ơi, thiếu gia Ngô, anh từng được dùng bữa cùng vua Bắc Lương sao? Đỉnh đỉnh đỉnh, đây mới là con rể tương lai của nhà họ Khương chúng ta chứ. Ngô thiếu gia, chúng tôi kính cậu một ly. Lúc này, mọi người trong nhà họ Khương nhìn Ngô Khoan Nghiệp bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, không ngừng nâng ly mời rượu. Khương Thái Sương cười không ngậm miệng lại được. Khương Văn Kỳ và Tiết Mai càng thêm yêu quý chàng rể tương lai này. Chỉ có duy nhất gia đình ba người nhà Khương Học Bác có biểu cảm vô cùng khó coi. Đây là con rể của nhà người ta, nhìn Tiêu Chính Văn đang ôm Nana, chẳng khác gì một đống rác rưởi. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi. Sao cậu không bội thực mà chết đi, Từ Phân tức giận, chỉ vào Tiêu Chính Văn mắng chửi một câu. Khương Vi Nhan cũng xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng cô tin Tiêu Chính Văn là một thỏi vàng, sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng. Tiêu Chính Văn không định đáp lại, nhưng lúc này không khỏi tự hỏi bản thân, mình ăn cơm với tên Ngô Thiếu Gia đó ở Long Kinh lúc nào. Sao mình không có ấn tượng gì hết nhỉ? Chương 35, tặng một xe. Âm thanh bàn tán xôn xao khi nãy đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người đều ngơ ngác và hoang mang nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang bế Nana ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong một góc. Anh có ý gì? Ngô Khoan Nghiệp lập tức tức giận, sắc mặt trùng xuống. Tên Tiêu Chính Văn này, chuyện lần trước anh ta đánh mình vẫn còn chưa đi tìm anh ta tính sổ. Vậy mà bây giờ dám nhảy ra giành spotlight của mình. Những người khác trong nhà họ Khương cũng phản ứng lại, hùa theo chỉ trích. Tiêu Chính Văn, cậu là cái thá gì? Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện à? Mau xin lỗi thiếu gia Ngô đi. Thiếu gia Ngô có quen biết với vua Bắc Lương đấy. Nếu như cậu ấy tức giận, chỉ cần một câu nói thôi sẽ khiến cả nhà họ Khương chúng ta diệt vong. Đúng là cái thằng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Khương Vi Nhan, sao cô cứ phải nhất quyết đưa cái thằng rác rưởi này về vậy? Khương Mỹ Nghiên khó khăn lắm mới nắm được cơ hội. Hùa theo chửi bới, Tiêu Chính Văn. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh không tự mình soi gương xem lại bản thân đi, chỉ là một con chó hoang, mà chỗ nào cũng thấy chó mõm vào. Khương Văn Kỳ và Tiết Mai cũng mắng thêm vào câu, Học Bác à, không phải anh đã nói với em rồi sao, người đàn ông mà Vi Nhan chọn này không đáng tin chút nào. Nếu như trở thành con rể của nhà họ Khương chúng ta, không khéo chuyện 5 năm trước đây lại xảy ra một lần nữa. Nói không chừng. Đến lúc đó bị nhà họ Ninh biết được, nhà họ Khương chúng ta sẽ gặp xui xẻo đấy. Đúng vậy, Học Bác à, chị dâu cũng là vì nghĩ cho em thôi, em mau tìm cơ hội, đuổi tên tàn dư của nhà họ Tiêu này ra khỏi nhà chúng ta đi. Khương Học Bác đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực và xấu hổ, không ngừng cười gượng gật đầu, nói, đúng đúng đúng, anh với chị dâu nói chí phải, nó chỉ là một thằng khốn thích nói sằng nói bậy mà thôi. Vừa nói, Khương Học Bác vừa nhìn về phía Tiêu Chính Văn, trong ánh mắt tràn đầy tức giận.
con gái của mình cũng xinh đẹp nhất nhì Tu Hà. Sao lại bị thằng rác rưởi này làm cho ô uế, còn sinh ra một đứa con hoang? Khương Vi Nhan nhìn thấy mọi người đang vô cùng bất mãn và phẫn nộ, cũng âm thầm kéo tay Tiêu Chính Văn, lắc đầu nói, Tiêu Chính Văn, anh đừng nói nữa, dù sao ở đây cũng là nhà họ Khương, chúng ta ngồi xuống ăn thôi có được không? Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan, gật đầu, cũng không có ý định dây dưa thêm nữa. Tuy nhiên, Ngô Khoan Nghiệp tức giận, hét lớn, đợi đã. Câu vừa nãy anh nói là có ý gì? Anh là vua Bắc Lương. Tiêu Chính Văn cau mày, nhìn thấy Khương Vi Nhan đang không ngừng nháy mắt ra hiệu vì vậy không lên tiếng trả lời. Hừ, Ngô Khoan Nghiệp hừ lạnh một tiếng, hất đổ chén trà trên bàn, nói, nếu như anh là vua Bắc Lương thì tôi là vua của Hoa Quốc. Phế vật, cũng không tự nhìn xem mình là cái thá gì, lại dám cả gan mạo danh vua Bắc Lương. Nếu như bị người Bắc Lương biết, cái đầu của anh sẽ rơi xuống đất đấy, biết không? Thậm chí là cả nhà họ Khương cũng đều sẽ bị diệt vong. Xì xào. Nghe đến đây, cả nhà họ Khương đều run lẩy bẩy, trong lòng căm hận tên Tiêu Chính Văn lắm mồm này vô cùng. Ui chao, thiếu gia Ngô à, chuyện này không có liên quan đến nhà họ Khương chúng tôi, là do thằng nhãi Tiêu Chính Văn đó toàn nói sằng nói bậy. Đúng, 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 đều là do thằng chó nhà có tang đó, không liên quan gì đến chúng tôi. Đến cả ông cụ Khương cũng ho khan hai tiếng, cười nói, thiếu gia Ngô, cậu đừng quan tâm đến tên vô dụng bất tài kia làm gì, nó thì hiểu cái gì chứ. Ngô Khoan Nghiệp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra nắm tấm thiệp mời trong túi, đập mạnh xuống bàn, nói, đây là thiệp mời đến dự bữa tiệc tối của sở chỉ huy quân đội Tu Hà, nếu như không phải tôi có quan hệ, trong số các người ai có thể lấy được. Việc này còn không đủ chứng minh tôi có chút quan hệ với vua Bắc Lương sao? Nhà họ Ngô đã phải trả một số tiền rất lớn mới có thể lấy được dự án hợp tác với tập đoàn Lợi Dân, vì vậy cũng nhận được vài tấm thiệp mời. Vốn dĩ chỉ có 2 tấm, nhưng Ngô Khoan Nghiệp đã tự bỏ thêm 3 triệu tiền túi ra để mua thêm 3 tấm thiệp nữa. Nhìn thấy 5 tấm thiệp mời này, trong mắt người nhà họ Khương tràn ngập ghen tị. Đây là thiệp mời dự tiệc tại Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà, tất cả những người được mời đến đều là tầng lớp đỉnh lưu ở Tu Hà. Hơn nữa, người chủ trì bữa tiệc này là thiếu tá Hàn. Những điều này đủ để khiến vô số người phát cuồng và háo hức. Hơn nữa, tối mai sẽ có rất nhiều nhân vật quyền cao chức trọng đến, ngay cả vua Bắc Lương cũng sẽ đích thân tới dự. Bữa tiệc như vậy đã hoàn toàn vượt xa bản chất ban đầu của nó. Nhất định có vô số người đang vò đầu bứt tai, nghĩ trăm phương ngàn kế để được một lần được tận mắt nhìn thấy phong thái của vị chủ soái Bắc Lương này. Trước đây bọn họ mới chỉ được nhìn thấy ở bản tin thời sự trên TV, hơn nữa anh lại còn không chịu lộ mặt. Tuy nhiên, ai mà ngờ được, vị chủ soái Bắc Lương mà trong lòng bọn họ đang vô cùng ngưỡng mộ lúc này lại đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ phía sau bọn họ. Đó chính là Tiêu Chính Văn. Thiếu gia Ngô, tấm thiệp mời này, Khương Thái Sương mặc dù già rồi, nhưng khi nhìn thấy những tấm thiệp mời này, hai mắt cũng sáng rực lên, hận không thể ngay lập tức chiếm lấy làm của riêng. Ngô Khoan Nghiệp lập tức cười hi hi nói, ông Khương à, tấm thiệp này tất nhiên là cháu đặc biệt mang tới tặng cho ông rồi. Nói xong, Ngô Khoan Nghiệp đưa một tấm thiệp mời trên tay cho Khương Thái Sương. Khương Thái Sương dùng hai tay nhận lấy thiệp mời, mặt đỏ bừng vì hưng phấn, nói thật sao? Ái chà, chuyện này, thật sự tốt quá. Thiếu gia Ngô à, vậy thì ông lão này cảm ơn cậu nhiều nhé. Ngô Khoan Nghiệp thản nhiên cười, nói, ông à, ông nói gì vậy, chúng ta là người một nhà mà, phải không? Vừa nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên của Khương Thái Sương là sửng sốt, sau đó mới nhớ ra, trên mặt nở nụ cười tươi rói, đúng đúng đúng, người một nhà, người một nhà. Nào, thiếu gia Ngô, ông nội kính cháu một ly. Ngô Khoan Nghiệp cũng nâng ly rượu lên, cạn chén. Người nhà họ Khương nhìn thấy ông cụ nhận được thư mời, vẫn còn lại 4 tấm, người nào cũng mỏi mắt chờ đợi. Thiếu gia Ngô, số thiệp mời này, có phần của em không? Lúc này Khương Mỹ Nghiên gần như ngồi hoàn toàn vào trong lòng của Ngô Khoan Nghiệp, bầu ngực ép sát vào cánh tay của cậu ta, mềm mại ấm áp, khiến cho trong lòng Ngô Khoan Nghiệp vui như nở hoa, toàn thân bứt rứt khó chịu. Có chứ, em là cục cưng của anh mà. Nói xong, Ngô Khoan Nghiệp lấy một tấm thiệp mời đưa cho Khương Mỹ Nghiên, sau khi Khương Mỹ Nghiên nhận lấy, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
vui vẻ nhìn tấm thiệp trong tay, cố ý giơ lên ra vẻ với Khương Vi Nhan. Cùng lúc đó, Ngô Khoan Nghiệp lấy ra hai tấm thiệp còn lại, đưa cho Khương Văn Kỳ và Tiết Mai, nói, bố mẹ vợ tương tai, hai tấm thiệp này là cho hai người. Úi chao, thật sao? Tốt quá rồi, không hổ là chàng rể ngoan của mẹ, Tiết Mai duỗi tay ra, nhanh chóng nhận lấy tấm thiệp, lông mày như đang nhảy múa, vẻ mặt lập tức trở nên kiêu ngạo. Khương Văn Kỳ vẫn giữ được bình tĩnh, nở nụ cười, nhanh chóng nâng ly uống rượu với Ngô Khoan Nghiệp. Lúc này, những người khác của nhà họ Khương đều nhìn gia đình ba người Khương Văn Kỳ bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Tiết Mai đắc ý và kiêu ngạo vô cùng, cố ý chọc ngoáy Từ Phân, ái chà, em dâu này, ngại quá, tối mai nhà chị phải đi tham gia bữa tiệc rồi. Ui, cuộc sống ấy mà, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Ai bảo chàng rể tương lai của chị lại giỏi giang như vậy chứ, không giống như thằng chó nhà có tang nào đó, chẳng có chút bản lĩnh nào, chỉ biết nói nhăng nói quậy. Tiết Mai, chị đắc ý cái gì chứ? Không phải chỉ là một bữa tiệc rách nát thôi sao, mời em đi em còn chẳng thèm đi, Từ Phân không chịu được, lập tức chua ngoa đáp lại. Sau đó, Từ Phân phẫn nộ nhìn Tiêu Chính Văn, hét lớn, đều tại cậu. Vô dụng, cậu nhìn thiếu gia Ngô nhà người ta đi. Nhận được thư mời dự tiệc, nhìn lại bản thân cậu xem, chỉ biết ăn. Ăn ăn ăn, bội thực chết cả ba người nhà cậu đi. Tiêu Chính Văn cau mày, liếc nhìn đám người đang không ngừng cầm tấm thiệp mời khoe khoang, thản nhiên nói một câu, chỉ là vài tấm thiệp mời thôi mà, tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu như bà muốn đi, chỉ cần một cú điện thoại thôi có thể gọi được một xe đến. Chương 36, 5 phút. Cả đại sảnh im phăng phắc. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang ôm Nana, sau đó cười phá lên. Cái gì cơ, cậu ta nói gì cơ, cậu ta có thể gọi một xe chở thiệp mời đến á. Mẹ kiếp, Tiêu Chính Văn, cậu không giả vờ giỏi giang thì sẽ chết sao? Đúng là loại người không biết xấu hổ. Tôi cũng phục luôn ấy. Khương Vi Nhan tại sao lại đưa một thằng thích nói sằng nói bậy như thế này về nhà cơ chứ? Tiết Mai cũng cười nhạo. Nói, ái chà chà, chỉ có nghe nhầm không? Từ Phân, đây là con rể yêu quý của em đấy à? Nói có thể gọi một xe chở thiệp mời đến sao, hay là em bảo con rể yêu quý của em gọi đến bây giờ luôn đi, để cho cả nhà chúng ta được mở mang tầm mắt. Tiết Mai vui như chảy hội, chưa từng thấy thằng nhãi nào ngạo mạn như vậy. Tiêu Chính Văn này chẳng lẽ phục vụ trong quân đội 5 năm giờ não bị nhúng nước rồi sao? Tại sao lại thích nói sằng thế nhỉ? Khương Mỹ Nghiên ôm bụng cười ngặt nghẽo, nói, ha ha ha, Tiêu Chính Văn à, anh đúng là không biết xấu hổ. Anh có biết những lời vừa rồi của mình ngu ngốc như thế nào không? Sau đó, cô ta quay đầu nhìn Khương Vi Nhan bằng ánh mắt khiêu khích và khinh thường, Khương Vi Nhan, đây là người chồng tốt của cô đấy à? Sao nhìn giống như một tên ngốc vậy? Khương Thái Sương cũng lạnh lùng hừ một tiếng, phẫn nộ nói, đủ rồi. Nói linh tinh cái gì đấy? Nếu như cậu có thể gọi một xe chở thiệp mời tới đây, tôi lập tức thừa nhận cậu là cháu rể của tôi. Ngô Khoan Nghiệp cũng cười chế giễu, nhấp một ngụm trà, nói có một số người, tự cho mình là cao siêu tài giỏi, rõ ràng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có, nhưng lại cứ phải tỏ vẻ ta đây, hành động đó trong mắt chúng tôi là việc mà chỉ một tên ngu dốt mới làm. Đối mặt với sự chế giễu và sỉ nhục của đám đông, Khương Vi Nhan cúi đầu rất thấp. Trong khóe mắt xuất hiện những giọt nước mắt long lanh. Cô từ từ gỡ bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi bàn tay của Tiêu Chính Văn, thút thít, Tiêu Chính Văn, em cầu xin anh đấy, anh đừng nói linh tinh nữa, mất mặt lắm. Khương Vi Nhan chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ, mà tất cả những điều này đều là vì người đàn ông trước mặt cô. Cô vốn dĩ muốn yêu anh một cách bình thường như bao cặp đôi khác, bởi vì trong lúc cô cần anh nhất, anh đã xuất hiện, cứu cô và Nana. Tuy nhiên, tất cả những hành động của Tiêu Chính Văn làm ngày hôm nay khiến cho Khương Vi Nhan rất sợ hãi và chán ghét. Sao anh lại trở thành như thế này? Vì sao trước mặt bao nhiêu người như vậy lại cố ý lòe thiên hạ? Vì sao cứ khiến cô phải xấu hổ hết lần này đến lần khác? Sau đó, Khương Vi Nhan dùng tay che miệng, nước mắt đầm đìa lao ra khỏi phòng khách. Tiêu Chính Văn nhìn thấy vậy, tim khẽ nhói lên, vội vàng chạy ra ngoài. Anh đuổi kịp Khương Vi Nhan đang chạy ra khỏi biệt viện, anh nắm lấy tay cô, nói, Vi Nhan, xin lỗi em, là anh không tốt, do anh không quan tâm đến cảm nhận của em.
Anh buông em ra. Khương Vi Nhan cố gắng đẩy Tiêu Chính Văn ra, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt ấm ức nói, Tiêu Chính Văn, em cứ nghĩ rằng anh là người mà cả đời Khương Vi Nhan em trông ngóng chờ đợi, nhưng hôm nay, anh làm em quá thất vọng. Vì sao anh cứ phải ở trước mặt mọi người nói đi nói lại mấy lời khoác lác đó? Anh có biết không, lúc nãy chúng ta giống như những con khỉ vậy, không ngừng bị bọn họ chế giễu và cười nhạo, vì sao anh lại làm như vậy, vì sao vậy? Hu hu hu. Nói đến câu cuối cùng, Khương Vi Nhan bật khóc lớn, không ngừng dùng tay đấm vào ngực Tiêu Chính Văn, ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt đầu gối, khóc một cách rất thê lương. Cô vốn dĩ là một cô gái rất mỏng manh yếu đuối, hơn nữa cô còn đặc biệt quan tâm đến cái nhìn của nhà họ Khương đối với mình, bây giờ bởi vì Tiêu Chính Văn mà toàn bộ nhà họ Khương đều cười nhạo bọn họ, trong lòng đương nhiên cảm thấy rất buồn. Lúc này, Tiêu Chính Văn ngây người ra, anh cũng không ngờ rằng, một hành động nhỏ và một câu nói tùy ý của mình lại khiến Khương Vi Nhan tổn thương đến vậy. Anh quỳ một chân xuống, đặt hai tay lên vai Khương Vi Nhan, ánh mắt nghiêm túc hỏi, Vi Nhan, em có bằng lòng tin tưởng anh không? Chuyện thiệp mời, anh thật sự có thể gọi đến được. Nghe thấy câu này, Khương Vi Nhan hai mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn, dáng vẻ yếu đuối đáng thương khiến cho người khác rất muốn bảo vệ. Cô chớp mắt, nghi ngờ hỏi, anh nói thật sao? Tiêu Chính Văn gật đầu nói, ừ, anh nói thật mà, thật 100%, anh có thể bảo đảm, không phải trước giờ bọn họ luôn coi thường em sao? Vậy thì anh khiến cho bọn họ thấy rằng, đó chỉ là vài tấm thiệp mời thôi, chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hơn nữa, ở bữa tiệc của Cục Chỉ huy quân đội Tu Hà ngày mai, thật ra anh chính là... Tiêu Chính Văn không muốn giấu giếm nữa, anh muốn nói cho Khương Vi Nhan biết rằng, trên đời này không có chuyện gì mà Tiêu Chính Văn anh không thể làm được. Bữa tiệc tối mai, anh chính là vị chủ soái Bắc Lương mà tất cả mọi người đều mong chờ. Tuy nhiên, Khương Vi Nhan đột nhiên gật đầu lia lịa, cắt lời Tiêu Chính Văn, nói, vâng, em tin anh. Bây giờ em vào đó nói với bọn họ, người đàn ông mà em chọn ưu tú hơn tên Ngô Khoan Nghiệp kia, ưu tú hơn so với những gì bọn họ tưởng tượng. Tiêu Chính Văn gật đầu, đỡ Khương Vi Nhan đứng dậy. Sau đó hai người lại quay lại phòng khách. Mọi người nhìn thấy Khương Vi Nhan lại bước vào cùng với Tiêu Chính Văn, trên mặt tràn đầy châm chọc và mỉa mai. Ái chà, lại dám quay lại cơ à? Cứ nghĩ rằng hai người thấy xấu hổ quá nên đi trước rồi. Thế nào, không phải đi chuẩn bị thiệp mời đấy chứ? Được thôi, vậy lấy ra đây cho bọn tôi xem đi. Đừng đùa nữa, hai kẻ vô dụng đó làm sao có thiệp mời được chứ? Đối mặt với sự sỉ nhục và giễu cợt của nhà họ Khương, Khương Vi Nhan không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lau nước mắt còn vương trên mặt, vươn tay ôm chặt cánh tay Tiêu Chính Văn, hất chiếc cằm trắng nõn như ngọc của mình lên, tự hào nói Tiêu Chính Văn nói rồi, anh ấy có thể gọi xe chở thiệp mời tới, tôi tin anh ấy. Anh ấy ưu tú hơn những gì mọi người nghĩ nhiều, người đàn ông mà Khương Vi Nhan tôi chọn không thể sai được. Cả phòng khách chết lặng trong chốc lát. Sau đó, tiếng cười mỉa mai chế giễu vang lên. Nghe thấy những tiếng cười chế nhạo và vẻ mặt khinh thường của đám người đó, Khương Vi Nhan sợ hãi lùi lại nửa bước, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, ánh mắt yếu ớt nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nở một nụ cười bình thản với cô, nói yên tâm, cứ tin anh. Ha ha ha, không phải chứ, Khương Vi Nhan, cô bị ngựa đá vào đầu rồi à? Lại có thể tin lời thằng chó nhà có tang đó sao? Cười chết mất thôi, chuyện cười cả một năm đều được nghe hết trong ngày hôm nay rồi. Không biết tự lượng sức mình, nếu như hai người thật sự lấy được thiệp mời tới đây, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi các người. Mọi người không ngừng cười nhạo, Ngô Khoan Nghiệp ngồi trên cao nhìn Tiêu Chính Văn bị đem ra làm trò cười, bất lực lắc đầu, thở dài một hơi, vì sao cứ phải như vậy? Tự chuốc nhục vào thân. Sắc mặt Khương Học Bác cũng u ám đến cực điểm, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, hét lớn, đủ rồi. Cút ra ngoài, đừng có ở đây làm tôi mất mặt nữa. Từ Phân tức giận, lúc này mới kiêu ngạo két lên, cùng Khương Thần đứng dậy, chỉ trỏ vào hai người quát tháo ầm ĩ. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn chỉ bình thản lấy điện thoại ra, bấm số gọi, nói bằng một âm thanh lạnh lùng, trong vòng 5 phút. Gửi một chiếc xe chở thiệp mời đến dự bữa tiệc tối mai của Sở Chỉ huy quân sự qua đây cho tôi. Chương 37, nhanh lên.
đi tìm Tiêu Chính Văn mau. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp điện thoại. Sự im lặng chết chóc tràn ngập toàn bộ phòng khách. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Tiêu Chính Văn. Chủ yếu là do dáng vẻ uy nghiêm và ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn trong cuộc gọi vừa rồi khiến bọn họ có chút sững sờ. Họ thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu những gì Tiêu Chính Văn nói có phải là thật không. Và lúc này, Khương Thần đã nhảy ra trước, chỉ vào Tiêu Chính Văn và hét lên, anh đang làm gì vậy? Còn gọi điện thoại cái quái gì? Anh có thể gọi ai? Anh giả bộ cho ai xem? Vừa dứt lời, Khương Thần vội vàng chạy tới, giật điện thoại di động trong tay Tiêu Chính Văn, sau đó hung hăng ném xuống đất, dùng hai chân dậm mạnh một cái khiến điện thoại vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chính Văn nhíu mày, tay siết chặt thành nắm đấm. Ở trong mắt anh, Khương Thần là người đáng chết. Nhưng Khương Vi Nhan kéo cánh tay anh, khẽ lắc đầu và dùng ánh mắt ra hiệu cho anh đừng ra tay. Khương Thần chút giận xong, cười chế nhạo, chẳng phải anh rất giỏi sao? Bây giờ thể hiện cho tôi xem nào, còn dám gọi điện thoại, đúng là đồ vô dụng. Bên này, Ngô Khoan Nghiệp cũng bật cười, cậu ta quay sang nói với Khương Thái Sương, ông cụ Khương, sợ rằng Tiêu Chính Văn đã bị kích động rồi. Khương Thái Sương sắc mặt lạnh lùng, hung hăng đập cây gậy trong tay xuống đất, cất giọng nặng nề Tiêu Chính Văn. Đủ rồi, đây là bữa tiệc của nhà họ Khương, không đến phiên cậu làm sằng bậy. Mau cút khỏi đây ngay cho tôi. Ông cụ Khương lên tiếng, những người còn lại của nhà họ Khương cũng bắt đầu chỉ trích Tiêu Chính Văn, họ tức giận nói. Đúng đó, mau cút đi. Đồ chó hoang, cút mau, đưa theo đứa con mù lòa của mày cút khỏi đây. Đúng vậy, đúng là thứ rác rưởi không biết xấu hổ. Đứng ở chỗ này thật khiến người khác ghê tởm. Đối mặt với sự tức giận của đám người này, Khương Vi Nhan sợ hãi lùi lại mấy bước, kéo cánh tay Tiêu Chính Văn và cố gắng rời đi. Khương Học Bác và Từ Phân ngồi ở một bên, vẻ mặt rất khó chịu, lúc này họ cũng không dám xen vào. Cuối cùng, Khương Học Bác đột nhiên đập bàn một cái, tức giận đứng dậy, chỉ vào Khương Vi Nhan và hét lên, Khương Vi Nhan, đưa anh ta đi mau. Thật là xấu hổ. Khương Vi Nhan vội vàng gật đầu, cô liên tục xin lỗi người nhà họ Khương, thực xin lỗi, chúng tôi đi ngay. Tiêu Chính Văn, đi thôi, nhanh lên, đừng làm ông nội và những người khác tức giận nữa, coi như em cầu xin anh đó, chúng ta về nhà rồi nói. Đối mặt với ánh mắt vừa lo lắng vừa xấu hổ của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn không còn cách nào khác đành phải xoay người bế lấy Nana còn đang sợ hãi trốn sau lưng anh rời khỏi phòng khách. Sau khi ba người họ rời đi, tiếng quát mắng họ trong phòng khách vẫn chưa dừng lại. Khương Thái Sương gượng cười, nói Tiểu Ngô à, thật xin lỗi, để cậu chê cười rồi. Ngô Khoan Nghiệp cười nói, ông cụ Khương, Tiêu Chính Văn này là một kẻ bị bỏ rơi, mọi người đều biết anh ta không liên quan gì đến nhà họ Khương. Dù sao thì đó cũng là lỗi của Khương Vi Nhan, cô ta không nên đưa tên vô dụng đó về đây. Phải rồi, một tên rác rưởi không nhà không cửa, nhà họ Khương chúng ta có lòng tốt mới cho cậu ta cùng Khương Vi Nhan trở về đây, Khương Văn Kỳ nói hùa theo bằng giọng nịnh hót. Cả đám người bắt đầu ăn uống vui vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt. Ngô Khoan Nghiệp cũng nhân cơ hội hỏi, ông cụ Khương, nhà họ Khương đã lấy được dự án hợp tác với tập đoàn Lợi Dân trong tay Khương Vi Nhan chưa? Sắc mặt Khương Thái Sương tràn đầy hưng phấn, nói, đương nhiên là lấy được rồi, Khương Vi Nhan không có gì cả, cuối cùng vẫn phải dựa vào nhà họ Khương thôi. Vậy tốt quá, ông cụ Khương, cháu nghĩ thế này, tập đoàn Ngô Thị của cháu cũng đã hợp tác được với một bộ phận của tập đoàn Lợi Dân, chi bằng hai gia tộc chúng ta kết hợp lại, tiến đến mối quan hệ hợp tác lâu dài, cùng nhau phát triển. Ông thấy thế nào? Ngô Khoan Nghiệp cười nói. Vậy thì tốt quá, tập đoàn Ngô Thị và nhà họ Khương cùng hợp tác, nhất định sẽ gây tiếng vang lớn ở Tu Hà. Khương Thái Sương vô cùng kích động, ngay lập tức đồng ý với lời mời của Ngô Khoan Nghiệp. Khương Mỹ Nghiên ở bên cạnh Ngô Khoan Nghiệp cũng nhân cơ hội dùng đôi chân ngọc ngà của mình ngoắc lấy chân của Ngô Khoan Nghiệp ở dưới bàn. Ngô Khoan Nghiệp lập tức hiểu ý, nói, là thế này, ông cụ Khương. Ông cũng biết Khương Vi Nhan đã đi khỏi nhà họ Khương 5 năm rồi, cô ta không biết làm gì cả, chỉ bằng cứ để việc hợp tác lần này của nhà họ Khương với tập đoàn Lợi Dân cho Mỹ Nghiên toàn quyền quản lý đi. Khương Thái Sương nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, đương nhiên rồi, tôi vốn định giao việc hợp tác lần này cho Khương Mỹ Nghiên lo liệu. Ha ha,
Ông cụ Khương, cháu kính ông một ly. Ngô Khoan Nghiệp mỉm cười, Khương Mỹ Nghiên thì vui như mở cờ trong bụng. Nhưng lúc này, quản gia ở cửa đột nhiên xông vào với vẻ mặt nôn nóng, còn thiếu chút nữa vấp ngã ở cửa khiến cho cả đám người đều bật cười. Khương Thái Sương lạnh lùng nói, quản gia, ông cứ hấp ta hấp tấp, còn ra thể thống gì nữa? Có chuyện gì? Quản gia tái mặt nói, lão gia, không ổn rồi, một chiếc xe quân đội của sở chỉ huy quân đội Tu Hà đột nhiên xuất hiện ở cổng. Họ nói là tới gửi thiệp mời. Ngay lập tức cả phòng khách im bặt. Tất cả mọi người mặt đầy vẻ khiếp sợ quay sang nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Xe quân đội của sở chỉ huy quân đội Tu Hà lại tới tận nhà họ Khương. Đây là một tin tức động trời. Quan trọng hơn là họ tới để gửi thiệp mời. Tất cả mọi người đều phải hít sâu một hơi, nhất thời đều sững sờ tại chỗ, không ai dám lên tiếng. Quản gia trên trán cũng lạnh toát, đứng ở chỗ đó không biết nên nói gì. Lão gia, quản gia thật sự không thể nhịn được nữa bèn lên tiếng hỏi. Khương Thái Sương cũng lập tức phản ứng lại, sốt sắng hỏi, ông vừa mới nói cái gì? Gửi thiệp mời. Người quản gia gật đầu và nói, đúng vậy, thưa lão gia. Bọn họ nói, họ đưa thiệp mời đến, muốn tìm người ra nhận. Trời ơi! Nhà họ Khương không thể ngồi yên được nữa. Khương Thái Sương vội vàng đứng dậy, người làm đỡ lão vội vàng chạy ra cửa, nói, mau lên, mau đưa tôi ra đó. Ngay sau đó, hơn chục người nhà họ Khương chạy theo Khương Thái Sương ra cổng. Ngô Khoan Nghiệp sắc mặt u ám, trong lòng đầy nghi hoặc, cậu ta không dám tin, cũng đứng dậy đi theo. Khi Khương Thái Sương dẫn theo người nhà họ Khương đi tới cổng thì phát hiện có một chiếc xe quân đội màu xanh lá cây đang đỗ ở cổng, hai bên xe là bốn chiến sĩ được trang bị đầy đủ súng ống. Còn người đàn ông đứng phía trước mặc quân phục, trên vai là cấp hàm thiếu úy. Xin chào, các anh là, Khương Thái Sương bước lên phía trước hỏi, ánh mắt không ngừng nhìn về phía chiếc xe jeep quân sự. Thiếu úy bước lên trước một bước, giới thiệu thân phận của mình, tôi họ Phương. Vâng, xin chào thiếu úy Phương, đã muộn như vậy, anh tới đây có chuyện gì, Khương Thái Sương hỏi. Thiếu úy vẫy tay, cửa sau xe jeep mở ra, bốn chiến sĩ khiêng mấy cái thùng lớn xuống xe, sau đó mở thùng ra trước mặt tất cả người nhà họ Khương. Bên trong, tất cả đều là thiệp mời. Tất cả đều giống hệt như những thiệp mời mà Ngô Khoan Nghiệp gửi tới. Tất cả mọi người đều choáng váng và đều bị dọa sợ chết khiếp. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại, vừa rồi Tiêu Chính Văn đã gọi điện thoại nói 5 phút nữa sẽ có một chiếc xe ô tô chở thiệp mời tới. Điều này là sự thật. Khương Thái Sương hoảng sợ, hai chân run lên, trong đầu không ngừng suy nghĩ, từ khi nào mà thiệp mời dự tiệc của sở chỉ huy quân đội Tu Hà lại mất giá như vậy. Đồng thời, trong lòng bọn họ đều không ngừng suy đoán về thân phận của Tiêu Chính Văn. Chỉ một cuộc điện thoại mà có thể gọi được cả một xe ô tô chở thiệp mời tới. Thư mời đã được đưa tới, thiếu tá Hàn nói muốn chính tay anh Tiêu ra nhận, thiếu úy Phương nhẹ nhàng nói. Khương Thái Sương cuống lên, lập tức nói với quản gia bên cạnh, đúng, đúng. Tiêu Chính Văn, nhanh lên, ông còn ngẩn người ra đấy làm gì, mau đi tìm Tiêu Chính Văn, nhanh lên, chương 38, cậu hỏi tôi là ai à? À, vâng, tôi đi ngay. Quản gia cũng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng xoay người chạy tới căn phòng nhỏ nơi Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đang sống lúc này. Nói là căn phòng nhỏ nhưng căn phòng cũng có diện tích khoảng 60-70 m², trước đây chỗ này là chuồng chó, Khương Mỹ Nghiên cố ý thay đổi nó thành chỗ ở, mục đích đương nhiên là để làm nhục gia đình ba người của Khương Vi Nhan. Tuy nhiên, Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn không bận tâm, lúc này cả hai đang chơi đùa với Nana trong phòng một cách vui vẻ. Tiếng cười hòa cùng tiếng chim hót reo vang khắp sân nhỏ. Quản gia thở hổn hển. Đứng ở cửa kêu to, Tiêu Chính Văn, lão gia kêu anh qua nhận thiệp mời. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang để Nana ngồi trên cổ mình, anh lạnh lùng nói với ông ấy là tôi không đi, trừ khi bọn họ đích thân tới đây mời tôi. Tiêu Chính Văn là ai? Chủ soái của Bắc Lương. Được hàng nghìn người kính trọng. Anh ở nhà họ Khương phải chịu ức hiếp, đương nhiên không thể tử tế nổi. Khương Vi Nhan khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Thiệp mời gì thế? Tiêu Chính Văn mỉm cười,
hai tay giơ lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nana, chạy quanh phòng, cười nói, a, cưỡi ngựa nào. Nana ngồi trên cổ Tiêu Chính Văn, cười rất vui vẻ, cô bé hô lên, ôi chao, cưỡi ngựa, bố ơi nhanh lên, ha ha ha, vui quá. Khương Vi Nhan bị tiếng cười của Tiêu Chính Văn và Nana cắt ngang mạch suy nghĩ, cô chạy theo phía sau hai bố con vì sợ Nana sẽ ngã xuống, cô vội nói, anh chậm thôi. Quản gia thấy vậy thì rất phiền muộn, sau đó tức giận phủi tay rời đi. Khi ông ta chạy về cổng, lại là bộ dạng thở hổn hển. Khi Khương Thái Sương nhìn thấy quản gia quay về một mình, sắc mặt trầm xuống, lập tức hỏi, làm sao vậy? Tôi bảo ông đi gọi cho Tiêu Chính Văn cơ mà, cậu ta đâu? Quản gia lập tức đổ thêm dầu vào lửa nói, lão gia. Tiêu Chính Văn kia không biết điều, anh ta nói muốn lão gia đích thân tới đó mời anh ta. Anh ta cũng không biết tự xem lại xem mình là ai, sao lại dám trâng tráo như vậy? Hừ, cả nhà họ Khương đều vô cùng tức giận. Cái gì, Tiêu Chính Văn điên rồi sao? Sao lại muốn ông cụ đích thân đi mời anh ta? Đúng vậy, đây là thiệp mời do đích thân thiếu tá Hàn cử người gửi tới, có tận mấy thùng lận. Cả nhà họ Khương chúng ta đều có thể dự tiệc rồi, sao anh ta còn không mau tới đây, chắc chắn là không muốn sống nữa rồi. Lão gia, ông không thể nương tay được nữa, Tiêu Chính Văn này quá ngông cuồng rồi. Khương Thái Sương nghe vậy trong lòng cũng rất tức giận, không kìm được, lạnh lùng nói, đúng là không ra thể thống gì. Các người mau đi trói Tiêu Chính Văn lại cho tôi. Thế nhưng đột nhiên Thiếu úy Phương lạnh lùng nói, hỗn láo. Thiếu tá Hàn đã nói anh Tiêu là bạn tốt của anh ấy, bảo chúng tôi phải tôn trọng anh Tiêu. Lũ khốn nạn nhà họ Khương các người còn dám trói anh Tiêu lại, để tôi xem ai dám làm. Dứt lời, Thiếu úy Phương rút súng ở thắt lưng ra khiến cả nhà họ Khương toàn thân run rẩy. Bọn họ chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy. Cái này, Thiếu úy Phương, anh bình tĩnh đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Tiêu Chính Văn chỉ là tàn dư của nhà họ Tiêu trước đây mà thôi. Cậu ta chỉ là đồ vô dụng, không có tài cán gì, làm sao có thể là bạn tốt của thiếu tá Hàn đáng kính được? Các anh có nhầm lẫn gì không? Khương Thái Sương vội vàng hỏi, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Hừ, Thiếu úy Phương lạnh lùng nói, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết hôm nay thiếu tá Hàn đích thân ra lệnh cho tôi phải đưa thiệp mời tới đây và phải giao tận tay cho anh Tiêu. Nhà họ Khương các người muốn làm sao thì làm. Không nghi ngờ gì nữa, câu nói này chính là một lời tuyên bố. Khương Thái Sương tuy tuổi già nhưng tâm không già, đầu óc vẫn rất linh hoạt. Lập tức hiểu được mình phải làm gì. Mau, đi mời Tiêu Chính Văn, lão quay người, chống nạng đưa theo một đám người nhà họ Khương đi thẳng vào sân nhỏ nơi Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan ở. Khi đến nơi, họ thấy Tiêu Chính Văn đang dạy Nana học võ. Nhìn thấy người nhà họ Khương đột ngột xông vào, Khương Vi Nhan đang định dọn dẹp nhà cửa thì giật nảy mình, cô còn tưởng rằng họ đến hỏi tội vì chuyện vừa rồi. Vì vậy, cô vội vàng đặt cái chổi trong tay xuống, chậm chậm đi về phía ông cụ Khương, cúi xuống xin lỗi, ông nội, thật xin lỗi, vừa rồi là Tiêu Chính Văn không đúng, anh ấy nói bậy, ông đừng trách tội anh ấy. Khương Thái Sương làm sao dám trách tội Tiêu Chính Văn? Anh là bạn của thiếu tá Hàn đó. Nhà họ Khương không thể đắc tội với anh được. Vì vậy, Khương Thái Sương đẩy Khương Vi Nhan ra, bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, mau đi nhận thiệp mời. Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn người nhà họ Khương đang chen chúc trong phòng, khó chịu nói, xin lỗi, căn phòng hơi nhỏ, không chứa được nhiều người như vậy. Khương Thái Sương hiểu ý, quay đầu quát, các người làm gì đó. Cút, cút, đám người nhà họ Khương tuy rằng rất khó chịu nhưng vẫn phải ngoan ngoãn lui ra ngoài sân, đứng ở cửa hít bụi. Sau đó, ông cụ Khương mỉm cười nhìn Tiêu Chính Văn, nói, mau đi nhận thiệp mời đi. Nếu không, thiếu tá Hàn trách tội thì nhà họ Khương của tôi gánh không nổi đâu. Tiêu Chính Văn hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Khương Vi Nhan bị ép qua một bên, hỏi, bà xã, em nói xem anh có nên đi nhận không? Khương Vi Nhan còn đang ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi ông cụ Khương giải thích xong, cô che miệng kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi, anh thật sự bảo họ đưa thiệp mời tới rồi sao? Tiêu Chính Văn nhún vai, kiêu ngạo nói, đương nhiên. Có bao giờ anh lừa em chưa? Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt cảm động,
quả thật là cô không nhìn nhầm người. Sau đó, cô đột nhiên quay đầu lại, hai tay chống nạnh, kiêu ngạo nhìn những người trong nhà họ Khương đang cúi đầu kia, nói các người thấy chưa? Người đàn ông của tôi, không có lừa tôi. Nhìn thấy bộ dạng giơ nanh múa vuốt, tự hào khoe khoang của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn cảm thấy rất đáng yêu. Vi Nhan, coi như ông nội cầu xin cháu, mau bảo Tiêu Chính Văn đi nhận thiệp mời, có chuyện gì lát nữa chúng ta nói sau, thiệp mời rất quan trọng, Khương Thái Sương sốt ruột nói, nếu như làm trễ thời gian của thiếu úy Phương thì sẽ không hay chút nào. Khương Vi Nhan gật đầu, quay sang nhìn Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn tự hiểu, anh bế Na Na lên, đi thẳng qua trước mặt đám người nhà họ Khương, đi ra khỏi sân nhỏ. Sau đó, Tiêu Chính Văn dẫn đầu cả nhà họ Khương đi ra cổng nhận thiệp mời. Anh Tiêu, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. Tạm biệt, thiếu úy Phương cúi chào Tiêu Chính Văn, sau đó cấp tốc lên xe rời đi mà không nói thêm một lời nào. Nhìn thấy chiếc xe quân đội rời đi, nhà họ Khương mới thở phào một hơi, Khương Thái Sương trên trán toát mồ hôi lạnh, chân bước lảo đảo. Lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng quét qua đám người nhà họ Khương, nói tôi nhớ rõ vừa rồi có người nói nếu tôi có thể lấy được thiệp mời thì sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi. Nghe vậy, cả nhà họ Khương đều cúi gằm xuống, ai nấy sắc mặt tái nhợt. Ngô Khoan Nghiệp không phục, lao ra chỉ vào Tiêu Chính Văn hỏi, nói mau. Rốt cuộc anh là ai? Làm sao có thể là bạn của thiếu tá Hàn được? Tôi không tin, chắc chắn là anh dở trò. Ngô Khoan Nghiệp tức đến phát điên. Tiêu Chính Văn đã cướp đi vị thế của cậu ta. Ha ha, cậu hỏi tôi là ai à? Tiêu Chính Văn cười chế nhạo. Chương 39, lái xe tăng đi dự tiệc. Tiếng cười lạnh lùng đột ngột vang lên khiến toàn thân Ngô Khoan Nghiệp run rẩy. Cậu ta có một cảm giác khó tả, giống như Tiêu Chính Văn trước mặt cậu ta là một người mà cậu ta không bao giờ có thể vượt qua. Tuy nhiên, cảm giác này nhanh chóng biến mất, bởi vì Tiêu Chính Văn không hề quan tâm đến cậu ta, anh đưa Khương Vi Nhan rời khỏi đám người nhà họ Khương. Mẹ kiếp, kiêu ngạo cái quái gì? Ngô Khoan Nghiệp tức giận chửi bới, sau đó quay lại nói với Khương Thái Sương vài câu rồi vội vàng bỏ đi. Người nhà họ Khương ở lại giờ phút này ai nấy đều trợn tròn mắt, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều đang bàn tán về thân thế của Tiêu Chính Văn, không ngờ anh lại có quen biết với thiếu tá Hàn, đây đúng là một tin tức động trời. Học bác, chuyện hôm nay, con hãy hỏi kỹ Khương Vi Nhan, nhất định phải tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và thiếu tá Hàn Lợi Dân, Khương Thái Sương bỏ lại một câu rồi cùng người nhà họ Khương rời đi. Vẻ mặt Khương học bác đầy do dự. Ông ta liếc nhìn Từ Phân và Khương Thần, sau đó ba người họ đi về phía sân nhỏ. Nhưng chỉ một lúc sau, Từ Phân và Khương Thần hùng hổ đi ra ngoài, vẫn thản nhiên chửi rủa thật là xui xẻo. Ban đầu còn tưởng cậu ta có quan hệ với thiếu tá Hàn Lợi Dân, hóa ra chỉ là sự quan tâm của cấp trên với lính xuất ngũ mà thôi. Xí! Khương học bác cũng bất đắc dĩ thở dài, bước ra khỏi sân nhỏ. Mãi đến tận đêm hôm sau, Khương Vi Nhan đã ăn mặc thật đẹp, cô cùng với Tiêu Chính Văn bế Na Na mặc chiếc váy công chúa màu trắng rời khỏi sân nhỏ. Hôm nay, nhà họ Khương đã đặc biệt thuê vài chiếc xe Toyota Alphard thương vụ để đến sở chỉ huy quân đội Thu Hà tham dự bữa tiệc tối nay. Tâm trạng dạo dực, chân tay run rẩy. Cả nhà họ Khương lên xe với tâm trạng vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, khi đến lượt Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan chuẩn bị lên xe, Khương Mỹ Nghiên tức giận chặn ở cửa xe, nói, làm gì vậy? Còn muốn đi ô tô sao? Vậy mà cũng không biết xem lại thân phận của hai người. Đây là Toyota Alphard chỉ giá 1 triệu nhân dân tệ đó. Hai người tự bắt taxi đi. Dứt lời, Khương Mỹ Nghiên yêu cầu tài xế đóng cửa xe lại. Người nhà họ Khương ngồi trên xe cũng bày ra đủ kiểu chế giễu Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan qua cửa kính xe. Mọi người nhìn đi. Họ đáng thương quá, tôi không đành lòng, ha ha ha. Đi taxi sao? Bọn họ bắt được taxi mới là đó, e là phải đi bộ thôi. Được rồi, không nói nhiều với họ nữa, chúng ta đi thôi. Sau đó, mấy chiếc Toyota Alphard nhanh chóng rời khỏi nhà họ Khương, để lại Khương Vi Nhan bơ vơ không ai giúp. Cô đang mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, vẻ mặt rất tủi thân nhìn Tiêu Chính Văn nói, hay là chúng ta đi taxi đi. Tiêu Chính Văn khẽ cười một tiếng, vòng tay ôm lấy Khương Vi Nhan nói, được, để anh gọi xe. Nói xong,
Tiêu Chính Văn vươn tay vuốt khẽ lên cái mũi nhỏ nhắn của Nana, hỏi, Nana, con có muốn ngồi xe ô tô đi chơi không nào? Dạ con muốn, Nana muốn đi xe ô tô, Nana vui vẻ vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé, ánh mắt tràn đầy sự vui thích và chờ mong. Sau đó, Tiêu Chính Văn gọi điện thoại cho ai đó mà nói vài câu đơn giản. Khoảng 5 phút sau, ở cuối đường đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm. Cả mặt đất cũng rung lên theo âm thanh đó. Những âm thanh như vậy làm Khương Vi Nhan run sợ, khi quay đầu lại, cô đã nhìn thấy cuối đường xuất hiện những ống pháo dài màu xanh lục. Sau đó, cô mới thấy rõ, không ngờ đó là 4 chiếc xe tăng. Xe tăng đi đầu còn được trang trí bằng một vòng hoa tươi đặc biệt, 3 chiếc xe phía sau là xe tăng hộ tống. Một màn như vậy khiến người đi đường hai bên không ngừng liếc nhìn. Trời ạ, tôi đã nhìn thấy gì thế này? 4 chiếc xe tăng. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra thế này? Sao lại có tận 4 chiếc xe tăng tới đây? Mau nhìn xem, hình như mấy chiếc xe đang đi đến biệt viện của nhà họ Khương. Chấn động. Khiếp sợ. Lúc này, Khương Vi Nhan kinh hãi đến mức vội vàng che miệng lại, đôi mắt to đầy kinh ngạc. Tiêu Chính Văn, chẳng lẽ chúng ta sẽ đi chiếc xe này, tới tham dự bữa tiệc tối này ư? Khuôn mặt của Khương Vi Nhan tràn đầy kinh ngạc, cô khẽ chớp đôi mắt to đầy nghi hoặc. Tiêu Chính Văn khẽ cười, nói, ừ, em thích không? Khuôn mặt của Khương Vi Nhan tràn ngập vẻ phấn khích, khó tin, xen lẫn cả chút sợ hãi. Cô chưa bao giờ được tự mình trải nghiệm ngồi xe tăng. Chẳng phải loại quái thú sắt thép này chỉ có đàn ông mới chơi thôi sao? Loại xe này chẳng phải chỉ dành cho những người đàn ông cứng rắn như sắt thép thôi sao? Tiêu Chính Văn, anh có thể nói cho em biết anh lấy chúng ở đâu ra được không? Đây là xe tăng đó, chỉ cần một cú điện thoại là anh có thể gọi xe tăng tới. Khương Vi Nhan kéo lấy Tiêu Chính Văn đang chuẩn bị lên xe, nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Tiêu Chính Văn cười nói, rất đơn giản, dù sao anh cũng từng nhập ngũ, anh có mấy người đồng đội cũ ở Tu Hà, anh hỏi mượn tạm bọn họ. Mau lên đi, bọn họ đưa chúng ta đi rồi còn phải trở về làm nhiệm vụ khác. Vâng, vâng, Khương Vi Nhan vội gật đầu, sau đó, phải cần có sự giúp đỡ của Tiêu Chính Văn cô mới có thể ngồi vào trong xe được. Sau khi lên xe, Khương Vi Nhan nhận ra rằng chiếc xe tăng này dường như đã được sửa chữa, Tiêu Chính Văn cũng đứng dậy, lộ phần thân trên ra ngoài, đón nhận ánh nhìn kinh ngạc của mọi người và để người qua đường chụp ảnh. Điều này khiến Khương Vi Nhan cũng rất ngại ngùng, vì chiếc xe tăng thật sự quá bắt mắt. Còn Nana thì vô cùng hưng phấn. Cô bé tò mò nhìn xung quanh chiếc xe. Sở chỉ huy quân đội Tu Hà, trong sảnh chính của bữa tiệc tối. Xung quanh sảnh chính của bữa tiệc có những người lính được trang bị súng ống đi lại canh phòng rất nghiêm ngặt. Một dàn những nhân vật hàng đầu của Tu Hà cầm thiệp mời trên tay đứng ở khu vực chờ bên ngoài sảnh tiệc, họ đang chờ kiểm tra thiệp mời vào trong sảnh tiệc. Tất cả mọi người cũng trò chuyện với nhau, đại khái là tán gẫu vài câu trước, sau đó mới nói chuyện công việc. Phải rồi, tôi nghe nói, trong bữa tiệc tối nay không chỉ có sự tham dự của thiếu tá Hàn Lợi Dân, mà còn có một vị khách cực kỳ quan trọng cũng đặc biệt được mời tới dự tiệc đó. Thật sao, sao tôi không biết nhỉ? Mau nói tôi nghe, vị khách quan trọng đó là ai? Ông không biết sao, vị khách cực kỳ quan trọng của buổi tiệc tối nay là chủ soái của Bắc Lương đó. Chính là vị vua cai trị hơn 300.000 quân Bắc Lương. Xì sao? Ngay lập tức. Thông tin này đã dấy lên một làn sóng bàn luận sôi nổi trong khu vực chờ bên ngoài sảnh tiệc. Mọi người đang bàn luận và mong chờ vị vua Bắc Lương được vạn người sùng kính này. Cũng chính vào lúc này, cả nhà họ Khương trên chiếc Toyota Alphard cũng vừa tới nơi. Khi vừa bước xuống xe, họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Toàn bộ sảnh tiệc được bố trí rất lộng lẫy, an ninh xung quanh đều do những chiến sĩ quân đồn trú ở Tu Hà canh giữ. Họ được trang bị đầy đủ vũ trang và mặc quân phục, trông cực kỳ oai phong. Hơn nữa, những người đến dự tiệc đều là những nhân vật hàng đầu của Tu Hà. Hoàn toàn không có gia tộc nào hạng hai như nhà họ Khương ở đây cả. Qua, ông nội ơi, hôm nay chúng ta tới đây quả là đúng đắn. Tất cả khách mời đều là những nhân vật hàng đầu của Tu Hà đó. Lúc này, Khương Mỹ Nghiên hét lên đầy phấn khích. Đúng vậy, ông nội.
nếu chúng ta có thể kết giao với một vài thế gia thì tương lai của nhà họ Khương chúng ta sẽ vô cùng sáng lạn. Khương Thần cũng bước tới, mỉm cười liếc nhìn xung quanh một lượt. Khương Thái Sương cũng rất kinh ngạc, nhưng với tư cách là gia chủ nhà họ Khương, lão vẫn phải giữ bình tĩnh, giả vờ ho khan vài tiếng để che giấu sự kích động trong lòng. Lão quay lại khẽ nhắc nhở người nhà họ Khương, đừng nhìn ngó xung quanh nữa. Xung quanh đều là những nhân vật hàng đầu Tu Hà, đừng để người ta chê cười. Vâng, vâng, mười mấy người nhà họ Khương đều đáp lại và đi theo Khương Thái Sương vào khu vực chờ bên ngoài sảnh tiệc. Nhưng, cũng chính vào lúc này, không biết ai đó trong đám đông đã hét lên. Má ơi, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Đó là xe tăng thật sao? Lại còn có tận 4 chiếc? Đó là nhân vật lớn cỡ nào mà lại đi xe tăng tới dự tiệc vậy? Chẳng lẽ là chủ soái Bắc Lương trong lời đồn ư? Chương 40, làm giả thiệp mời. Những nhân vật nổi tiếng hàng đầu Tu Hà đều hào hứng, tò mò nhìn 4 xe tăng ở cuối đường đang chậm chậm tiến tới. Đúng là khoa trương quá. Họ không thể ngờ đến mà cũng chưa từng chứng kiến một tình huống như vậy bao giờ. Điều này không thể nghi ngờ đã khiến tất cả mọi người vô cùng chấn động. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe tăng và mong đợi sự xuất hiện của nhân vật ngồi trong chiếc xe đó. Vẻ mặt của những nhà họ Khương lúc này cũng tràn đầy hưng phấn và kích động. Chết tiệt, quá ngang ngược rồi, đi xe tăng tới dự tiệc thì chắc hẳn là vị chủ soái Bắc Lương đó rồi. Có thể, đây sở chỉ huy quân sự Tu Hà, người có thể chơi như thế này, ngoài vua Bắc Lương ra thì tôi không nghĩ ra được cái tên nào khác. Phấn khích quá đi. Sắp được nhìn thấy vua Bắc Lương rồi, cảnh tượng mà tôi hằng mơ ước, Những cô gái mê trai lúc này đã kích động đến nỗi sắp ngất đi, hơn nữa cô ta còn bắt đầu trang điểm lại và chỉnh lại quần áo, chỉ mong ước người trong xe tăng kia bước xuống sẽ có thể lập tức nhìn thấy bọn họ. Chỉ cần bọn họ được người đó nhìn chúng thì gia tộc phía sau họ sẽ có thể một bước trở thành gia tộc hạng nhất ở Tu Hà, không, thậm chí còn trở thành gia tộc hạng nhất của tỉnh, hạng nhất cả nước. Âm thanh ầm ầm vang lên từ xa đến gần, trong ánh mắt phấn khích của mọi người, xe tăng mở nắp trên ra, Tiêu Chính Văn nhảy ra trước, sau đó anh nhẹ nhàng, cẩn thận ôm chặt Khương Vi Nhan và Nana ra khỏi xe. Cảnh tượng này hoàn toàn làm cho tất cả những nhân vật lớn ở Tu Hà chấn động. Mọi người nhìn rõ chưa, người đó là vua Bắc Lương sao? Sao lại mang theo cả một người phụ nữ và một đứa trẻ vậy? Đúng vậy đó, chuyện gì thế này? Lẽ nào đó không phải là chủ soái Bắc Lương? Ồ, tôi lại thấy hai người đó giống Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đã làm ầm ĩ tại tiệc mừng thọ của ông cụ Khương đó. Khi Tiêu Chính Văn một tay bế Nana, tay kia dắt Khương Vi Nhan tiến vào, tất cả mọi người có thể thấy rõ họ. Đột nhiên, toàn khu vực chờ của sảnh tiệc im phăng phắc. Vẻ mặt của mọi người thay đổi nhanh chóng, từ phấn khích chuyển sang nghi ngờ, sau đó là lạnh lùng và phẫn nộ. Mẹ nó, chuyện gì đây, đợi lâu như vậy mà lại là tàn dư của nhà họ Tiêu và con khốn nạn Khương Vi Nhan cùng đứa con hoang của nó. Chết tiệt, không phải chứ, sao chúng nó lại đi xe tăng tới đây? Tiêu Chính Văn không hề quan tâm đến ánh mắt và thái độ lạnh lùng của cả đám người kia, anh đến bên cạnh Khương Vi Nhan, cô vẫn đang sợ hãi vì lần đầu tiên đến những nơi như vậy, anh dẫn cô đứng qua một bên rồi đứng yên chờ. Lúc này, nhà họ Khương cũng hoàn toàn bùng nổ. Mẹ kiếp, chờ lâu như vậy mà tại sao lại hóa ra ba người bọn nó? Tức chết mất, tôi còn tưởng là chủ soái Bắc Lương tới. Đúng là mừng hụt, ba thứ rác rưởi này không nên tới đây. Em nói nhỏ thôi, em đã quên những gì thiếu úy Phương nói tối hôm qua rồi sao? Tiêu Chính Văn là bạn của thiếu tá Hàn Lợi Dân. Từ Phân nghe vậy lập tức chế nhạo, bạn cái con khỉ ấy. Tôi đã hỏi rõ ràng rồi. Tiêu Chính Văn giải ngũ và được sự trợ giúp đặc biệt mà thôi, thiếu tá Hàn Lợi Dân hoàn toàn không quen biết cậu ta. Tôi nghĩ mấy chiếc xe tăng kia cũng chỉ là phúc lợi sau khi xuất ngũ của Tiêu Chính Văn mà thôi. Cái gì, hai mắt Khương Mỹ Nghiên khẽ giật khi nghe thấy lời này, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười giễu cợt, nói thì ra là vậy. Sau đó, cô ta khẽ đảo mắt, đi qua một góc gọi điện thoại cho ai đó nói nhỏ vài câu. Một lúc sau Ngô Khoan Nghiệp chạy tới. Mặt mày hớn hở, đầu tiên cậu ta chào hỏi Khương Thái Sơn và những người khác, sau đó nhìn về phía Khương Mỹ Nghiên và đọc được điều gì đó trong mắt cô ta. Sau đó, Ngô Khoan Nghiệp đút hai tay vào túi quần,
nghênh ngang lướt qua trước mặt mọi người, tiến đến chỗ Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, lớn tiếng hét lên, hừ. Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan, tôi nghi ngờ hai người đem theo thiệp mời giả đến trà trộn vào đây. Những tiếng xì xào đột ngột dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Ngô Khoan Nghiệp. Cầm thiệp mời giả đến trà trộn vào bữa tiệc ư. Đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Đây là sở chỉ huy quân đội Tu Hà, là địa bàn của thiếu tá Hàn Lợi Dân. Bữa tiệc tối nay cũng cực kỳ quan trọng. Có người dám dùng thiệp mời giả để trà trộn vào bữa tiệc thì quả là một việc hết sức nghiêm trọng. Nếu việc này bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Ngô Khoan Nghiệp nói như vậy là vì hôm qua Khương Mỹ Nghiên sau khi về nhà đã đặc biệt căn dặn cậu ta như vậy. Bởi vì Khương Mỹ Nghiên thấy rằng những thiệp mời mà Thiếu Úy Phương đưa tới tối hôm qua hơi khác so với thiệp mời mà Ngô Khoan Nghiệp đưa cho họ. Mặt trước của thiệp mời đều giống nhau, nhưng mặt sau thì lại không giống. Trên mặt sau của những thiệp mời do Thiếu Úy Phương mang đến có chữ đặc biệt màu vàng nhạt in trên đó. Vì vậy, lúc đó Khương Mỹ Nghiên đã đoán được rằng đây chắc chắn là Tiêu Chính Văn đã tìm một công ty thiệp nào đó làm thiệp mời giả, chữ đó là nhãn hiệu của công ty. Còn Thiếu Úy Phương và những người khác chắc hẳn là do Tiêu Chính Văn sắp xếp để họ tạm thời diễn một màn kịch chỉ để lên mặt trong bữa tiệc tối qua. Ngô Khoan Nghiệp nghe vậy cảm thấy rất có lý, trong lòng cực kỳ vui vẻ, cậu ta chờ cơ hội hôm nay để vạch trần Tiêu Chính Văn trước mặt mọi người, khiến anh trở thành mục tiêu công kích của đám đông. Lúc này, Tiêu Chính Văn nhướng mày, ánh mắt anh thoáng qua vẻ lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm Ngô Khoan Nghiệp đang vô cùng kiêu ngạo và đắc ý trước mặt, hỏi cậu nói thiệp mời của tôi là giả sao? Đúng vậy, Ngô Khoan Nghiệp nói chắc như đinh đóng cột, trong tay tôi mới là thiệp mời thật, có gan thì anh mau lấy thiệp mời của anh ra đây đối chiếu sẽ rõ. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều có thể lấy ra để so sánh. Tôi nghĩ thiệp mời của các vị đều là thật, vì vậy, chỉ cần thiệp mời của anh ta khác với thiệp mời của các vị thì chắc chắn của anh ta là giả, Ngô Khoan Nghiệp cao giọng nói, tay đưa thiệp mời lên lắc lắc dưới ánh đèn. Nghe vậy, những nhân vật nổi tiếng ở bữa tiệc đều lần lượt lấy thiệp mời của họ ra, quan sát kỹ càng và thấy rằng thiệp mời của mọi người đều giống nhau. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn chưa lấy thiệp mời ra, Ngô Khoan Nghiệp lập tức chế nhạo, sao nào, không dám lấy thiệp mời ra sao? Ha ha, tôi biết ngay của anh là giả mà. Anh còn định lừa dối mọi người chắc, tôi khuyên anh tốt nhất là mau chóng biến khỏi đây, nếu không, lớn chuyện thì anh chắc chắn không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười, anh rút trong túi ra ba tấm thiệp mời rồi giơ lên ánh đèn. Khóe miệng Ngô Khoan Nghiệp lộ ra nụ cười nham hiểm, cậu ta đang chờ cơ hội này, lập tức giật lấy thiệp trên tay Tiêu Chính Văn, giơ cao chúng trước mặt mọi người rồi hét lên, mọi người nhìn đi. Mặt sau của ba tấm thiệp mời này và thiệp mời của chúng ta không giống nhau. Chắc chắn ba tấm thiệp mời này đều là giả. Quả nhiên là như vậy, mọi người đều có thể nhìn ra mặt sau tấm thiệp mời của Tiêu Chính Văn quả thực khác với thiệp mời của bọn họ. Bên này, người nhà họ Khương hoảng sợ nhìn thư mời trong tay, hôm nay bọn họ đến được đây là nhờ vào thiệp mời tối hôm qua Thiếu Úy Phương gửi tới. Bây giờ, những thiệp lời mời này là giả, trong lòng họ vô cùng sợ hãi. Sau khi so sánh cẩn thận, thiệp mời của Tiêu Chính Văn quả thực là có khác biệt so với thiệp mời của những người khác. Lúc này, ngoại trừ Khương Thái Sương và Khương Mỹ Nghiên thì những người khác trong nhà họ Khương đều rất hoảng sợ. Làm sao đây, của chúng ta cũng không giống họ. Chết tiệt, đúng là bị tên vô dụng Tiêu Chính Văn hại cho thê thảm rồi. Đây là sở chỉ huy quân đội Tu Hà đó. Nếu chuyện này bị phát hiện, liệu chúng ta có bị mất đầu không? Trong chốc lát, tất cả mọi người bắt đầu chỉ trích Tiêu Chính Văn, từng lời chửi bới đã hoàn toàn áp đảo Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan sợ hãi ôm chặt cánh tay Tiêu Chính Văn, Nana còn sợ hãi đến mức bật khóc, cô bé trốn trong vòng tay Tiêu Chính Văn, nói, bố ơi, Nana sợ lắm, Nana muốn về nhà. Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ lên lưng Nana, an ủi, Nana đừng sợ, có bố ở đây. Ngô Khoan Nghiệp quay lại, cười lạnh. Chỉ vào ba người Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan và Nana, trợn mắt gào lên, bảo vệ. Còn không mau tới bắt những kẻ làm giả thiệp mời này lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.